Theo, thiếu chút làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi tức mà chết. Quả thực là phát điên, thực lực của hắn ở trong đám cường giả Phong Vương cũng coi như là đỉnh phong, nào từng ăn loại thiệt thòi này cơ chứ? Chương 2721, đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng thượng hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đầu tiên là bả vai bị thương đâm, thiếu chút nữa đã chết, sau đó mặt lại bị đánh trần trụi như vậy. Khuôn mặt hắn lúc này có chút vặn vẹo. Lửa giận mãnh liệt khiến cho hai mắt của hắn biến thành đỏ tươi, lực lượng cường đại dường như sẽ tùy thời bùng nổ vậy. Ông, nhưng mà đúng lúc này phía sau hắn lại có một đạo kình phong bắn tới, Nhiếp Đồng đã xuất thủ. Vương giả có máu tươi màu vàng không nhận ra được đối phương là Nhiếp Vân Ngụy Trang, thế nhưng hắn với Ca Ca liên thủ chiến đấu nhiều năm, cho nên Ca Ca vừa mới xuất hiện hắn đã nhận ra được. Lúc này thừa dịp đối phương có chút điên cuồng cho nên mới đánh ra kiếm chiêu tích xúc toàn bộ lực lượng của hắn. Ao ao, kiếm mang như điện trong nháy mắt đã đâm vào trên người đối phương mặc dù tu la kiếm đã bị chặt đứt thế nhưng vẫn là thần binh phong vương không thể tranh cãi hơn nữa còn phối hợp với thực lực cường giả phong vương của hắn lập tức rạch ra một miệng máu to lớn trước ngực của vương giả có máu tươi màu vàng kia máu tươi màu vàng của người này lập tức không ngừng tuôn ra ngoài tất cả đều cút ngay cho ta lần nữa bị thương vương giả có máu tươi màu vàng đã thực sự điên cuồng máu tươi ở trên người chảy ra giống như hơi nước sôi trào hai người nhiếp vân và nhiếp đồng đồng thời cảm thấy ngực có cảm giác bực bội sau đó lập tức có hai đạo lực lượng khổng lồ chia ra đánh về phía hai người đạp 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 hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước cổ tay đồng thời cảm thấy tê dần lúc này cả hai mới phát hiện ra trường thương màu vàng và tu la kiếm đã đồng thời rời khỏi tay mình ồ vội vàng ngẩng đầu nhìn qua sắc mặt nhiếp vân lập tức trầm xuống chỉ thấy trường thương và nửa đoạn tu la kiếm của nhiếp đồng vẫn còn đang cắm ở trên người của đối phương máu tươi màu vàng của người nọ đã quấn quanh toàn thân của hai kiện binh khí khiến cho toàn thân hai kiện binh khí giống như màu vàng hết sức quỷ dị đây nhất định là chiêu số lợi hại nào đó nhiếp đồng lui kiến trường thương và tu la kiếm chém vào cũng không rút ra được đối phương lại biến thành như vậy nhiếp vân lập tức biết rõ nhất định đối phương đã sử dụng chiêu số đặc thù nào đó vì vậy hắn vội vàng kêu lên chân huyết phương quan run lên không gian của tính tâm bình lần nữa xuất hiện ở trước mặt Thân thể búng một cái đã lập tức chui vào bên trong. Thấy hành động của hắn, Nhiếp Đồng lập tức biết rõ suy nghĩ của Kaka, thân thể hắn cũng nhoáng lên một cái, đã lập tức nhảy vào. Bên trong, giống, vương giả có máu tươi màu vàng sau khi biến thành bộ dáng này dường như đã mất đi lý trí của mình. Nhìn thấy hai người chạy trốn, hắn lập tức gầm một tiếng giống như dã thú, thân thể nhoáng lên, cũng theo sát phía sau hai người tiến vào bên trong tính tâm bình. Siêu, vừa mới tiến vào hắn đã cảm nhận được không gian rung chuyển thân thể lập tức rơi vào bên trong nạp vật thế giới. Nhiếp Vân biết, bằng vào thực lực của hắn ở bên ngoài nhất định sẽ không giết chết được đối phương, cho nên lại lần nữa hấp dẫn đối phương đi tới nơi này. Âm ầm, vương giả có máu tươi màu vàng vừa mới tiến vào trong nạp vật thế giới, dường như cũng đã cảm thấy được chỗ không đúng, thân thể hắn khẽ lắc một cái. Không gian trước mắt lập tức vỡ nát thành từng mảnh, mà hắn thì giống như đã biến thành con lươn trong bùn, cái gọi là không gian trói buộc, áp chế của nhiếp vân không ngờ lại không có bất cứ tác dụng gì. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của nạp vật thế giới. Lực lượng bên trong căn bản không có năng lực giết chết được người này. Động thủ, biết rõ không thể dùng một lời chu diệt đối phương, nhiếp vân cũng không nổi giận, thân thể chợt lóe, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng đối phương, sau đó lại đánh ra một trường. Ở bên ngoài, năng lực thuấn di của hắn không mạnh, phạm vi cũng chỉ giới hạn ở trong phạm vi mấy chục thước mà thôi. Thế nhưng ở chỗ này, hắn có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, không gian vỡ nát, phong tỏa cũng không cần phải sợ hãi. Nạp vật thế giới không vây khốn được đối phương thì vẫn có thể khiến cho thực lực của hắn trở nên càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn ở bên ngoài. Siêu, cảm thấy hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng, vương giả có máu tươi màu vàng vội vàng xoay người đánh ra một quyền, đáng tiếc, khi hắn quay lại thì nhiếp vân đã đến một bên khác, lại đánh ra một trường. Lúc này nhiếp vân giống như quỷ mị vậy, vô luận tốc độ của đối phương nhanh tới đâu thì hắn cũng có thể nhanh hơn, từng trường, từng trường không ngừng đánh vào trên người dị tộc này. Trong nháy mắt, trên người vương giả có máu tươi màu vàng đã bị trúng mấy trăm trường. Những trường lực này mặc dù đối với hắn mà nói, uy lực không lớn. Thế nhưng liên tục bị trúng nhiều chiêu như vậy hắn vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, khí lực bắt đầu tan rã. Ra, thấy vẻ mặt đối phương bắt đầu uể oải, khí lực đã có chút hạ thấp hai mắt nhiếp vân sáng lên, bàn tay chộp ra một chảo, tay cầm lấy chuôi tu la kiếm rồi chợt rút ra. Xoẹt, trường kiếm lập tức được rút ra ngoài. Trong nạp vật thế giới, lực lượng của nhiếp vân so với ở bên ngoài còn mạnh hơn không ít. Ở bên ngoài, ngay cả nhiếp đồng cũng không có cách nào rút trường kiếm ra được thì lúc này lại bị. Hắn nhẹ nhàng rút ra, cổ tay khẽ run lên, trường kiếm đã trả lại trong tay nhiếp đồng. Mau cùng giết hắn, trả kiếm lại cho nhiếp đồng, thân thể của nhiếp vân lần nữa thuấn di đi tới sau lưng đối phương. Bàn tay vung lên, lập tức nắm vào trên trường thương màu vàng. Lúc hắn đang định muốn rút ra thì đột nhiên tâm thần rung động một cái, thân thể lập tức lùi về phía sau. Âm ầm chẳng biết từ khi nào lang nha bổng của vương giả có máu tươi màu vàng kia đã xuất hiện ở chỗ hắn đứng vừa rồi. Lập tức đánh nát mảnh không gian thành bụi phấn. Phốc, đột nhiên nhiếp vân tươi phun ra một ngụm máu. Nạp vật thế giới bị lang nha bổng đánh một cái đã bắt đầu đung đưa một đạo khe nước đen nhánh bắt đầu xuất hiện, lan tràn ra ức về ạn giảm. Lập tức đem đất đai và bầu trời đánh thành cho tàn. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phạm vi mà nạp vật thế giới có thể tiếp nhận. Nếu như không phải nhiếp vân đang ở nạp vật thế giới, nắm trong tay không gian và thiên nhiên trong này thì sợ rằng lần này hắn đã bị chém giết tại chỗ. chương 2722, Đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com lực lượng của người này đã tiêu hao hết, ca ca, không nên liều mạng với hắn, chỉ cần từ từ tiêu hao, không được bao lâu nữa nhất. Định hắn sẽ phải đền mạng, thấy ca ca mình bị thương, nhiếp đồng vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Âm ầm trong khi nói chuyện, lang nhà bổng trong tay vương giả có máu tươi màu vàng lại lần nữa múa lên một cái. Trong nháy mắt nạp vật thế giới lại lần nữa vang vọng tiếng nổ. Lập tức có một đạo khe nước đen nhánh xuất hiện, không biết kéo dài bao xa, cho đến tập chân trời. Phốc, Nạp Vật Thế Giới là một bộ phận lực lượng của Nhiếp Vân, xuất hiện chấn động phạm vi lớn như vậy. Cho dù thực lực của hắn hùng hậu vô cùng nhưng vẫn cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, lại phun ra một ngụm máu tươi. Không thể tiêu hao, nếu không, nhất định Nạp Vật Thế Giới sẽ bị hắn phá hủy toàn bộ trước. Không để ý tới việc khôi phục thương thế, Nhiếp Vân vội vàng nói. Nếu như đối phương một mực công kích điên cuồng như vậy, sợ rằng còn chưa chém giết được đối phương thì hắn đã bởi vì Nạp Vật Thế Giới vỡ nát mà trực tiếp tử vong nhất định phải mau chóng chém giết người này. Siêu, biết rõ tình cảnh nguy cấp, nhiếp vân không có thời gian giải thích cặn kẽ, lại một lần nữa thuấn di, xuất hiện ở sau lưng đối phương, sau đó lại đánh tới một quyền. Lần này hắn đã dùng người thành lực lượng, đánh vào vết thương trên ngực mà nhiếp đồng tạo thành, đạp đạp đạp, thân thể bị đau, vương giả có máu tươi màu vàng ngưng tiếp tục tấn công thế giới. Hai chân lui về sau hai bước, hai mắt đỏ tươi như máu. Ngày càng trở nên quỷ dị hơn, càng thêm nóng nảy. Lang Nha bổng chợt càn quét, một cỗ lực lượng phong tỏa nhất thời gian cầm nhiếp vân vào bên trong. Thả ca ca ta a, à, nhiếp đồng cũng biết không ra tay không được, nửa đoạn tu la kiếm lại lần nữa đâm tới. Trong nạp vật thế giới, hắn có năng lực mà nhiếp vân ban cho, thực lực so với ở bên ngoài cũng càng mạnh mẽ hơn. Kiếm khí đâm về phía trước giống như một đạo hắc tuyến, nhắm thẳng ngay cổ của vương giả có máu tươi màu vàng. Công kích của hắn hung hiểm, người nọ cũng không để ý tới chém giết nhiếp vân nữa, tay vung vẩy lang nha bổng đập về phía hắn. Phanh, kiếm bổng giao kích, sắc mặt nhiếp đồng đỏ lên, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp vân nhân cơ hội thoát khỏi giam cầm của đối phương, bàn tay như đao, thoáng cái cắm vào trong ngực đối phương. Chết, vết thương này vốn đã rất lớn, thân thể đối phương lại không có phòng ngự. Cho nên vừa mới bị hắn đâm vào, ngay sau đó bàn tay đã động một cái, tìm được tim của đối phương. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt nổ tung, âm ầm, tim là chỗ yếu nhất ở trong cơ thể con người, dị tộc cũng như vậy, bị lực lượng của hắn điên cuồng trùng kích. Tim nổ tung, mà máu tươi màu vàng giống như kịch độc dọc theo cánh tay của hắn hung hăng ăn mòn tới ngực hắn. Âm ầm, tim nổ, thân thể của vương giả có máu tươi màu vàng run run, sau đó đổ ập xuống mặt đất. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại bị người ta giết chết như vậy, một chút sinh cơ cũng không có giữ lại được. Tí tách tí tách, thấy đối phương đã chết, nhiếp phân thở phào nhẹ nhõm lại vội vàng nhìn về phía máu tươi màu vàng đang không ngừng dâng trào kia. Những giọt máu này mang theo lực lượng cực mạnh, ban đầu hắn chỉ luyện hóa một giọt đã khiến cho thực lực của hắn vô hạn tới gần cường giả Phong Vương. Lúc này thoáng cái có nhiều như vậy khiến cho hắn có cảm giác bị đại thế giới đè lên người, ngực khó chịu, không thở được. Xong rồi, trong lòng thầm kêu một tiếng, trái tim của Nhiếp Vân co quắp lại. Máu tươi của đối phương giống như kịch độc vậy, ban đầu một giọt cũng thiếu chút nữa đã khiến cho hắn không chịu nổi. Lúc này thoáng cái lại có nhiều như vậy, nếu không cẩn thận sợ rằng sẽ vẫn lạc. Lui xuống, gầm lên một tiếng, lực lượng trưởng khống giả của nạp vật thế giới lập tức áp chế máu tươi màu vàng. Bất quá, làm như vậy cũng chỉ khiến cho tốc độ tràn lên của loại máu màu vàng này chậm đi, căn bản không áp chế được nó. Ao ao, nhiếp phân biết, một khi để cho đám máu tươi màu vàng này lan tràn ra toàn thân, khi đó hắn sẽ xong đời. Lúc này hắn cũng không để ý tới những chuyện khác nữa. Tay vung lên, lập tức hút nửa đoạn tu la kiếm đang nằm trong tay nhiếp đồng sau đó chém xuống cánh tay mình máu tươi bắn ra tán loạn cảm giác đau đớn kịch liệt giống như đâm vào trong đầu lúc này cánh tay của hắn đã rơi xuống mặt đất cục diện bây giờ quá mức nguy hiểm nhất định phải có hành động tráng sĩ chặt đứt cổ tay mất đi cánh tay vẫn có thể lần nữa mọc ra thế nhưng nếu như mất mạng thì sẽ không còn biện pháp nào nữa tí tách tí tách cánh tay rơi xuống mặt đất mất đi lực lượng chống đỡ trong nháy mắt đã trở thành một bãi nước đặc hoàn toàn biến mất. Sắc mặt nhiếp phân ảm đạm, cả người không ngừng run rẩy. Liên tục bị công kích, nạp vật thế giới đã bị đánh ra khe nứt to lớn. Hơn nữa lúc này lại bị cụt tay, cho dù thực lực của hắn hùng hậu tới đâu thì cũng có chút không kiên trì được, trong đầu có chút choáng váng. Siêu, điều chỉnh hô hấp, mộc sinh khí vận chuyển một chút. Cánh tay đã bị chém lần nữa dài ra, lúc đang muốn nói chuyện với nhiếp đồng thì đột nhiên hắn sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao vậy ca a? nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, nhiếp đồng vội vàng bay tới, lại nhìn về phía cánh tay vừa mới mọc ra của ca ca, hai con người không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy mặc dù cánh tay vừa mới mọc ra không có máu tươi màu vàng như vừa rồi. Thế nhưng trên cánh tay lại xuất hiện một cái, dây nhỏ màu vàng, cũng giống như máu tươi vừa rồi vậy, chậm rãi lan tràn lên phía trên cơ thể. Dây nhỏ màu vàng này giống như kịch độc ăn mòn, mạnh mẽ tới đến mức toàn bộ cánh tay nhanh chóng biến thành màu đen, một chút lực lượng cũng không thể nhấc lên nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không cần suy nghĩ, nhiếp vân cũng đã biết là lực lượng của quái bên trong máu tươi của vương giả có máu tươi màu vàng này, nhưng mà... Mới vừa rồi rõ ràng hắn đã chém dụng cánh tay kia. Sao lúc này lại còn xuất hiện cục diện này cơ chứ? Thứ này giống như đám thi thể cổ kia vậy, có được năng lực cho tàn lại cháy, cho dù có chém dụng cánh tay thì chúng cũng có thể tiếp tục ăn mòn. Khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được, sắc mặt nhiếp đồng có chút khó coi. mươi 2723, nạp vật thế giới biến hóa một Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Ban đầu khi chém giết những dị tộc kia, mặc dù linh hồn tan biến, thế nhưng chỉ cần thi thể bọn chúng vẫn còn, trải qua thời gian nhất định, sẽ có thể lần nữa diễn sinh ra linh hồn mới. Đám người này quỷ dị khó lường, tới mức khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được tất cả mọi chuyện. Những cái dây nhỏ màu vàng này nhìn rất giống như tình huống trước đó, thậm chí rất có thể chính là cùng một trường hợp. Xoẹt, nghe thấy hắn nói như vậy, Nhiếp Vân lại lần nữa giơ tay lên rồi chém cánh tay bị dính những dây nhỏ màu vàng kia xuống. Sau khi lần nữa sinh ra cái tay mới, hắn cúi đầu nhìn một cái, lông mày không khỏi nhướng lên. Không cần tiếp tục nữa, cho dù có chém nhiều cánh tay hơn nữa thì cổ lực lượng này vẫn sẽ luôn sống lại, chỉ cần cánh tay vẫn còn ở đó. Như vậy nó sẽ không ngừng ăn mòn, dường như Nhiếp Đồng đã sớm đoán ra được tình huống này, cho nên hắn lập tức ngăn cản ca ca. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu như để mặc cho những dây nhỏ màu vàng này tiến vào thân thể, chỉ sợ ta cũng không thể đỡ nổi, cho dù tâm tư trầm ổn tới đâu, lúc này vẻ mặt của Nhiếp Vân cũng có chút khó coi. Những dây nhỏ màu vàng của quái này ở trên người cho nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một khi để cho nó xông lên bả vai, xâm nhập vào thân thể, cho dù thực lực có mạnh hơn gấp đôi, gấp 10 lần đi nữa thì sợ rằng cũng khó có thể chống lại được. Để cũng không biết, chúng ta đi tìm Lăng Nguyệt Tẩu tử tàu ấy là vương giả thiên vị, có lẽ sẽ có biện pháp gì đó. Nhiếp đồng suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Nói thật thủ đoạn của dị tộc quỷ dị, hoàn toàn khác với tu luyện giả. Trong hỗn độn đại dương, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng lúc này cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi vào trên người đạm đài lăng nguyệt mà thôi. Hy vọng nàng là vương giả thiên vị, có lẽ sẽ có biện pháp nào tốt hơn trước đó đã dùng thủ đoạn giả danh phong vương bướu thịt kia cho nên lần này lại dùng nhất định sẽ không có hiệu quả gì nữa. Hai người nhiếp vân, nhiếp đồng không có ngụy trang nữa mà trực tiếp dùng diện mạo chân thật rời khỏi nạp vật thế giới. Lúc này chiến đấu bên ngoài vẫn vô cùng nóng bỏng, đám người hỗn độn vương, tuyệt sát vương đã rơi vào trong trạng thái rằng co. Người đối chiến với bọn họ mặc dù không có cường giả phong vương, thế nhưng mãnh hổ cũng không chịu nổi sói nhiều. Cho dù thực lực của bọn họ thực lực không kém, thế nhưng lúc này cũng liên tiếp lùi lại. Đã xuất hiện tình trạng lực lượng sắp không chống đỡ nổi. ngẩng đầu nhìn sang bên đạm Đài Lăng Nguyệt một chút, lại phát hiện ra nàng và cường giả phong vương gọi là bách chiết kia vẫn đang chiến đấu tới mức hừng hực khí thế. Dường như nàng đã có chút quen thuộc với lực lượng trong cơ thể, từ thế cục ngang tay trước đó đã dần dần biến thành chiếm thế thượng phong. Chỉ bất quá loại thế thượng phong này cực kỳ yếu ớt, nếu như đối phương không có chiêu thức gì mạnh mẽ, Thời gian dài có lẽ có thể chiến thắng. Thế nhưng một khi còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng nào đó. Khi đó ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhiếp Đồng, để đi giúp đạm Đài Lăng Nguyệt đối phó với cường giả phong vương này đi. Toàn bộ những người này giao cho ta. Biết rõ tạm thời đạm Đài Lăng Nguyệt sẽ không có nguy hiểm. Loại chiến đấu cấp bậc này hắn cũng không giúp được gì. Vì vậy Nhiếp Vân mới nói một tiếng. Được, Nhiếp Đồng biết cánh tay của ca ca bị thương. Sức chiến đấu không thể phát huy ra được toàn bộ hắn cũng cũng không từ chối mà thét dài một tiếng, thân thể vào tới phía tước, vừa phi hành vừa đem ý niệm tạo thành ba động mà tất cả mọi người đều có thể nghe được. Bách chiết, hai tên thuộc hạ phong vương của ngươi đã bị chúng ta giết chết. Ngươi cũng sắp theo chân bọn chúng rồi, lập tức đầu hàng, như vậy ta có thể tha tội chết cho ngươi. Ý niệm ba động bao phủ toàn trường, mọi người đang chiến đấu. Trong đó đều nghe được cô ý niệm này ba động, người cua dị tộc nghe được những lời này, đầu tiên là không tin, Thế nhưng ngay sau đó bọn hắn nhìn qua chung quanh, sau khi xác định không tìm được hai vương giả bớt thịt và người có máu màu vàng kia nữa. Trên mặt từng người hiện lên vẻ thất kinh, về phần đám người của bê nhốn độn vương thì nhất thời tinh thần phấn chấn. Ba đại cao thủ mạnh nhất bên đối phương đã chết mất hai. Như vậy bọn họ vẫn có phần thắng cực lớn. Đáng hận, bách chiết đại nhân đang chiến đấu với đạm đài lăng nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức tái xanh. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới hai tên thuộc hạ đắc lực nhất đã bị giết trong mắt sinh ra vẻ hầm hực. Trước kia bọn họ đi săn giết thổ dân ở trong hỗn độn đại dương đều đơn giản như thái rau dưa vậy. Sao lần này tới nơi này, lại biến thành cục diện này chứ? Nhiếp đồng đã trưởng thành rồi, thấy nhiếp đồng không có trực tiếp xuất thủ mà là lại quát lên câu này. Khiến cho tâm tình song phương xảy ra biến hóa, nhiếp vân âm thầm gật đầu một cái. Coi như là hắn, một khi gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cũng không có biện pháp nào tốt hơn cách của nhiếp đồng. Vừa mới lên tiếng như vậy, không những làm tăng tinh thần bên quân ta mà còn đả kích đối phương nhất cử lưỡng tiện tuy rằng còn chưa có xuất thủ thế nhưng hiệu quả so với xuất thủ còn lớn hơn nhiều nếu như chiến cục còn giống như trước đó như vậy tỷ lệ của người trong hỗn độn đại dương rất nhỏ thế nhưng giờ phút này cán cân thắng lợi rất rõ ràng đã nghiêng về phía bọn họ khen ngợi một tiếng nhiếp phân cũng không có ngừng lại thân thể nhoáng một cái đã đi tới trước mặt đám người hỗn độn vương tuyệt sát phương đừng có phản kháng ta mang các ngươi đi tới một chỗ tinh thần khẽ động một cái ý niệm truyền về phía đám người này trước mắt có nhiều dị tộc như vậy hơn nữa người nào cũng cường đại vô cùng bằng vào thực lực của hắn cũng khó có thể giết sạch phương pháp duy nhất có thể giải quyết nhanh chóng chỉ có một đó chính là thu vào nạp vật thế giới lợi dụng thân phận trưởng khống giả giết chết bọn chúng nạp vật thế giới muốn giết chết màu vàng phong vương cường giả rất tốn sức bởi vì thực lực của đối phương đã vượt qua phạm vi chịu đựng của nạp vật thế giới thế nhưng muốn giết chết những người này thì lại đơn giản hơn nhiều. Mặc dù không thể nói là rất dễ dàng, thế nhưng ít ra vẫn ung dung hơn nhiều so với khi chiến đấu ở chỗ này. chương 2724, Nạp vật thế giới biến hóa 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dù sao, người mạnh nhất trong đám người này thì thực lực cũng còn chưa có đạt tới phong vương, cũng chỉ là một ít chúa tể cường đại mà thôi. Được, mặc dù hỗn độn vương, tuyệt sát vương không biết nạp vật thế giới của nhiếp vân. Thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì bọn họ đã biết, nhất định người này đã có biện pháp tốt hơn. Cho nên tất cả, cũng không có một chút do so dự nào, vội vàng gật đầu. Bàn tay chộp ra một chảo, tính tâm bình lần nữa xuất hiện ở trước mặt, một cái hắc động nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhiếp vân đi vào đầu tiên, hỗn độn vương, tuyệt sát vương, đám người yến huy thống lính cũng theo đuôi ở phía sau. Bọn chúng muốn chạy trốn, đuổi theo, đừng có gấp, chuyện này có chút cổ quái. Ta hoài nghi bọn chúng cố ý bố trí bẫy dập, dẫn chúng ta đi vào bên trong. Bẫy dập thì sao chứ? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bọn chúng hay sao? Chỉ là bẫy dập mà một đám thổ dân làm ra mà thôi. Có thể làm gì được chúng ta chứ? Nếu như chúng ta không đuổi theo, một khi đám người kia có chết cũng không ra ngoài, khi đó chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn bọn hắn ung dung tự tại sao? Cũng đúng, như vậy đi, chúng ta có một bộ phận đi vào trước nhìn tình huống bên trong một chút rồi tính tiếp. Nếu như quá mức nguy hiểm, những người còn lại đồng tâm hợp lực, phá vỡ cái bẫy này từ bên ngoài. Đông đảo dị tộc nhìn thấy bọn họ tiến vào hắc động, cả đám bắt đầu xôn xao, thế nhưng ngay sau đó lại yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, nhìn thấy nhiều người chạy vào trong đó như vậy, cho nên bắt đầu có chút hoài nghi với cái hắc động kia. Bất quá, cho dù có hoài nghi vẫn không thể ngăn cản được bước chân truy kích của bọn họ. Bất kể nói như thế nào thì bọn họ cũng đang chiếm thế thượng phong. Bọn họ tự nhận là cho dù đám người nhiếp vân có bố trí bẫy dập thì cũng không thể đồng thời vây khốn được nhiều người như bọn họ được. Siêu 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 siêu, tật phong liên tiếp lóe lên, một nhóm người dị tộc theo sát sau lưng đám người nhiếp vân vọt vào bên trong. Chừng một phần ba, nhiều dị tộc như vậy là tốt rồi. Những người này vừa mới tiến vào tính tâm bình thì chẳng khác nào trực tiếp tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Trong nháy mắt nhiếp vân đã nhìn thấy rõ số lượng bên ngoài số lượng dị tộc đông đảo thế nhưng người xông vào cũng chỉ có một phần ba bất quá nhiều người như vậy hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi đám dị tộc này cũng không phải là kẻ ngu bọn họ biết rõ nguy hiểm ở phía trước mà vẫn xông lên có thể thoáng cái chém giết được một phần ba cũng đã tiết kiệm không ít khí lực của hắn rồi đây là một tiểu thế giới bọn chúng trốn vào chỗ này làm gì chẳng lẽ có bẫy dập ở chỗ này hay sao ha ha dùng tiểu thế giới làm bẫy dập quá ngu mốc a à chẳng lẽ bọn chúng không biết thứ chúng ta am hiểu nhất chính là thôn vệ tiểu thế giới hay sao đám người dị tộc nhìn thấy tiến vào một tiểu thế giới đầu tiên sửng sốt một chút ngay sau đó tất cả bọn họ đều cười như điên nếu như đối phương dẫn bọn họ đi vào tuyệt điện nào đó như vậy có thể bọn họ sẽ có chút bận tâm thế nhưng tiểu thế giới đây chính là thức ăn của bọn họ a à. đi tới chỗ thức ăn còn có cái gì phải sợ cơ chứ thôn vệ sao các ngươi không có cơ hội này đâu Lôi đình công kích, thấy vẻ mặt của bọn họ như vậy, nhiếp vân nhướng mày, căn bản không cho bọn hắn có thời gian kịp phản ứng. Tinh thần hắn khẽ động một cái, lập tức có lôi điện răng đầy trời. Vô số lôi điện đen nhánh, to lớn đánh về phía đám người phía trước. Số lượng người đông đảo, nếu như ý niệm để diệt sát bọn chúng, đối với thế giới cũng có chịu tải rất lớn, thế nhưng nếu vạn dụng loại lôi điện công kích này thì lại khác. Cái gì, tại sao lại có thể có nhiều lôi điện như vậy chứ? Đám người này mới vừa rồi nhìn còn có chút hả hê, thế nhưng sau khi nhìn thấy lôi điện đầy trời, sắc mặt cả đám đồng thời thay đổi, muốn chạy trốn ra ngoài. Chỉ là lúc này bọn hắn mới phát hiện ra không gian chung quanh dường như đã bị giam cầm lại, khiến cho bọn hắn khó có thể nhúc nhích được. ầm ầm ầm, lôi điện cục lớn đánh vào trên đầu bọn hắn, từng người một bị đánh thành bụi phấn, nguyên khí bên trong cơ thể của bọn họ nương theo tiếng nổ vang vọng, chậm rãi bắn ra, sau đó từ từ dung nhập vào bên trong nạp vật thế giới. Chuyện này, thật là lợi hại hai người hỗn độn vương tuyệt sát vương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng ngay cả một câu cũng không nói được nên lời cho dù bọn họ là cường giả phong vương thế nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy bao giờ mặc dù thực lực của những người trước mắt này không bằng bọn họ thế nhưng cũng không kém bao nhiêu nếu không thì bọn họ cũng không đến nỗi cố hết sức như vậy thiếu chút nữa còn bị giết ngược một đám người cường đại như vậy ở trước mặt lôi điện lại giống như trẻ con mới tập đi như vậy chủ nhân của đám lôi điện kia, nhiếp vân sẽ mạnh bao nhiêu cơ chứ? Bất quá, chuyện khiến cho bọn họ giật mình còn chưa có kết thúc, chỉ thấy nhiếp vân ở cách đó không xa nâng bàn tay lên. Lập tức có mấy đạo phong nhận xuất hiện ở trước mặt hắn, không gian chung quanh nhẹ nhàng run lên. Siêu siêu siêu, phong nhận đi qua chỗ nào thì dị tộc cho dù cường đại tới đâu đều bị chém thành hai khúc trong nháy mắt, hoàn toàn tử vong phong nhận mà nhiếp vân tạo ra ở trong nạp vật thế giới ngay cả vương giả có máu tươi màu vàng kia cũng có thể chém giết, huống chi là những người này. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm không ngừng vang lên bên tai. Đám dị tộc mới vừa rồi còn khí thế hung hãn, luôn miệng nói lời độc ác lúc này đã biến thành thi thể. Thi thể toàn bộ đều đổ ập té xuống đất, hóa thành một đám nguyên khí tinh thuần nhất. Phù, 10 phút sau, nhiếp vân mới ngừng tay, miệng thở ra một hơi thật dài. Lúc này đám dị tộc vừa mới xông vào trong này đã bị chém giết toàn bộ, không còn dư lại bất kỳ một ai. Cho dù là trưởng khống giả, thế nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thực lực của những người này quá mạnh mẽ, nếu như giao thủ ở bên ngoài, cho hắn 10 ngày 10 đêm thì cũng không thể hoàn thành được chuyện này, thế nhưng lúc này trong 10 phút đồng hồ lại đã giết sạch toàn bộ. Cho dù là nạp vật thế giới cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Chương 2725, đột phá phong vương 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cũng may bởi vì đối phương hốt hoảng cho nên cũng không có đồng tâm hợp lực đối kháng. Nếu không, nhiều người liên thủ như vậy, nhất định các loại pháp tác ở trong nạp vật thế giới sẽ không chịu nổi, một khi không cẩn thận sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đi, mau đi ra ngoài. Sau khi chém giết xong những người này, nhiếp vân thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hắn cũng biết lúc này không phải là lúc để nghỉ ngơi. Hắn nhìn đám người hỗn độn vương một chút, sau đó dẫn bọn họ rời khỏi nơi này trước đó có bọn họ hấp dẫn chiến đấu coi như đạm đài lăng nguyệt vẫn an toàn thế nhưng lúc này bọn họ đã trốn vào chỗ này một khi toàn bộ những người bên ngoài đi công kích hai người nhiếp đồng như vậy cho dù bọn họ có thực lực mạnh hơn nữa thì nhất định cũng khó mà có thể chống lại được kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi một hai dị tộc có thực lực như vậy không đáng để lo thế nhưng một khi số lượng đạt tới cấp bậc nào đó cho dù đạm đài lăng nguyệt là vương giả thiên vị thì cũng chỉ có nước chạy chối chết mà thôi được, đám người hỗn độn Vương cũng biết chuyện này nguy hiểm, cho nên cũng không có tiếp tục cảm khái, tất cả mọi người đều phối hợp với ý niệm của Nhiếp Vân rời khỏi nạp vật thế giới. Sau khi mang toàn bộ mọi người ra ngoài, Nhiếp Vân đang định rời đi thì đột nhiên trong lòng khẽ động một cái, trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin nổi. Chuyện này, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy đám dị tộc vừa mới bị chém giết đều đã hóa thành nguyên khí tinh thuần. Lúc này đang không ngừng tu dưỡng ở trong nạp vật thế giới, Trước đó bởi vì vương giả có bướu thịt và vương giả có máu tươi màu vàng phá hỏng thế giới. Thế nhưng sau khi được những nguyên khí này bổ sung, chẳng những thế giới đã khôi phục lại như lúc ban đầu mà còn xuất hiện tình huống khuếch trương rất lớn. Giống như lại vừa mới thôn về một trí tôn vực, có vô số tiểu thế giới sáp nhập vào bên trong vậy. Nạp vật thế giới lúc này càng thêm rộng rãi, càng thêm bát ngát, pháp tắc không gian, thời gian cũng càng kiên cố hơn, thậm chí đã có khuynh hướng vượt qua trí tôn vực. Ta hiểu rồi, những dị tộc này lấy việc thôn vệ tiểu thế giới để gia tăng thực lực nguyên khí trong cơ thể mang theo lực thế giới đối với nạp vật thế giới mà nói tuyệt đối là vật đại bổ suy nghĩ qua một chút nhiếp phân đã hiểu rõ hai mắt càng ngày càng sáng hơn thực lực của hắn bây giờ trên cơ bản đều đến từ nạp vật thế giới có nhiều dị tộc bổ sung như vậy nạp vật thế giới càng ngày càng lớn mạnh liệu thực lực của hắn có thể cũng theo đó mà tăng trưởng trở nên càng thêm lợi hại hay không đáng tiếc là loại biến hóa này là tiến hành theo chất lượng cũng không phải là trong một sớm một chiều trong thời gian ngắn đối với thực lực của ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với cục diện chiến đấu lúc này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng nhìn qua một lát nhiếp phân khẽ lắc đầu mặc dù nguyên khí mà những dị tộc này mang tới rất nhiều thế nhưng tốc độ mà nạp vật thế giới thu nạp có hạn cũng giống như người ta ăn cơm vậy cần phải ăn từng miếng một không thể nào trong nháy mắt đã ăn cho mập luôn được những nguyên khí này nhất định có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên Bất quá vẫn cần thời gian nhất định để tích lũy, mà lúc này chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Chỉ cần thực lực của hắn không phải là tăng vọt trong nháy mắt, đạt tới cảnh giới cao hơn. Như vậy sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với cục diện trước mắt. Ồ, ta có thể thử, đột phá phong vương A, đang định đi ra ngoài chiến đấu với đám dị tộc này, đột nhiên nhiếp vân sửng sốt một hồi. Nạp vật thế giới biến hóa, mặc dù không thể trong nháy mắt khiến cho thực lực của hắn có đột phá cực lớn thế nhưng nếu giúp hắn đột phá bình cảnh phong vương có lẽ cũng không có bao nhiêu khó khăn a. À. Dù sao dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ còn cách phong vương một bước ngắn mà thôi. Chỉ cần có thể đột phá, thực lực tất sẽ có tăng vọt cực lớn. Thử xem một chút, nghĩ đến điểm này, nhiếp vân cũng không có vội vã đi ra ngoài. Dù sao dị tộc cũng đã bị hắn giết chết rất nhiều. Cho dù đám người hỗn độn vương vẫn không phải là đối thủ của bọn chúng thì trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn so với việc bây giờ xông ra trợ giúp, như vậy còn không bằng nhân cơ hội đột phá phong vương thì hơn. Khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần câu thông với 3.000 đan điền ở trong khí hải. Tất cả đan điền đều xoay quanh chủ đan điền rồi chậm rãi xoay tròn, nạp vật thế giới cũng như vậy. Cũng không bởi vì đã trở nên rộng rãi hơn, pháp tắc không gian trở nên vững chắc hơn mà thoát khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ bất quá lúc này khoảng cách giữa nạp vật đan điền và chủ đan điền đã càng ngày càng gần, dường như tùy thời đều có thể dung hợp vào một chỗ, phong vương quan sát một lát tinh thần của nhiếp phân câu thông với lực lượng bên trong cơ thể bắt đầu trùng kích đạo bình chướng tấn cấp cường giả phong vương mặc dù hắn còn chưa có đạt tới loại cấp bậc này thế nhưng bởi vì có phân thân phong vương cho nên hắn đối với lực lượng cảnh giới của phong vương đã nắm giữ được rất nhiều hắn đã biết nên đột phá thế nào phải làm như thế nào thì mới có thể tấn cấp lực lượng trong nạp vật thế giới chảy xuôi toàn bộ khí hải khiến cho khí thức trên người hắn càng ngày càng mạnh hơn khí hải giống như một cái chậu nước lớn vậy, bên trong tràn ngập chất lỏng nguyên khí đại biểu cho thực lực, thực lực của hắn đã đến gần phong vương. Thế nhưng tu vi của bản thân chẳng qua vẫn chỉ là chúa tể, loại chất lỏng nguyên khí này chỉ. Chiếm cứ một phần ba của khí hải mà thôi, đừng nói là tới phong vương, cho dù muốn lấp đầy cũng còn có một khoảng cách rất lớn. Bất quá, lúc này có lực lượng của nạp vật thế giới ủng hộ, chất lỏng nguyên khí giống như nước sông hội tụ thành biển vậy, nhanh chóng tăng trưởng, chưa được 10 phút đồng hồ đã vượt qua một nửa tiếp tục tăng lên, nếu như đổi lại là người khác, có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, cho dù có nằm mơ thì cũng sẽ bị cười làm cho tỉnh giấc. Thế nhưng nhiếp vân vẫn không cảm thấy thỏa mãn, bởi vì hắn biết, nếu như chậm chế một phút thì tình huống bên ngoài sẽ có thêm một phút nguy hiểm. Vì vậy lúc này trong mắt hắn không có chút vui vẻ nào, thay vào đó là tràn ngập vẻ bình tĩnh. chương 2726, đột phá phong vương 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Toàn bộ thi thể dị tộc, nổ cho ta nương theo hắn kêu lên một tiếng thi thể dị tộc mới vừa rồi bị hắn chém giết đồng thời nổ tung vô số nguyên khí giống như vũ khí lan tràn ra toàn bộ nạp vật thế giới nếu như nói tốc độ hội tụ nguyên khí trước kia chẳng qua chỉ là dòng suối như vậy bây giờ tuyệt đối đã biến thành con sông lực trùng kích cường đại khiến cho toàn thân hắn run lên kinh mạch bên trong cơ thể bắt đầu xuất hiện vết sách tu luyện cũng giống như ăn uống vậy cần phải tiến hành theo chất lượng nếu như một lần ăn quá nhiều thân thể sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu. Thôn vệ nguyên khí cũng có cùng đạo lý như vậy, nếu như bản thân hắn nuốt vào, muốn thoải mái thì có thể duy trì vận chuyển linh khí cấp bậc chúa tể mà thôi. Thế nhưng lúc này hết lần này tới lần khác lại muốn dùng lực lượng của phong vương tiến hành. Đương nhiên chuyện này sẽ khiến cho hắn có chút không thể chịu đựng được. Bất quá nhiếp vân cũng là người có đại nghị lực, hàm răng cắn chặt, hai mắt đỏ thấm như máu. Âm âm, trong khi hắn sắp không kiên trì được nổi thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ, giống như là con gà con tử trong trứng chui ra vậy. một cỗ cảm giác huyền ảo vô danh đánh vào trong đầu. lực lượng cường đại mà hùng hậu trong nháy mắt đã di chuyển ở trong kinh mạch, khiến cho hắn có cảm giác sảng khoái không nói nên lời. đột phá, sắc mặt nhiếp vân có chút vui mừng, hai mắt sáng rực lên. giờ phút này hắn biết rốt cuộc mình cũng đã đột phá tầng bình cảnh kia, đã biến thành một vị cường giả phong vương hàng thật giá thật. thực lực như vậy, có lẽ ở trước mặt dị tộc cường đại không coi vào đâu thế nhưng cũng đã đại biểu cho một đột phá về chất. Không có thân thể dị tộc, không được hỗn độn công nhận, thế nhưng vẫn có thể trở thành cường giả phong vương. Nhiếp vân dốc lòng đột phá cho nên không biết tình huống chiến đấu bên ngoài lúc này đã tới đỉnh điểm. Thoáng cái mất đi một phần ba dị tộc, đám dị tộc bên ngoài dường như đã cảm nhận được nguy cơ cho nên cũng không có liều mạng. Cả đám đều tự nhủ không cẩn thận sẽ phải chết ở chỗ này, cho nên tất cả đều bộc phát ra sức chiến đấu vượt qua lúc bình thường. Như vậy, đám người hỗn độn vương lại có chút không kiên trì nổi tất cả mọi người co cụm lại thành một đoàn không có biện pháp tấn công đám dị tộc này mà chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi về phần đạm đài lăng nguyệt nhiếp đồng thì đang chiến đấu với bách chiết đại nhân kia song phương vẫn đang rằng co vị bách chiết này không biết dùng bí pháp gì mà lại giống như vương giả có máu tươi màu vàng trước đó vậy hai mắt đỏ ngầu lực lượng lập tức tăng lên nhiều Đạm Đài Lăng Nguyệt vốn đã chiếm được thượng phong lúc này lại có cảm giác như bắt đầu bại lui, sắp không chống đỡ được. Đạm Đài Lăng Nguyệt mà cũng không đỡ được thì Nhiếp Đồng càng không phải là đối thủ của đối phương. Hắn bị trúng đòn nghiêm trọng, khí tức huệ oải đứng ở một bên. Nếu như không phải có ý chí cường đại chống đỡ, nhất định đã sớm ngã xuống đất không thể đứng lên nổi nữa. Ta thừa nhận các ngươi có chút thủ đoạn, bất quá, vận khí tốt cũng chỉ tới đây mà thôi. Thổ dân là thổ dân, cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi số mệnh bị chém giết bách chiết chiếm được thượng phong quang mang lạnh lẽo trong mắt lóe lên miệng gầm to một tiếng lạnh nhạt chiến phủ trong tay hung hăng bổ về phía đạm đài lăng nguyệt phanh, phanh 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 bị lực lượng mạnh mẽ va chạm sắc mặt đạm đài lăng nguyệt cứng đờ thân thể mềm mại không tự chủ được phải lui về phía sau mấy bước sắc mặt đỏ lên máu tươi từ trên khóe miệng nàng tràn ra ngoài đây là lần đầu tiên nàng bị thương kể từ lúc chiến đấu tới nay hắc hắc chết đi cho ta, thấy nàng bị thương, bách chiết cũng không có dừng tay, chiến phủ trong tay còn càng lúc càng nhanh, lực lượng hung hãn tựa như một cơn lốc cuốn tới, liên tục đánh ra hơn 10 chiêu. Hơn 10 chiêu qua đi, cánh tay của đạm đài lăng nguyệt đã có chút tê dại, có cảm giác như không thể nhấc lên được nữa. Mặc dù thực lực của nàng còn hơn đối phương, thế nhưng lại không có binh khí thích hợp. Nếu như ngạnh kháng, như vậy người bị thiệt nhất định sẽ là nàng. Không được làm tổn thương tàu tử nhà ta thấy tốc độ của bách chiết càng lúc càng nhanh, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh, nhiếp đồng cắn răng một cái. Lại lần nữa vào tới, tu la kiếm đã gãy phóng ra, nghênh đón một phủ này. ầm ầm cổ tay nứt ra, nửa đoạn tu la kiếm hóa thành một đạo lưu quang bị đánh bay ra ngoài. Ngực của nhiếp đồng bị đánh trúng, rốt cuộc hắn cũng không kiên trì nổi nữa mà bị đánh bay ra ngoài. Thực lực bản thân đối phương đã vượt xa hắn, cho dù hắn có cố. Gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm nên được chuyện gì chết đi, đánh bay nhiếp đồng, bách chiết càng thêm âm trầm, phủ trong tay mượn dư lực bổ về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt. Xong, nhìn thấy lực lượng của chiêu này, Đạm Đài Lăng Nguyệt cắn môi, nàng không ngờ tới mình vừa mới sống lại thì đã lại phải chết. Hơn nữa lại còn phải chết ở trên tay dị tộc. Phanh, khi nàng đang cảm thấy mình khó có thể chống lại được một kích này. Sau một khắc nhất định sẽ chết đi thì đột nhiên hỗn độn đại dương dưới chân run rẩy, một đạo lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bắn ra trước mắt có một đạo quang mang màu trắng lóe lên, tựa như có một mặt trời cực lớn vừa mới xuất hiện vậy. Cô 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 cô, bạch quang trói mắt qua đi, toàn bộ hỗn độn đại dương dường như đã xảy ra biến hóa to lớn vậy. Lực lượng minh mông không ngừng kích động, biến thành một đoàn khí vân có bộ dáng giống như một đóa hoa vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Khí lưu đục ngầu của hỗn độn đại dương sao lại biến thành bộ dáng một đóa hoa chứ? Ta cũng sẽ không biết, ta đã sống ức vạn vạn năm rồi đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy a à. chẳng lẽ nhìn thấy dị tộc xâm lấn hỗn độn đại dương đã nổi giận thế nhưng sao ta vẫn cảm giác có chút không đúng giống như là đang ăn mừng vì chuyện gì đó vậy ăn mừng không thể nào a à, dị tộc đang xâm lấn có lẽ hỗn độn đại dương nên sợ hãi mới đúng chứ sao có thể ăn mừng được tất cả mọi người đều ngẩn ngơ ngay cả dị tộc cũng dừng công kích trên tay lại cả đám đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn biến hóa bất ngờ xảy ra trước mắt, chương 2727, hỗn độn đồng khánh 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong mắt của bọn hắn, hỗn độn đại dương là hóa thân của quy tắc, không có bất kỳ một chút cảm tình gì. Thế nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, giống như đang ăn mừng chuyện gì đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, là hỗn độn đồng khánh. Chuyện này, lại là thật, dường như hỗn độn vương đã nhận ra được chuyện này, đôi môi hắn run rẩy nói một tiếng. Hỗn độn đồng khánh, đó là cái gì chứ? Đối với bí sử, điển cố của hỗn độn đại dương thì tuyệt sát vương cũng không biết nhiều. Lúc này hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía hỗn độn vương. Hỗn độn đại dương có thể phong vương, như vậy đã nói rõ nhất định nó có ý niệm của mình. Loại ý niệm này không có tự chủ ý thức, chỉ có thể duy trì sự ổn định và quy tắc của đại dương mà thôi. Nếu như là lúc bình thường, đối với chúng ta không có ảnh hưởng quá lớn, cũng sẽ không bởi vì vì thực lực của chúng ta tăng lên mà xảy ra sinh biến hóa, nhưng lại có một trường hợp không nằm trong số đó. Đôi môi của hỗn độn vương run rẩy. sinh linh ở trong hỗn độn đại dương chúng ta một khi đột phá bình cảnh đại dương, đạt tới một loại cảnh giới khác. Loại cảnh giới này là, đạt tới cái gọi là siêu việt hỗn độn, khi đó cô ý thức này sẽ dao động, sẽ cảm thấy đối phương đã cùng một cấp bậc với nó. Cho nên nó mới ăn mừng, chuyện này gọi là hỗn độn đồng khánh, siêu việt hỗn độn, tuyệt sát phương nghiêm túc hỏi. Vốn ta tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng không ngờ tới là thật, lại thực sự có người có thể làm được điểm này. Hỗn Độn Vương tự mình lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào Hỗn Độn Đại Dương đang xảy ra biến hóa to lớn trước mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Siêu Việt Hỗn Độn, là có ý gì? Chẳng lẽ là có lực lượng siêu việt Hỗn Độn Đại Dương hay sao? Tuyệt Sát Vương còn có chút không quá rõ ràng, siêu việt Hỗn Độn có rất nhiều ý nghĩa, nếu như thực sự đạt tới thực lực siêu việt Hỗn Độn Đại Dương như vậy những dị tộc này bọn hắn cũng không cần phải sợ hãi nữa. Không phải là lực lượng siêu việt Hỗn Độn Đại Dương, mà là siêu việt quy tắc của Hỗn Độn Đại Dương. Hỗn Độn Vương khẽ lắc đầu một cái, lại nói tiếp: "Cũng giống như ở trong Hỗn Độn Đại Dương chúng ta, muốn đạt được thực lực Phong Vương thì chỉ có một phương pháp, đó chính là được Đại Dương công nhận. Sau đó lấy được phù lục Phong Vương, trừ biện pháp này ra, tuyệt đối không có con đường thứ." Hai, đây là quy tắc mà Đại Dương đã quyết định nếu như có người không mượn phù lục mà có thể trực tiếp đột phá đạt tới loại cảnh giới này như vậy cũng đồng nghĩa với việc đã vượt qua quy tắc lực trói buộc của đại dương đối với hắn cũng giảm sút trên phạm vi lớn không cần phù lục phong vương vẫn có thể trực tiếp đột phá tuyệt sát phương trợn mắt nếu như trước kia có người nói cho hắn biết chuyện này nhất định hắn sẽ cảm thấy đối phương đã điên rồi thế nhưng có những dị tộc này ở trước mắt cho nên đối với việc không cần phù lục phong vương mà cũng có thể đột phá hắn đã có được lực miễn dịch nhất định đương nhiên mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc thế nhưng vừa nghĩ tới trình độ khó khăn khi đột phá phong vương trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc này hắn không rõ không có phù lục phong vương thì đột phá như thế nào a à? muốn không mượn phù lục phong vương mà có thể đạt tới thực lực phong vương đầu tiên phải không được dùng ngụy bổn nguyên đại đạo để đạt tới cấp bậc chúa tể về phần sau này đột phá như thế nào ta cũng không quá biết dường như đã nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng hắn hỗn độn vương lại giải thích một câu khi hắn đang định nói tiếp thì trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. Xem ra, người có thể làm tới một bước này cũng chỉ có hắn. Ý ngươi nói là Nhiếp Vân, Tuyệt Sát Vương cũng lập tức hiểu ra, trừ hắn ra thì còn có ai vào đây nữa. Hỗn Độn Vương gật đầu, vẻ mặt cười khổ, nhắc tới người có thể làm được điểm này trong Hỗn Độn Đại Dương, chỉ sợ cũng chỉ có người thiếu niên kia mà thôi. Cũng đúng, Tuyệt Sát Vương cũng gật đầu một cái, coi như là cường giả phong vương thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào làm được chuyện siêu việt quy tắc hỗn độn thế nhưng chẳng biết tại sao nếu như nghĩ tới có người có thể làm được chuyện này thì bọn họ lại không tự chủ được mà nghĩ tới người thiếu niên kia trước đây có lẽ thực lực của người thiếu niên này không mạnh bằng bọn họ thế nhưng tốc độ trưởng thành quả thực quá nhanh lại có quá nhiều truyền kỳ nếu như không phải hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai có thể làm được chuyện này cho dù là vương giả thiên vị như đạm đài lăng nguyệt thì sợ rằng cũng không có cách nào làm được đây không phải là mù quáng mà là một loại tín nhiệm sinh ra từ sâu trong lòng mặc dù không biết tại sao bản thân lại có loại cảm giác này thế nhưng bọn hắn lại biết loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai hiện tại hỗn độn đại dương xuất hiện biến cố như vậy tất nhiên là do người thiếu niên kia đã làm ra một ít chuyện kinh thiên động địa nào đó hai người đều dùng ý niệm trao đổi tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trước mắt lúc này trong mắt hai người đồng thời sinh ra vẻ chờ mong có thể siêu việt quy tắc của hỗn độn đại dương, như vậy liệu có phải không cần sợ hãi những dị tộc này nữa hay không? Đáng hận, lại có người siêu việt quy tắc của hỗn độn đại dương. Chuyện như vậy cho dù ta đã đi qua nhiều thế giới như vậy, đã từng giết chết nhiều sinh linh như vậy cũng chưa từng nhìn thấy qua. Rốt cuộc là kẻ nào? Hỗn độn vương có thể nhận ra hỗn độn đồng khánh trước mắt. Đương nhiên vị bách chiết đại nhân này cũng có thể nhận ra, ánh mắt hắn âm trầm như nước, hai hàng lông nghi không ngừng run lên, mang theo hàng ý âm trầm lúc này hắn cũng không có tiếp tục chém giết đạm đài lăng nguyệt nữa. Hai mắt chăm chú nhìn vào đại dương trước mắt, dường như sợ người gây ra động tĩnh lớn như vậy sẽ cho hắn một kích trí mạng vậy. Mặc dù cái gọi là siêu việt hỗn độn này rất có thể thực lực còn kém hơn hắn. Thế nhưng một khi đã có loại năng lực này, như vậy cũng đồng nghĩa với việc thành tựu sau này, tuyệt đối sẽ vượt qua hắn. Nhất định là hắn, chương 2728, hỗn độn đồng khánh 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, đạm đài lăng nguyệt đang chiến đấu với bách chiết nhìn thấy đối phương dừng tay nàng vội vàng lui về phía sau thở hổn hển mấy hơi nhanh chóng điều hòa hô hấp lúc này nàng mới phát hiện ra biến hóa của hỗn độn đại dương trong lòng nàng lập tức có chút khiếp sợ trên khuôn mặt bóng loáng không tì vết mang theo vẻ nghi hoặc một lát sau đột nhiên trong lòng nàng hiện lên một bóng người mặc dù nàng không quá tin tưởng thế nhưng trừ hắn ra quả thực nàng không thể nghĩ ra được ai có thể bằng vào thực lực của mình đột phá quy tắc của hỗn độn đại dương trở thành cường giả phong vương được. Bất quá, thực lực đối phương có trở nên mạnh mẽ hay không, bởi vì nàng không còn trí nhớ lúc trước cho nên cũng không có cảm giác quá lớn. Chẳng qua nàng chỉ cảm nhận được dường như là người quen đột phá mà thôi, nhất định là Nhiếp Vân đại nhân, ha ha, hỗn độn đại dương được cứu rồi. Không sai, có loại thiên tài này, nhất định đám dị tộc này sẽ xong đời. Ta đã cảm thấy vừa rồi Nhiếp Vân đại nhân không đi ra, nhất định đang làm chuyện gì đó mà. Chỉ là không nghĩ tới đại nhân lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là lợi hại. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hỗn độn đại dương có bộ dáng như vậy, tuyệt đối là điểm báo cho chúng ta chiến thắng dị tộc. Mọi người cố lên, đánh đổi giám dị tộc đáng giận này về chỗ của bọn chúng A. À. Đám người Yến Huy thống lĩnh cất tiếng cười to, khí thế bên hỗn độn đại dương vốn có chút huệ hoài lại lần nữa hừng hực như hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi một người lại chiến đấu với cường giả dị tộc, lực lượng mạnh mẽ không ngừng tuôn ra mặc dù bọn họ không biết hỗn độn đại dương đột nhiên xảy ra biến cố như vậy là có chuyện gì thế nhưng bọn họ chính mắt nhìn thấy thiên phú thiên phú đáng sợ của nhiếp vân tất cả đều tin chắc tất cả mọi động tĩnh trước mắt nhất định là hắn làm ra cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra được động tĩnh như vậy hỗn độn đại dương có biến hóa như vậy tuyệt đối không phải là ăn mừng dị tộc công kích nhất định đang ăn mừng chuyện mà nhiếp vân đang làm đang ăn mừng một chuyện làm cho người ta khó có thể tin so với bên hỗn độn đại dương đang hưng phấn trên mặt đám người dị tộc hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn khác với đám người Yến Huy, có một số lượng lớn người trong bọn họ đều biết chuyện hỗn độn Đồng Khánh. Người ở đây có thể đột phá được quy tắc của hỗn độn Đại Dương, chỉ cần không vẫn lạc, sau này tuyệt đối sẽ là. Đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, giống như phổ thiên lão tổ của bọn họ vậy, nghe nói ban đầu lão tổ cũng bởi vì đột phá quy tắc trong thế giới mà mình ở thì mới có thể đạt tới loại trình độ như ngày hôm nay loại cường giả này ước vạn năm, ước vạn sinh linh không sinh ra được một người. Thế nhưng một khi xuất hiện một người, tất sẽ mang theo đại khí vận, lực mạnh cực mạnh. Chiến đấu với loại người như vậy, không phải là tự mình muốn chết hay sao? Nghĩ thông suốt những điểm này, hơn nữa mới vừa rồi lại có vương giả bướu thịt và vương giả có máu tươi màu vàng tử vong, tất cả mọi người đều sinh ra thoái ý trong lòng. Giết, biến hóa của dị tộc đều bị người của hỗn độn đại dương nhìn thấy, bọn họ biết cơ hội đã tới, cả đám lần nữa giết lên, xông về phía trước. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiếp tục diễn ra, chỉ bất quá mới vừa rồi bên hỗn độn đại dương có chút không đỡ nổi. Mà lúc này tình thế đã nghịch chuyển, bên xuất hiện tình huống không đỡ nổi lại chính là dị tộc. Bên ngoài chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, thế nhưng nhiếp vân ở bên trong nạp vật thế giới cũng không biết hắn đột phá lại mang tới biến hóa kinh người như vậy. Lúc này thân thể hắn đang trôi lơ lửng ở trên không trung, linh hồn quét qua mỗi một tấc cơ bắp, tế bào, cảm thụ biến hóa của thân thể. Đột phá phong vương, trình độ rộng rãi của khí hải so với trước kia rõ ràng đã có biến hóa. Lực lượng ẩn chứa trong đó càng thêm minh mông mãnh liệt, nếu như đem lực lượng bây giờ so với lúc còn là chúa tể, giữa hai bên tuyệt đối có thể nói là trên trời dưới đất, không thể nào so sánh được nổi. Nhất là linh hồn, nương theo thực lực bản thân đột phá, linh hồn cũng nhận được bồi bổ cực lớn. Linh hồn vốn chỉ còn cách phong vương một tia, lúc này cũng đã thành công tấn cấp tinh thần khẽ động một cái là có thể lan tràn ra ngoài, so với trước kia cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Hai tay nhẹ nhàng nắm lại một cái, lực lượng dọc theo khí hải chậm rãi chảy xuôi vào trong kinh mạch, một cỗ cảm giác cường đại tự nhiên chậm rãi sinh a. À. Trước đó mặc dù thực lực của hắn có thể chiến đấu cùng với cường giả phong vương, thế nhưng cũng chỉ là vương giả bình thường như là hỗn độn vương, tuyệt sát vương vậy. So với nhiếp đồng vẫn còn kém một đoạn, chứ đừng nói là vương giả có máu tươi màu vàng cùng với vị bách chiết đại nhân kia nếu như không phải lừa gạt đối phương đến nạp vật thế giới muốn chém giết hai người này quả thực khó có khả năng lúc này lực lượng lưu chuyển toàn thân nhất cử nhất động đều mang theo tiếng sấm nổ nếu như hắn đoán không sai nếu lần nữa gặp phải vương giả có máu tươi màu vàng kia cho dù không dùng tới nạp vật thế giới thì hắn cũng có thể đánh với đối phương một trận nói cách khác mặc dù vừa mới đột phá cấp bậc phong vương thế nhưng hắn đã có thực lực vượt qua nhiếp đồng mặc dù dây nhỏ màu vàng kia đã nhỏ hơn không ít thế nhưng vẫn mang theo lực lượng ăn mòn sinh mạc, dùng thực lực của ta bây giờ, vẫn không có biện pháp nào hoàn toàn khu trục. Cúi đầu nhìn đám dây nhỏ màu vàng trên cánh tay, nhiếp vân khẽ lắc đầu một cái. Nương theo thực lực tăng lên, năng lực đối kháng với đám dây nhỏ màu vàng này cũng đã tăng lên. Thậm chí hắn đã có thể áp chế chúng trong thời gian ngắn. Bất quá, hắn cũng không có cách nào thanh trừng được sạch sẽ. Hơn nữa, chỉ cần hơi chút lơ là thì sẽ lập tức bị cắn trả, thậm chí sẽ còn xuất hiện tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trên người có máu tươi màu vàng kịch độc như vậy, sao hắn ta có thể sống sót được chứ? Hơn nữa còn có thực lực cường đại như vậy, cảm nhận được bằng vào thực lực bây giờ không có cách nào khu trục dấu vết lưu lại của dây nhỏ màu vàng bên trên, trong lòng nhiếp vân không nhịn được có chút kỳ quái. chương 2729, thực lực biến hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thực lực của vương giả có máu tươi màu vàng này đối với hắn bây giờ mà nói, có thể nói là không chênh lệch bao nhiêu, sẽ không vượt qua quá nhiều. Thực lực ngang bằng, sao hắn lại không thanh trừng hết được kịch độc trong máu chứ? Trước tiên không quan tâm tới chuyện này nữa, không biết cuộc chiến bên ngoài như thế nào rồi. Nghiên cứu thực lực biến hóa một lát, nhiếp phân biết, cho dù đám dây nhỏ màu vàng này có lợi hại thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không có uy hiếp gì với hắn. Hắn không nhịn được thở vào một tiếng, bàn tay run lên, thanh trường thương đã bị luyện hóa xuất hiện ở trong lòng bàn tay tinh thần khẽ động một cái, thân thể lập tức rời khỏi nạp vật thế giới. Tình huống ở bên ngoài hắn không biết như thế nào, cho nên nhất định phải nhanh chóng đi ra ngoài xem một chút. Nếu không đám người đệ đệ, đạm đài lăng nguyệt xảy ra chuyện gì, cả đời này của hắn khó mà bình yên được. Ồ, mới vừa trở lại hỗn độn đại dương, còn chưa kịp nhìn khắp nơi thì đột nhiên nhiếp vân đã cảm thấy sững sờ. Trước kia tiến vào hỗn độn đại dương hắn bị đủ loại gông cùng, hạn chế. Bằng vào thực lực của hắn lúc đó, mặc dù cảm giác không lớn, thế nhưng nếu như thời gian lâu dài thì vẫn sẽ có áp lực rất lớn. thế nhưng bây giờ, thân đứng ở trong đó, dường như khí lưu hỗn độn đã công nhận hắn, tinh thần khẽ động một cái là có thể tùy ý khống chế, không cảm thấy cố hết sức một chút nào. tình huống này có chút tương tự với lúc ở trong nạp vật thế giới, có cảm giác như hổ về núi rừng, rồng tiến vào trong biển vậy. tựa như lúc này hắn đang đứng trên tất cả các loại quy tắc, hỗn độn đại dương là nơi khởi nguyên tạo thành tất cả các thế giới. Cho nên bên trong cũng có các loại quy tắc, ví dụ như sinh lão bệnh tử, hỉ, nộ, ái, ố. Mỗi một loại đều là quy tắc không thể thay đổi, vượt lên trên quy tắc này khiến cho hắn có cảm giác giống như đã có thể siêu thoát sinh tử. Ngay cả Hỗn Độn Đại Dương cũng không có cách nào trói buộc được hắn nữa. Đây là tình huống gì vậy? Nhiếp Vân có chút ngẩn người, cho dù hắn đã đột phá Phong Vương thì cũng không nên có loại biến hóa này a. À. Mà bây giờ hắn lại có cảm giác mình có thể tùy thời thoát khỏi Hỗn Độn Đại Dương thậm chí còn có thể ngồi ngang hàng cùng với hỗn độn đại dương vậy. Loại lực trùng kích này quả thực quá lớn, cho dù hắn đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng vẫn cảm thấy quá không tưởng tượng nổi. Trước tiên không quan tâm tới nữa, sau này trở về nghiên cứu sau. Khẽ lắc đầu, loại bỏ loại cảm giác kỳ quái này ra sau đầu. Nhiếp Vân biết bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường trước mắt, tình cảnh chiến đấu so với lúc trước hắn rời đi không khác là bao dường như người bên hỗn độn đại dương càng thêm có lòng tin tinh thần ngày càng dâng cao ngược lại bên dị tộc tinh thần lại có chút hạ thấp kỳ quái nhiếp vân có chút khó hiểu cho dù mới vừa rồi hắn đã chém giết một phần ba dị tộc thế nhưng tình huống lúc này cũng không nên như vậy a à? chẳng lẽ trong lúc hắn đột phá đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho người ta không thể tưởng tượng được nhìn người của hỗn độn vương trước mắt không có nguy hiểm quá lớn hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi lại nhìn về phía Bách Chiết đang chiến đấu cùng với Đạm Đài Lăng Nguyệt, còn có nhiếp đồng. Vị Bách Chiết đại nhân này không biết vận dụng thủ đoạn gì mà hai mắt đỏ như máu, khí thế trên người so với mới vừa rồi càng thêm hung mãnh. Chỉ bất quá Đạm Đài Lăng Nguyệt và nhiếp đồng cũng lực lượng 10 phần, tạm thời không có quá nhiều dấu hiệu thất bại. Xem ra ta cũng không quá chậm trễ, thấy trong lúc hắn đột phá mọi người cũng không có bị tổn thương quá lớn, nhiếp vân lập tức yên lòng mới vừa rồi hắn sợ sẽ xuất hiện tình huống khó coi thế nhưng lúc này xuất hiện tình huống như vậy cũng coi như là kết quả tốt nhất trước tiên nên đối phó với tên bách chiết đại nhân này chỉ cần hắn bị chém giết những tiểu tốt dị tộc khác không còn đáng để lo nhìn một vòng nhiếp vân lập tức xác định được mục tiêu vị bách chiết này chính là thủ lĩnh trong dị tộc thực lực mạnh nhất nếu như có thể chém giết được hắn đám dị tộc này sẽ như rắn mất đầu nhất định sẽ lập tức tan tác đến lúc đó nếu như hắn phối hợp với mọi người muốn chém giết toàn bộ sẽ đơn giản hơn không ít người này thực lực cường đại mặc dù có tiến bộ thế nhưng nhất định cũng không phải là đối thủ của hắn nhất định phải dè đặt mới được có thể đánh lén là tốt nhất sau khi quyết định xong nhiếp vân cũng không lỗ mãng xông tới mà hai mắt không ngừng đảo tới đảo lui không ngừng suy đoán bách chiết này có thực lực quá mạnh mẽ mặc dù hắn đã đột phá phong vương có tiến bộ rất lớn thế nhưng so với đối phương vẫn còn kém một đoạn lớn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Tranh thủ một kích thành công, ẩn nấp, tinh thần khẽ động một cái, nhiếp vân lặng lẽ bay đi về phía bách chiết. Hắn lợi dụng thiên phú ẩn nấp sư, đem bản thân dung nhập vào trong khí lưu của hỗn độn đại dương. Dựa theo đạo lý mà nói, thiên phú ẩn nấp sư đối với loại cường giả như bách chiết này hiệu quả không lớn. Thế nhưng vừa mới thi triển ra, nhiếp vân đã không nhịn được giật nảy mình. Giờ phút này dường như hắn đã dung hợp với hỗn độn đại dương vào làm một cả người có thể tùy thời hóa thành khí lưu hỗn độn, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào phía trước mắt. Chuyện này, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hắn đã giao thủ với đám người A Dục Vương, cũng có một phân thân phong vương. Hắn biết, cho dù là cường giả phong vương chấn nhiếp tam giới thì cũng không có loại năng lực dung nhập, biến thành khí lưu hỗn độn A. Nếu như quả thật có loại năng lực này thì cũng không tới nỗi bị bó tay bó chân khắp nơi, ngay cả một tiểu tử chưa đạt tới phong, vương như hắn cũng không giết được, bị động vô cùng. Thế nhưng sao sau khi hắn đột phá lại xuất hiện nhiều biến hóa như vậy chứ? Lại đột nhiên có thêm nhiều thủ đoạn như vậy, biến thành khí lưu hỗn độn có thể ẩn nấp tốt hơn. Nếu như lại đánh lén bách chiếc kia mà nói, sẽ tăng thêm phần thắng rất lớn. Không để ý tới việc quan sát biến hóa vừa rồi nữa, thân thể nhiếp vân khẽ búng một cái, bay thẳng về phía bách chiết mà đi. Lúc này hắn giống như một đoàn hỗn độn khí, bất kỳ người nào cũng không nhìn ra được thực hư chương 2730, đánh lén thành công 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chiến trường trải qua đạm Đài Lăng Nguyệt và Bách Chiết chiến đấu đã sớm sụp đổ, lúc này khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu mãnh liệt, đang dung hợp vào làm một thể với hỗn độn đại dương. Nhiếp phân ngụy trang thành hỗn độn khí, quả thực vừa vặn thần không biết quỷ không hay, giống như một giọt nước dung nhập vào biển khơi vậy. Cho dù thực lực đối phương mạnh mẽ hơn nữa thì cũng khó mà phát hiện ra được hắn. Một trăm thước, 50 thước, 20 thước, 10 thước, khi khoảng cách chỉ còn có 10 thước mà đối phương vẫn không có phát hiện ra được. Lúc này hai mắt nhiếp vân sáng rực lên, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách ngắn như vậy hắn đã có thể đánh cho đối phương một kích chí mạng. Lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm, bàn tay chậm rãi đưa ra, sau đó chấn động mạnh một cái, lập tức biến thành một biển lực lượng. Hắn ngụy trang thành hỗn độn khí, trường thương màu vàng, chân huyết phương quan lại không ngụy trang được. Tuy rằng vận dụng hai kiện binh khí này có thể khiến cho sức chiến đấu tăng lên nhiều. Thế nhưng lại rất dễ dàng bị bại lộ, khi đó sẽ làm cho cho đối phương có thời gian chuẩn bị. Cho nên sau khi cân nhắc, hắn vẫn quyết định dùng thực lực bản thân để công kích. Thi triển lực lượng, thân thể ngụy trang cũng không có cách nào ẩn nấp được. Thân thể giống như thuấn di đột một xuất hiện ở trên không trung, lòng bàn tay dán chặt vào đối phương. Lực lượng phong vương cấp cùng với thân thể giống như nước sôi rít gào, lực lượng cùng vừa mới tiếp xúc với đối phương lập tức tuôn ra. Cái gì, Bách Chiết đang chiến đấu cùng với nhiếp đồng và đạm đài lăng nguyệt. Hắn không nghĩ tới phía sau lại đột nhiên có thêm một người. Lúc này hắn biến sắc, không kịp tránh né, lực lượng toàn thân đồng thời tập trung ở sau lưng, trong nháy mắt đã tạo thành một vòng quang mang lớn ở bên ngoài thân thể. Hừ, đánh lén thành công, nhiếp vân sao có thể lưu tình được chứ? Hắn chừng mắt, lực lượng từ bên trong khí hải dọc theo kinh mạch điên cuồng lao ra, bàn tay của hắn cũng biến thành màu vàng sậm. Thiên phú thiên thủ sư, sắc sắc, sắc sắc, quang mang sau lưng bách chiết dưới công kích toàn lực của hắn liên tiếp phát ra tiếng giòn vang, lập tức vỡ vụn giống như vỏ trứng vậy. Mặc dù thực lực của bách chiết hơn xa hắn, thế nhưng lực lượng toàn thân cơ hồ đều đang tập trung vào trên người đạm đài lăng nguyệt và nhiếp đồng ở phía trước, cho nên căn bản không nghĩ tới sau lưng lại có người đánh lén. Quang mang dưới tình huống vội vàng hình thành nhiều nhất cũng chỉ có một phần mười lực lượng của bản thân mà thôi. Loại trình độ này sao có thể chống đỡ được công kích của nhiếp vân lúc này chứ? Phốc, quang mang vỡ nát, bàn tay của nhiếp vân hung hăng in vào trên lưng đối phương, sắc mặt bách chiết đỏ lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra. Từ khi chiến đấu cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Cơ hội tốt, nhiếp vân đánh lén thành công, đạm đài lăng nguyệt và nhiếp đồng đều là siêu cấp cường giả, sao có thể bỏ qua cho cơ hội này chứ? bàn tay cả hai đồng thời run lên, hai đạo kiếm khí đâm thẳng tới, phong kín toàn bộ con đường mà Bách Chiết có thể trốn tránh. Đạm Đài Lang Nguyệt vừa mới đột phá thiên vị, còn không có binh khí thích hợp. tuy rằng dùng chỉ làm kiếm, thế nhưng lực lượng lại còn mạnh hơn Nhiếp Đồng, thậm chí so với trưởng lực đánh lén của Nhiếp Vân càng thêm hùng hậu. kiếm khí sắc bén tới mức ngay cả hỗn độn đại dương cũng phát ra tiếng run rẩy nhẹ nhẹ, giống như cũng sắp bị kiếm chỉ của nàng xé tan vậy. a à ba mặt bị giáp công, bách chiết giống như giã thú bị thương, hai mắt đỏ ngầu, miệng rít gào một tiếng, thân thể chợt co rụt lại, tránh khỏi kiếm khí mạnh nhất của đạm đài lăng nguyệt. hắn không quan tâm tới chiêu số của nhiếp đồng, ngược lại bàn tay còn quay lại, chộp một chảo về phía nhiếp vân. công kích của đạm đài lăng nguyệt và nhiếp đồng đã phong tỏa tất cả con đường chạy trốn. nhiều nhất hắn chỉ có thể né tránh được một đạo, giữa hai đạo hắn phải lựa chọn nặng nhẹ, hắn lựa chọn dùng thân thể chịu đựng chiêu số của nhiếp đồng thậm chí còn nhân cơ hội tiến hành công kích đối với nhiếp vân. Nếu nói trong những người đang chiến đấu với hắn, người hắn muốn giết nhất chính là ai? Như vậy nhất định phải là nhiếp vân, nếu như không phải nhiếp vân đánh lén. Cho dù không chiến thắng được hai người này thì hắn cũng có thể ung dung rời đi, không đến nỗi người bị thương nặng, tùy thời sẽ bị người ta chém giết như lúc này. Xoẹt, kiếm khí của nhiếp đồng đâm vào trên thân thể của Bách Chiết, một vòi máu lập tức bắn ra. Cùng lúc đó, trào ấn của hắn cũng đã tới trước mặt của nhiếp vân, phong tỏa toàn bộ không gian chung quanh. Bên trong một chảo này ẩn chứa tinh hoa và lực lượng của toàn thân Bách Chiết, vừa mới xuất hiện thì Nhiếp Vân đã cảm thấy mình không thể thi triển thuấn di được. Cả người giống như đã bị giam cầm trong hổ phách, toàn thân cứng lại, không có cách nào nhúc nhích. Lôi đình cửu châu, hắn biết nếu như thực sự bất động, để mặc cho một chảo này của đối phương đánh xuống. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa cũng sẽ vô dụng, nhất định sẽ bị giết chết tại chỗ. Vì vậy lúc này Nhiếp Vân cũng không để ý tới những người khác nữa hai mắt trợn lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ hung, tay đánh ra một quyền ninh đón. Đây là quyền pháp mạnh nhất của hắn, lôi đình cửu châu. Mặc dù bên trong quyền này không có thế lôi đình, thế nhưng lại mang theo tất cả lực lượng của hắn vừa mới tấn cấp phong vương. So với một chiêu thiên thủ sư vừa rồi càng thêm cường đại. Một chiêu xuất ra, cho dù là hắn cũng có cảm giác toàn thân như nhũn ra, lực lượng bị tiêu hao hết. Âm ầm, quyền trảo giao kích, lấy hai người làm trung tâm, không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái pháp tắc không bạch khu hình tròn, rút lui. đám người hỗn độn vương đang chiến đấu với đám người dị tộc nhìn thấy vòng bạch không khu này, hai con người đều có rụt lại, miệng hô to một tiếng, sau đó đồng loạt lui về phía sau. Ao phản ứng của bọn họ rất nhanh, lùi cũng mau, cho nên không có bị tổn thương quá nhiều. mà dị tộc chiến đấu với bọn họ thì khác, ước chừng có mấy chục cường giả dị tộc đã bị đạo pháp tắc không bạch khu này quét chúng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã biến thành bụi bặm pháp tắc không bạch khu, ngay cả pháp tắc cũng không có, thực lực của những người này ngay cả phong vương cũng không có đạt tới, đương nhiên sẽ không đỡ được. chương 2731, đánh lén thành công 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nguy hiểm thật, thấy một màn như vậy, đám người hỗn độn vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vẻ mặt hoảng sợ. May mà hắn luôn chú ý chiến đấu phía trên, cho nên lúc này mới tránh được một kiếp này. Nếu không, cho dù hắn có thực lực như vậy, một khi bị vòng pháp tắc không bạch khu trước mắt quét chúng, như vậy hắn cũng phải lập tức mất mạng. Thật là mạnh mẽ, trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời hắn cũng tràn ngập kinh ngạc. Đối công với bách chiết mà sinh ra pháp tắc không bạch khu mạnh mẽ như vậy, vậy nhiếp vân đang trên không trung, rốt cuộc đã có thực lực gì rồi? Siêu, ngăn cản trảo ấn của đối phương, nhiếp vân cảm thấy khí lực toàn thân dường như bị hút hết. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể dường như trong nháy mắt đã lệch khỏi vị trí vốn có. Máu tươi từ miệng, mũi, mắt không ngừng trào ra. Phốc, bay ra ngoài, cả người giống như một khối bùn nhão vậy. Mặc dù đã tấn cấp phong vương, thế nhưng thực lực của đối phương vẫn còn cao hơn hắn không ít. Nếu không phải mới vừa rồi đánh lén đã có tác dụng, khiến cho toàn bộ thực lực của đối phương không phát huy ra được. Như vậy chỉ sợ lần này hắn cũng đã bị đối phương đánh chết rồi. Ca, ca thấy nhiếp vân chính diện ngạnh kháng một chảo với đối phương đã bị thương nặng, hai mắt nhiếp đồng lập tức đỏ lên kiếm khí trên nửa đoạn tu la kiếm trở nên càng thêm chói mắt. Sát khí hung hãn dọc theo vết thương vừa mới bị đâm ra, hung hãn tiến vào bên trong cơ thể. Âm ầm, kiếm khí tiến vào bên trong vết thương, cũng không có tiếp tục tiến lên mà là trực tiếp nổ tung, bên trong vẫn chứa lửa giận vô cùng của hắn. Trong nháy mắt đã xâm nhập vào kinh mạch toàn thân của Bách Chiết. Phốc, 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 liên tục phun ra ba ngụm máu lớn, Bách Chiết không ngừng lui về phía sau, khí tức ngập trời vừa rồi lúc này đã có khuynh hướng không ngừng tiêu tán bị nhiếp vân đánh lén vào chính giữa lưng, lại bị lôi đình cửu châu mang theo toàn bộ thực lực của nhiếp vân đánh chúng. Lúc này lại chúng một kiếm mang theo lửa giận ngập trời của nhiếp đồng. Cũng may thực lực của hắn cường đại tới cực điểm cho nên vẫn có thể chịu đựng được mà không có lập tức mất mạng. Như vậy cũng đã coi như là tu vi thâm hậu, hư, công kích của huynh đệ hai người nối liền nhau, song song đắc thủ, đạm đài lăng nguyệt ở bên cạnh quát to một tiếng, cánh tay ngọc phung lên, lại đánh xuống một trường. Chiều này như đau, khí lực mạnh mẽ lan tràn ra ức vạn vạn dặm còn chưa đến trước mặt thì đã khiến cho da rẻ trên thân thể của bách chiết có chút ảm đạm đáng hận không nghĩ tới bách chiết ta ngang dọc thiên địa rong rồi vạn giới từng diệt vô số tiểu thế giới lại phải chết ở trong một nơi như thế này ta không cam lòng a thấy chiêu này bách chiết biết mình đã không có lực lượng ngăn cản nữa hắn gầm lên một tiếng thanh âm chấn động cửu châu như là sấm sét, khiến cho hỗn độn khí lưu chung quanh cũng bị kích động phanh, đạm đài lang nguyệt cũng không có bởi vì hắn gầm lên một tiếng mà dừng tay. Bất quá đạo đao khí do bàn tay của nàng hình thành lại bị oán khí trước khi chết làm cho kích động. Cho nên chỉ có thể chém dụng được một cánh tay của hắn, cũng không làm nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Nếu như không phải có hắn, bất kỳ ai trong các ngươi đều không thể giết được ta. Cánh tay bị chém, bách chiết cũng không nhíu mày lấy một cái mà quay đầu nhìn về phía nhiếp vân đã bị thương, trong ánh mắt mang theo hận ý vô cùng vô tận không sai, nếu không phải có ca ca đánh lén, chúng ta vốn đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhiếp đồng gật đầu nói, hắn đã nhìn ra sinh cơ của đối phương đang dần dần tiêu tán, tùy thời cũng sẽ chết. Vì vậy hắn cũng không thừa thắng xông lên nữa, quả thực thực lực của ngươi rất là cường đại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng dừng công kích, lại nói, ha ha, không nghĩ tới nhân vật như ta mà lại chết ở trong tay một tiểu tử vừa mới đột phá phong vương. Bất quá, cũng không có gì là đáng buồn, nhân vật có thể làm cho tình huống hỗn độn đồng khánh xuất hiện há có thể là người đơn giản chứ thành tựu sau này nhất định không thể hạn lượng có thể chết ở trên tay người như vậy cũng coi như là đáng giá bách chiết cười một tiếng mặc dù tràn ngập vẻ không cam lòng thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác nhiếp đồng đạm đài lăng nguyệt đừng tin lời hắn nói nhảm để quên những thi thể cổ trước kia rồi sao nhất định hắn đang muốn kéo dài thời gian muốn sử dụng thủ đoạn quỷ dị nào đó nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ của đối phương biến mất, không có động thủ mà ngược lại còn đứng đó nói nhảm, trong lòng nhiếp vân cảnh giác, vội vàng quát lên một tiếng. Lúc này hắn đang bị thương nặng, cho dù dùng mộc sinh khí cũng khó có thể chữa trị nhanh chóng, cho nên lúc này toàn thân hắn đang sụi lơ như bùn nhão, căn bản không dùng được một chút khí lực nào. Vì vậy chỉ có thể nhắc nhở hai người, ngàn vạn lần không thể bị thái độ của đối phương làm cho tê liệt. Không sai, đạm đài lăng nguyệt còn chưa hiểu rõ, thế nhưng nhiếp đồng làm sao không biết được chứ. Hai con người của hắn lập tức co rụt lại, hắn có trí nhớ của Tu La Vương, hắn biết những thi thể của quái kia có năng lực chết đi sống lại. Bách chiết trước mắt này là người cùng một chủng tộc với bọn chúng. Thậm chí thực lực còn tăng thêm một bậc, nếu như cũng có năng lực như vậy. Đừng nói là trọng thương, cho dù chết thì cũng không thể xem thường được. Đáng ghét, nghe thấy nhiếp vân nói như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt của nhiếp đồng, bách chiết giống như đã bị phát hiện ra âm mưu vậy, miệng giống giận một tiếng da thịt toàn thân trong nháy mắt đã biến thành màu đồng chỉ còn lại một cái bàn tay bàn tay nhẹ nhàng run lên một cái phủ lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng của nhiếp đồng mang theo tiếng gió gào thét rồi bổ tới không biết từ khi nào hắn đã đem binh khí trong tay giấu ở sau lưng của nhiếp đồng định đánh lén nhiếp đồng cái phủ này đã đã đạt tới các bậc phong vương hơn nữa lại phối hợp với lực lượng của hắn nếu như thực sự bị đánh trúng cho dù là dùng thực lực của nhiếp đồng chỉ sợ cũng chỉ có nước nuốt hận tại chỗ. Thật là ác độc, nếu như không phải có nhiếp vân nhắc nhở, nhiếp đồng đã bị lời nói trước khi chết của đối phương làm mê hoặc. Sẽ không ý thức, đối phương xảo trá, một khi không cẩn thận sẽ bị đánh trúng. Mà một khi nhiếp đồng chết, bản thân nhiếp vân đã bị trọng thương, nếu như hắn lại dùng thủ đoạn nào đó mà nói, như vậy sợ rằng tình cảnh vừa rồi sẽ thay đổi. chương 2732, Hồn Mệt 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, Hừ, bất quá, có ca ca chỉ điểm, nhiếp đồng đã biết rõ mục đích của đối phương. Cho nên hắn cũng đã sớm phòng bị xong, thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí cách đó mấy trăm dặm, tránh thoát công kích của cự phủ kia. Đồng thời nửa đoạn tu la kiếm lại nhẹ nhàng đánh vào trên thân cự phủ. Âm ầm cự phủ dưới sự xung kích từ lực lượng của một kiếm lập tức bay đi về phía đùa bách chiết. Bản thân bách chiết đã bị trọng thương, đánh lén nhiếp đồng cũng đã dùng hết toàn lực. Vì vậy, tốc độ của cự phủ cực nhanh, thậm chí còn có ảo giác xé rách không gian. Nhiếp đồng né tránh, lại tăng thêm chút sức, cho nên lực lượng vốn đã hùng hậu lại trở nên càng thêm cường đại hơn. Lần này bách chiết xui xẻo, không ngờ đối phương không những đã tránh thoát đi được mà còn có thể đem lực lượng gia trì lên trên cự phủ. Lúc này hắn có muốn trốn tránh cũng đã muộn, cự phủ giống như cung tên bắn ra, mang theo tốc độ không thể ngăn cản. Bồ thẳng xuống đầu hắn, a, à, một tiếng kêu thảm vang vọng, thân thể của bách chiết lập tức đã bị. Cự phủ chém thành hai khúc, thi thể rơi xuống đất, thần hồn câu diệt. Một cường giả phong vương siêu việt nhiếp đồng cấp lại bị chính binh khí của mình công kích chém giết tại chỗ, nói ra chuyện này cũng không khỏi làm cho người ta thổn thức không thôi. Thiêu đốt, thấy bách chiết đã chết ở trong chính cự phủ của hắn. Nhiếp vân cũng không có buông lỏng, mà ngón tay khẽ điểm một cái, một đạo hỏa diễm xông ra, trong nháy mắt đã đem thi thể bị chém thành hai nửa trên mặt đất thiêu đốt thành cho bụi. Có kinh nghiệm từ đám thi thể quỷ gì kia, cho nên trước tiên thiêu hủy thi thể của đối phương rồi nói sau. Nếu không, ra hỏa lợi hại như vậy mà lần nữa sống lại, khi đó bọn họ cũng không có hy vọng có thể chém giết đối phương được lần thứ hai. Dù sao, đối phó với người này trọng điểm là ở chỗ hắn đánh lén. Nếu như đối phương lần nữa sống lại, nhất định sẽ cảnh giác hắn đánh lén, như vậy có thể chiến thắng hay không hắn cũng không dám chắc. Phù, thiêu hủy xong thi thể, lúc này đám người Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui vẻ từ trong mắt đối phương không thể không nói mới vừa rồi quả thực quá mức hung hiểm chỉ cần hơi có chút lơ là thì sẽ thua cả bàn cơ phụt thân thể nhiếp phân lập tức đổ ập xuống đất áp lực đè nặng ở trong lòng biến mất lúc này hắn mới phát giác ra được cả giác mệt mỏi vô tận ập tới hai mắt dường như không thể mở ra được cứng rắn đối quyền với bách chiết đã phá hỏng phần lớn sinh cơ ở trong cơ thể hắn nếu không phải hắn đã tấn cấp lên tới cấp bậc phong vương sợ rằng bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Mộc sinh khí, cố nén lại cảm giác hôn mê, nhiếp vân điều động mộc sinh khí trong cơ thể khôi phục thể lực. Ngay sau đó bên tai hắn đã truyền tới các loại thanh âm, trong đó bảo vệ thanh âm bảo vệ nhiếp vân đại nhân là gần hắn nhất, cũng là vang dội nhất. Bất quá, lúc này hắn đã yếu ớt vô cùng, ngay cả một chút lực lượng cũng không có, thậm chí mí mắt cũng không thể nhấc lên được. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng, tiếp tục khôi phục thương thế mặc dù mộc sinh khí có thể làm cho người ta trong nháy mắt từ trọng thương trở nên khỏe mạnh thế nhưng lần này hắn đã bị thương quá nặng hơn nữa trong cơ thể còn có vô số ám kình mà bách chiết lưu lại chỉ có khu trục những thứ này ra ngoài thì mới có thể dần dần khôi phục được thân thể nguy to nhắm mắt lại nhiếp phân đang chậm rãi điều động lực lượng khu trục ám kình mà đối phương lưu lại trong cơ thể thì đột nhiên lại có một cỗ lực lượng cường đại chợt từ cánh tay truyền tới trong nháy mắt đã đánh vào toàn thân của hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này Sắc mặt của hắn lập tức biến sắc. Những sợi dây nhỏ màu vàng trước đó đã dung nhập vào trong cánh tay, không ngờ lúc này lại đột nhiên bộc phát tấn công. Máu tươi màu vàng giống như là kịch độc vậy, đối với linh hồn, lực lượng của người ta đều có tác dụng ăn mòn cực lớn. Sau khi đột phá phong vương, loại ăn mòn này mặc dù đã chậm lại, thế nhưng lại không có biện pháp hoàn toàn loại trừ. Vốn Nhiếp Vân Định nương theo lực lượng tăng lên sẽ giải quyết từng chút một, hoặc là hỏi Đạm Đài Lăng Nguyệt tìm phương pháp giải quyết. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra, trận chiến vừa rồi làm cho thương thế hắn quá nặng, cho nên vô lực chống cự độc tính ở bên trong. Trong nháy mắt, lực lượng kịch độc khiến cho người ta có cảm giác muốn hôn mê sông vào trong đầu. Trong lòng nhiếp vân chỉ thầm nói được một câu đã không nhịn được nữa, trước mắt trở nên tối sầm, thân thể nặng nề đổ ập xuống đất, rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê hắn lại nghe được có mấy tiếng xé gió vang lên. Dường như đã có không ít người đi tới bên cạnh hắn, đang sốt ruột gọi tên hắn bất quá hắn lại không biết được một chút nào không biết qua bao lâu nhiếp phân chậm rãi tỉnh lại lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên một cái giường mềm trước mắt không có chiến trường cũng không có dị tộc mà là vô số hoa tươi mùi thơm sộc vào trong mũi đây là đâu thân thể của ta nhiếp phân cũng không đứng lên mà là linh hồn nội thị quan sát tình huống trong cơ thể tại sao lại có thể như vậy tinh thần nội thị bên trong cơ thể một vòng vẻ mặt nhiếp phân lập tức ảm đạm Thương thế của hắn đã được chữa trị không sai biệt lắm, thế nhưng loại máu tươi màu vàng ẩn chứa kịch độc đã đột phá bình chướng là cánh tay, chảy vào toàn thân của hắn. Tình huống như vậy tương đương với kịch độc đã lan tràn ra khắp thân thể. Cho dù hắn có được thực lực phong vương thì cũng không có biện pháp nào để giải quyết được chuyện này. Chẳng lẽ vừa mới đột phá phong vương ta lại bị trúng độc mà? Chết hay sao? Nhiếp vân có chút bất đắc dĩ thầm nói. Vừa mới đột phá phong vương, vốn hắn tưởng rằng thực lực đã tăng một mảng lớn, không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện này vừa suy nghĩ một chút cũng đã làm cho người ta không thể nào cao hứng nổi. Ồ, không đúng, thân thể của ta bây giờ dường như cũng không có biểu hiện gì đáng ngại a. À. Trong lòng đang có chút không cam lòng thì đột nhiên linh quang hắn trong đầu chợt lóe lên. Chương 2733, hồn mê 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không đúng a, à, kịch độc bên trong đám máu màu vàng kia đã dung nhập vào trong toàn thân ngay cả xương tủy cũng đã bị dính vào. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, có lẽ hắn đã không có cách nào tỉnh lại nữa mà trực tiếp tử vong mới đúng. Tại sao, những kịch độc này đã lan tràn toàn thân mà lại không tiếp tục ăn mòn linh hồn, tim của chứ? Có người đã dùng đại thủ đoạn giúp ta phòng ấn đám kịch độc này. Nghĩ đến điểm này, nhiếp phân đã nhìn thấy rõ tình huống ở bên trong cơ thể. Dường như đã có người dùng đại thủ đoạn phong ấn lại những kịch độc này. Khiến cho những độc khí này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào nhúc nhích được làm như vậy mặc dù có thể khiến cho hắn trong thời gian ngắn không cần lo lắng tới tính mạng thế nhưng cũng tương đương với việc thực lực toàn thân đã bị phong ấn hoàn toàn không có cách nào vận dụng được nói cách khác bây giờ trừ thân thể ra thực lực vừa mới đột phá phong vương của hắn căn bản không có cách nào sử dụng được một khi sử dụng phong ấn sẽ vỡ tan kịch độc xâm lấn không cẩn thận là sẽ mất mạng không nghĩ tới ta cũng có ngày này cười khổ một tiếng rồi lắc đầu, bàn tay chống vào mép giường, nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, trước mắt hắn là một vườn hoa to lớn, dường như nghe thấy động tĩnh hắn tỉnh lại, trong không khí vang lên tiếng xé gió, lập tức CPS mấy bóng người đã bay tới. Người dẫn đầu chính là Nhiếp Đồng, đây là nơi nào, dị tộc thế nào rồi? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Lúc này thương thế trên người Nhiếp Đồng đã hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần cực thịnh. Trải qua trận chiến trước đó, dường như hắn đã chạm phải bình cảnh nào đó, có thể tùy thời đột phá. Sau khi Bách Chiết bị giết, những dị tộc còn lại không đáng để lo, đã bị chúng ta chém giết toàn bộ. Nhiếp đồng vội nói, chém giết toàn bộ sao? Nhiếp vân thở phào nhẹ nhõm, nếu đệ đệ đã nói như vậy, nhất định những dị tộc kia đã chết toàn bộ. Những dị tộc còn lại kia, một khi liên hợp lại, mặc dù sức chiến đấu không kém, thế nhưng Bách Chiết, vương giả có máu tươi màu vàng và vương giả bướu thịt đều đã tử vong, nhất định đã tạo thành đả kích rất lớn đối với bọn hắn rắn mất đầu đương nhiên đám người này càng không ngăn được công kích của đám người nhiếp đồng cho nên kết cục bị chém giết toàn bộ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ta đã hôn mê bao lâu rồi trong lòng khẽ động một cái hắn lập tức tới một vấn đề thương thế của nhiếp đồng đã khỏi hẳn toàn bộ dị tộc cũng đã bị chém giết dựa theo tình huống bình thường mà nói có lẽ cũng đã có không ít thời gian a à. ba tháng ca ca đã hôn mê ba tháng rồi Nghe thấy ca ca hỏi vậy, nhiếp vân do dự một chút rồi nói. Ba tháng, nhiếp vân có chút sừng sốt, từ khi hắn sống lại cho tới nay, trừ lúc bản thân niết bàn ra còn chưa bao giờ hôn mê thời gian dài như vậy. Xem ra lúc trước quả thực đã bị thương rất nặng, kịch độc bên trong đám máu màu vàng kia quả thực đúng là lợi hại. Nguyệt Nhi đâu rồi, sau khi biết mình đã hôn mê bao lâu, trong lòng hắn cảm khái một câu. Sau đó nhiếp vân lại ngẩng đầu lên, nhìn quanh đám người một chút, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại trong đám người trước mắt không ngờ lại không có đạm đài lăng nguyệt tẩu ấy đi tìm phương pháp giải quyết độc từ đám máu màu vàng trên người ca ca nhiếp đồng do dự một chút rồi nói tìm phương pháp giải quyết độc xem ra độc trên người ta có lẽ là do nàng phong ấn a à. nghe thấy đạm đài lăng nguyệt vì mình mà bôn ba trong lòng nhiếp vân không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp nàng đã quên đi quá khứ có thể làm được điểm này cũng coi đã có một khởi đầu tốt đẹp lăng nguyệt tẩu tử nói lại bảo ca ca trong khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi cho tốt. Ngàn vạn lần không nên dùng lực lượng, nếu không, một khi độc khí hoàn toàn bị vỡ ra. Cho dù chân chính tìm được phương pháp giải quyết, chỉ sợ khi đó cũng còn không có biện pháp nào cứu chữa được nữa. Nhiếp đồng nói một câu, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ máng. Nhiếp phân cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai hàng lông mày lại nhướng lên. Phong ấn thế nào rồi? Trong ba tháng này dị tộc có lần nữa xâm lấn hay không? đây là chuyện mà hắn lo lắng nhất từ trong miệng vương giả bướu thịt hắn đã biết được không ít tin tức hắn biết những người xâm lấn lần này tới cùng một thế lực tên là phổ thiên gì đó thực lực của thế lực này cường đại vô cùng thực lực của bách chiết như thế thế nhưng ở trong thế lực này rất có thể cũng không tính là cao thủ chém giết nhiều người như vậy một khi để cho người thế lực này biết được lại lần nữa phái đội ngũ tới khi đó chỉ cần phái ra một cao thủ vượt qua bách chiết khi đó hỗn độn đại dương nhất định sẽ không chịu nổi rơi vào họa lớn ngập trời. Phong ấn lăng nguyệt tẩu tử đã lần nữa ra cố, trước mắt cũng không có dị tộc nào khác xâm lấn, cho nên ca ca cứ yên tâm đi. Nhiếp đồng khẽ cười một tiếng, không thể xem thường, những dị tộc này dường như cùng một tổ chức rất lớn. Nhất định phải đề phòng trước, thấy đệ đệ không quá để ý tới chuyện này, nhiếp vân có chút cảnh giác nói. Được rồi, biết ca ca luôn luôn là người cẩn thận, cho nên nhiếp đồng khẽ gật đầu một cái. Ca ca, ca ca vừa mới khôi phục vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi không cần thời gian dài như vậy không hoạt động ta cũng nên hoạt động một chút nhiếp vân khẽ cười một tiếng sau đó lại đi ra ngoài hôn mê ba tháng hắn cảm thấy cả người dường như có chút căng cứng đúng rồi đây là nơi nào sao trong tam giới ta chưa từng nhìn thấy qua một chỗ như vậy đi mấy bước về phía trước nhiếp vân dừng lại hỏi một câu núi non trước mắt khắp nơi đều là hoa cỏ trong không khí sinh ra mùi hương hoa thơm ngát hết sức yêu nhã cho dù thời gian tiến vào tam giới hơi ngắn, thế nhưng rất nhiều nơi hắn cũng đã đi qua. Cho nên loại chỗ như thế này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là Nhiếp Đồng có chút lúng túng, do dự trong chốc lát, không biết nên trả lời ca ca như thế nào, đây là Linh Tú Sơn, trong đám người có một đạo thanh âm thấy hắn không nói nên lời, cho nên mới nói thay hắn. "Linh Tú Sơn?" Nhiếp Vân nháy mắt, lại nhìn Nhiếp Đồng một cái, sau đó lại liếc nhìn Linh Tú đại đế ở trong đám người, khóe miệng nở nụ cười chương 2734, đi dị tộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chuyện này, Linh Tú Đại Đế nói nơi này thích hợp với dưỡng thương, hoàn cảnh lại tốt. Cho nên đệ liền mang ca ca qua đây, thấy nụ cười của hắn có chút cổ quái, nhiếp đồng vội vàng giải thích một câu. Ta biết, nhiếp vân cũng không hỏi nhiều, bất kể nhiếp đồng có mục đích gì, có thể mang hắn tới đây dưỡng thương đã chứng minh một điểm, quan hệ giữa hắn và Linh Tú Đại Đế đã có tiến bộ, ít nhất cũng đã phát triển theo phương hướng tốt đẹp hơn. Đối với nhiếp đồng, hắn luôn cảm thấy mình thiếu nợ đệ đệ rất nhiều. Ca ca như hắn mà không thể chiếu cố cho đệ đệ thật tốt. Ngược lại còn luôn được đệ đệ chiếu cố. Hiện tại đệ đệ đã trở thành một cường giả phong vương, lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Làm bạn, cũng coi như đã có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên, rốt cuộc có thể tiến tới với linh tú đại đế hay không còn cần thời gian bùi đắp. Đối với nhiếp vân mà nói, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ thì cũng đã là hoàn mỹ rồi. Đám người hỗn độn vương, tuyệt sát vương đâu? Đi một lát, đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới cũng không nhìn thấy hai vị vương giả này, trong lòng không nhịn được có chút kỳ quái. Lúc này hỗn độn đại dương tùy thời cũng có thể bị dị tộc công kích. Đám người có thực lực đỉnh tiêm dựa theo lẽ thường mà nói có lẽ nên tụ tập cùng ở một chỗ. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu chứ. Sao hai vị vương giả này cùng với rất nhiều cường giả đều không thấy có mặt ở đây? thậm chí ngay cả đám người yến huy thống lĩnh cũng không có ở đây. Cái này, Nhiếp Đồng gãi đầu, vừa nói được một nửa đã dừng, nửa ngày sau cũng không thể nói ra được một câu. Sao vậy, có phải để có chuyện gì gạt ta hay không? Nhiếp Vân nhíu mày một cái. Không có, có, ca ca cứ yên tâm đi, sao để có thể lừa gạt ca ca được chứ? Nhiếp Đồng lúng túng cười một tiếng, lại vội vàng cúi đầu. Nhìn thấy hắn có bộ dáng này, trong lòng Nhiếp Vân khẽ giật mình. Nhiếp Đồng là đệ đệ hắn hắn là người quen thuộc nhất cho dù bây giờ đệ đệ đã biến thành tu la vương địa vị tu vi cũng đã tăng lên vô số lần thế nhưng cảm tình giữa hai người vẫn là tình cảm huynh đệ đơn thuần trước kia dưới loại tình cảm này đệ đệ có giấu giếm hắn chuyện gì đó hay không hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được một hai khi đệ đệ nói dối chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào hai mắt của hắn tình huống bây giờ rõ ràng cũng là như vậy đệ đã không muốn nói như vậy ta sẽ tự mình đi tìm câu trả lời thấy hắn không nói, nhiếp vân biết nhất định đệ đệ có nỗi khổ riêng. Hắn nhìn chằm chằm vào đệ đệ ở trước mắt, nói. Trước tiên ta hỏi đệ vấn đề thứ nhất, đạm Đài lang Nguyệt đã đi đâu tìm phương pháp giải quyết độc của ta? Sau khi biết được đối phương có chuyện giấu giếm, các loại suy nghĩ vận chuyển ở trong đầu, rất nhanh hắn đã hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Đạm Đài lang Nguyệt trở thành vương giả thiên vị, có thể nắm trong tay toàn bộ hỗn độn đại dương. Nếu như trong đại dương này quả thật có phương pháp có thể giải quyết độc của hắn, như vậy không cần bao lâu là có thể tìm được không thể nào tốn nhiều thời gian đi tìm mà còn chưa tìm được như vậy lại nói mặc dù bây giờ hắn không biết đám người hỗn độn vương đi đâu thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của nhiếp đồng nhất định cũng có liên quan tới chuyện này nếu không nhiếp đồng cũng sẽ không ấp úng như vậy dù sao nếu là vì đối phó với dị tộc thì cũng không cần thiết phải giấu giếm cho dù bây giờ nhiếp vân không thể vận dụng thực lực thế nhưng lực lượng thân thể vẫn có thể sử dụng được một hai chỉ bằng vào thân thể và linh hồn hắn cũng có sức chiến đấu của phong vương cho nên cũng có thể đi làm được không ít chuyện tẩu ấy đi đi sắc mặt nhiếp đồng nghẹn tới mức đỏ bừng không nói nên lời ồ đi tới đâu thấy đệ đệ như vậy nhiếp vân nhướng mày trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt chẳng lẽ mới vừa rồi hắn đã suy đoán đúng cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng hai nắm tay không tự chủ được mà siết chặt thanh âm có chút phát run nàng không phải nàng đi tới dị tộc đó chứ? Muốn cởi chuông cần phải đi tìm người buộc chuông, chất độc trên người mình là dính từ cường giả dị tộc. Nếu như quả thật muốn giải quyết chuyện này, sợ so rằng bên trong Hỗn Độn Đại Dương rất khó tìm ra được biện pháp giải quyết. Như vậy phương pháp duy nhất chính là đi tới chỗ dị tộc. Nhưng mà bên dị tộc cao thủ nhiều như mây, tình huống bên đó như thế nào ai cũng không biết được. Nếu nữ không có chuẩn bị mà tùy tiện tiến vào trong đó, nguy hiểm rất lớn. Khó có thể tưởng tượng ra được cho dù đạm đài lăng nguyệt thân là vương giả thiên vị, chỉ cần có chút lơ là, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc, dù là thần tiên cũng khó cứu. Ca ca, vẻ mặt của nhiếp đồng có chút căng thẳng, muốn nói điều gì đó mà lại không nói ra được. Còn không mau nói ra hết, nhiếp vân không để ý tới hắn đang do dự, hai mắt như điện nhìn chầm chầm vào hắn. Vâng, do so dự một chút, nhiếp đồng biết rõ mình không lừa gạt được ca ca, cho nên không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Đi dị tộc, đi thế nào, chẳng lẽ thông qua phong ấn, sao lại lỗ mãng như vậy chứ? Mặc dù trong lòng đã đoán ra được, thế nhưng sau khi nghe thấy đệ đệ xác nhận, trong lòng nhiếp vân không tránh khỏi có chút căng thẳng, vẻ mặt lo lắng không thôi. Cường giả như bách chiết ở trong dị tộc cũng không tính là cao thủ, cứ như vậy mà đi qua. Không phải là tự mình muốn chết hay sao? Ca ca vì hỗn độn đại dương mà thân chúng kịch độc, tùy thời sẽ mất mạng. Vì vậy Lăng Nguyệt Tẩu Tử và đám người hỗn độn vương là một thành viên của hỗn độn đại dương, cho nên cũng muốn làm gì đó. Lại nói, nếu như không giải trừ nguy cơ dị tộc, như vậy sau này nhất định sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi lần nữa. Tiến vào dị tộc, một mặt đi tìm phương pháp cứu Kaka, thứ hai, cũng muốn đi điều tra lai lịch của dị tộc. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó với đối phương. Thấy Kaka đã đoán ra, Nhiếp Đồng biết rõ có dấu giếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, cho nên hắn mới nói, đi dị tộc là chuyện phải làm, thế nhưng cũng phải nói trước, đồng thời còn phải chuẩn bị một chút đi tìm một ít người của dị tộc, biết rõ tình huống bên kia rốt cuộc như thế nào thì mới có thể đi qua đó được a. À? Chương 2735, Khuynh Thành, làm thê tử của ta được không? Một, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Biết rõ đệ đệ nói không sai. nhiếp Vân cũng không có phản đối chuyện đi tới dị tộc, chẳng qua là. Hắn không nghĩ tới lại đi nhanh như vậy, đám người bách chiết toàn quân bị diệt, chắc chắn bên dị tộc sẽ không từ bỏ ý đồ so với việc bị động bị đánh, còn không bằng chủ động xuất kích. Ít nhất cũng phải làm rõ tình huống bên dị tộc, lai lịch, thực lực như thế nào thì mới có thể kịp chuẩn bị ứng phó. Nếu không, nếu như một mực ở bên này chờ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt sạch. Những chuyện mà Kaka nói để cũng đã nghĩ tới, lúc chiến đấu lần trước đã bắt được không ít dị tộc. Thế nhưng những người đó thà chết chứ không chịu khuất phục, tới cuối cùng cũng không hỏi ra được cái gì, cộng thêm thời gian cấp bách cho nên không thể làm gì khác hơn là đi trước một bước tới bước nào hay bước đó nhiếp đồng nói nhóm dị tộc này bị diệt phong không biết nhóm tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào nếu như thời gian cũng ngắn như lần trước khi đó bất kỳ biện pháp nào cũng đều vô dụng cho nên cho dù không biết gì về dị tộc cho dù có nguy hiểm thì tiến vào bên đó do thám vẫn tốt hơn là ở bên này chờ chết các nàng đã đi được bao lâu rồi biết rõ đám người đạm đài lăng nguyệt đã tiến vào dị tộc lúc này oán trách cũng vô ích, cho nên nhiếp vân đã tỉnh táo lại. Sau khi lăng nguyệt tẩu tử phong ấn chất độc trên người của ca ca lại lập tức mang theo đám người hỗn độn vương rời đi. Bảo đệ ở lại chỗ này chiếu cố ca ca, nhiếp đồng nói, phong ấn xong độc khí rồi lại đi ngay, chẳng phải cũng đã ba tháng rồi sao. Trong lòng nhiếp vân có chút căng thẳng, ba tháng, có thể xảy ra rất nhiều chuyện, vạn nhất các nàng vừa mới tiến vào trong đó đã gặp phải đội ngũ của dị tộc, sợ rằng đã sớm toàn quân bị diệt. Dẫn đường, ta muốn đi dị tộc, thở dài một hơi, nhiếp vân khẽ nói, đi dị tộc, ca ca, ca ca vừa mới tỉnh lại, hơn nữa lại không thể vận dụng thực lực. Một khi đi tới dị tộc nguy hiểm quá lớn, cứ để đệ đi đi, ca ca ở đây chờ tin tức. Nhiếp đồng sợ hãi, vội vàng nói, thân thể của ca ca hắn đã bị kịch độc xâm nhập, thực lực không có cách nào vận dụng. Một khi tiến vào dị tộc, đừng nói là tìm người, một khi không cẩn thận nhất định sẽ vẫn lạc, làm sao hắn có thể đồng ý được chứ. Không cần nói nữa, cho dù bây giờ để có ngăn ta lại thì ta vẫn sẽ đi. Nếu như muốn đi thì chuẩn bị một chút đi. Một lát nữa, trước DGTA sẽ đi. ngắt lời của đệ đệ, vẻ mặt Nhiếp Vân mang theo vẻ quả quyết và kiên quyết. Kaka nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Nhiếp Đồng đã biết mình không có biện pháp nào khuyên can được Kaka nữa. So với việc lúc đó bị Kaka lén đi qua, không ai bảo vệ, còn không bằng bây giờ hắn đi cùng với Kaka. Huynh đệ hai người đi cùng nhau cũng có thể chiếu cố một hai không cần khẩn trương ban đầu huynh đệ chúng ta từ thiên địa lục đạo đi tới tà nguyệt trí tôn vực cũng có thể đánh ra một mảnh thiên địa cho dù đám dị tộc này có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc huynh đệ chúng ta đã không thể làm được chuyện đã làm vỗ vai đệ đệ một cái nhiếp phân cười nói không sai hai mắt nhiếp đồng sáng lên trong mắt hiện lên vẻ tự tin năm đó bọn họ đi từ thiên địa lục đạo ra đối với hỗn độn đại dương cũng không biết gì cả thế nhưng không phải kết quả cũng không có gì sao lại còn có thể có được ngày hôm nay trở thành cường giả đỉnh phong ở nơi này bất kỳ chuyện gì bước đi đầu tiên đều cực kỳ khó khăn thế nhưng một khi bước ra được nó cũng không còn đáng sợ như vậy nữa ca ca lúc nào chúng ta lên đường suy nghĩ thông suốt nhiếp đồng cũng không còn cảm thấy sợ hãi con đường đi tới dị tộc nữa ngược lại còn có vẻ mong chờ trước khi đi ta còn có một việc phải làm nhiếp vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa không biết trong lòng đang nghĩ cái gì Cà ca 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 cứ xử lý chuyện của ca ca trước đi. Để đi chuẩn bị mọi thứ, thấy hắn còn có chuyện phải làm, nhiếp đồng cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Sau đó lại mang đám người linh tú đại đế xoay người rời đi. Trong nháy mắt trước mắt nhiếp vân không còn lấy một bóng người nào, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Đám người này, nhiếp vân khẽ lắc đầu một cái, xem ra nhiếp đồng cũng đã từ một thiếu niên đơn thuần biến thành người tinh minh. Hắn chỉ nói có chuyện cần phải đi làm thì đã mang theo mọi người rời đi, rất rõ ràng đệ đệ đã nhìn ra chuyện này có liên quan tới việc tư. Siêu, cảm khái một tiếng, thân thể nhiếp vân nhoáng một cái đã tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Tinh thần khẽ động, một ngọn núi lập tức từ trong màn quang mang lớn trước mắt bay ra. Trên ngọn núi nó một nữ tử đang yên tĩnh ngồi ở trên tảng đá tu luyện, nghe thấy động tĩnh này, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhiếp vân, nhìn thấy thân ảnh của hắn, sắc mặt nữ tử này vui mừng, lộ ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Lạc huynh thành, nàng những ngày này nàng luôn tu luyện ở trong thời không lung khu của nạp vật thế giới. Tuy rằng bên ngoài còn chưa tới nửa năm, thế nhưng nàng đã tu luyện mấy ngàn vạn năm. Lại phối hợp với vô số linh dược và bảo vật, lúc này đã đạt tới 2999 đại đạo. 2999 đại đạo, bán bộ chúa tể đỉnh phong, chỉ cần tìm được ngụy bổn nguyên đại đạo, tùy thời cũng có thể đột phá trở thành chúa tể. Sao ngươi lại có thời gian rãnh rỗi đến thăm ta vậy? những năm này nàng một mực cố gắng tu luyện chính là bởi vì muốn đuổi theo bước chân của thiếu niên trước mắt này tất cả tương tư đều biến thành động lực tu luyện cho nên mới khiến cho nàng trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới cảnh giới như thế này mấy ngàn vạn năm đã đạt tới loại cảnh giới này tuy rằng so với nhiếp vân vẫn kém quá nhiều thế nhưng đặt ở trong tam giới tuyệt đối có thể coi như là một siêu cấp thiên tài đôi mắt của lạc khuynh thành minh nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt sợ mình nhìn nhầm xin lỗi đã lâu như vậy mà ta không tới thăm nàng, nhìn thấy vẻ kích động ẩn chứa trong ánh mắt của nàng, nhiếp vân có chút áy náy nói. Hắn bố trí thời không lung khu này có thời gian hơn kém một ước lần vói bên ngoài. Hắn ở bên ngoài không lâu, thế nhưng đối với đối phương mà nói, cũng đã được mấy ngàn vạn năm rồi. mươi 2736, Khuynh Thành, làm thê tử của ta được không? hai Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhiều năm như vậy mà không được gặp người mình nhung nhớ, cho dù có tu luyện làm động lực sợ rằng vẫn sẽ cảm thấy chống trải cảm thấy thời gian dài vô tận nhất định ngươi đã có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm lại nói không ngừng tu luyện cũng có thể quên đi thời gian a lạc khuynh thành mỉm cười nói một tiếng đôi mắt xinh đẹp sáng trói giống như ngôi sao trên trời nghe thấy lời này của nàng trong lòng nhiếp vân cảm thấy đau xót nữ tử này từ khí hải đại lục đã đi theo sau lưng hắn cùng nhau đi tới đây vẫn luôn ở sau lưng hắn lặng lẽ trợ giúp hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu qua một thứ gì, dù là trong lòng mang theo nhớ nhung vô cùng vô tận, thế nhưng vẫn không nói bất kỳ lời nào. Chỉ riêng phần tình nghĩa này cũng đã hoàn toàn hòa tan trái tim của hắn. Biết cảm tình giữa hắn và đạm đài lăng nguyệt, nữ tử này không cầu có vị trí gì. Chỉ muốn có thể đứng gần nhìn hắn, kết quả, yêu cầu đơn giản như vậy, mà trong thời gian ngắn hắn cũng không thể thực hiện được, có phải người sắp phải đi xa hay không. Thấy trong ánh mắt của nhiếp vân mang theo vẻ phức tạp, dường như lạc khuynh thành cũng đã đoán ra được cái gì đó thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy hắn có phải hắn sẽ lại rời khỏi giống như ban đầu rời khỏi thiên địa lục đạo hay không mặc dù không biết nhiếp vân muốn đi làm cái gì thế nhưng không biết hai người đã ở chung bao nhiêu vạn năm cho nên đối với tâm tư của hắn lạc khuynh thành biết rất rõ lần trước rời khỏi thiên địa lục đạo đi tới hỗn độn đại dương không biết ra sao hắn cũng có loại vẻ mặt này hôm nay lại xuất hiện một lần nữa nhất định đối phương sẽ lại rời khỏi nơi này ngươi tới cáo biệt với ta sao chỗ đó có nguy hiểm hay không khóc mắt của lạc khuynh thành đỏ lên nhào vào trong ngực của nhiếp vân trong lòng tràn ngập vẻ không nỡ và lo lắng ta không để cho ngươi đi nữa nếu như ngươi muốn đi mang theo ta đi có được không nàng không thể đi nhiếp vân lắc đầu bây giờ mặc dù lạc khuynh thành đã có thực lực bán bộ chúa tể đỉnh phong thế nhưng ở dị tộc nàng ngay cả binh lính bình thường cũng không bằng đừng nói là nàng cho dù là chúa tể tiến vào trong đó sợ rằng cũng sẽ nguy hiểm vô cùng. Hắn không muốn nữ tử này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ta có yêu cầu, ta muốn đi cùng với ngươi, cho dù có chết thì ta cũng sẽ không hối tiếc." Lạc Khuynh Thành nói, thanh âm mang theo vẻ kiên định trước nay chưa từng có. Lần trước để cho hắn rời đi, nàng ở trong thiên địa lục đạo lo lắng vô cùng. Lần này sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa, cho dù có chết thì cũng phải đi cùng một chỗ, đừng có gấp kỳ thực ta đến tìm nàng là có một việc muốn cầu nàng thấy bộ dáng này của nàng nhiếp vân lắc đầu một cái sau đó lại thở dài một tiếng rồi nói ta biết ngươi muốn cầu ta chăm sóc cho thân nhân của ngươi đúng không ngươi không muốn để cho ta cùng đi với ngươi đúng không lần trước ta đồng ý với ngươi rồi lần này ta sẽ không nghe cũng sẽ không đồng ý lạc khuynh thành ôm chặt lấy thiếu niên ở trước mặt dường như sợ hắn đột nhiên rời đi vậy không phải ta cầu nàng chiếu cố cho thân nhân của ta mà là cầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh trơn mượt của nữ tử trong ngực nhiếp vân dừng lại một chút trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà là cầu nàng làm thê tử của ta không biết nàng có nguyện ý hay không làm thê tử của ngươi Là khuynh thành sửng sốt một chút thân thể mềm mại khẽ run rẩy nước mắt trong nháy mắt chảy xuống rốt cuộc đã không thể áp chế được nữa ca ca đám người hỗn độn vương đi vào từ chỗ này trước chiến trường đã vỡ nát nhiếp đồng chỉ tay về phía phong ấn trước mắt, bàn tay run lên, lấy ra hai khỏa ngọc phù ẩn chứa dấu vết đặc thù. Đệ lo lắng sau khi ca ca tỉnh lại nhất định sẽ đi theo mọi người, cho nên đệ đã chuẩn bị trước hai khỏa ngọc phù. Một khi sử dụng cái này, phong ấn cũng sẽ không thể ngăn cản được chúng ta, chúng ta có thể ung dung đi qua bên kia. Chỉ có đệ hiểu ta, chúng ta đi thôi. Thấy đệ đệ đã chuẩn bị xong mọi thứ từ trước, nhiếp vân nở nụ cười, đưa tay nhận lấy ngọc phù, sau đó lại đi tới bên cạnh phong ấn. Chiến trường lúc này trải qua 3 tháng đã bắt đầu khôi phục. Trừ những pháp tắc không bạch khô kia, những nơi khác đã lần nữa tràn ngập hỗn độn khí, nhìn dáng vẻ khí lưu cuồn cuộn này, muốn lần nữa có một thế giới mới sinh ra đời cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần phong ấn trước mắt, quả nhiên đã được gia cố lần nữa, nhìn dáng dấp của nó dường như không chỉ có đạm đài lăng nguyệt xuất thủ. Tất cả cường giả bên hỗn độn đại dương đều vận dụng tất cả lực lượng của mình vì vậy phong ấn lúc này so với lúc a dục vương thiêu đốt linh hồn trước đó còn kiên cố hơn cho dù hắn có thể vận dụng lực lượng thì cũng không có cách nào phá vỡ được nó chứ đừng nói là hiện tại không có cách nào vận dụng được lực lượng vì phòng ngừa chúng ta bị dị tộc bắt lại cho nên ngọc phù này chẳng qua là thứ có tính duy nhất chỉ cần thông qua phong ấn thì sẽ tự động bị hủy diệt cho nên sau khi chúng ta đi qua đó nếu như muốn trở lại sẽ rất khó khăn thấy ca ca cầm ngọc phù đứng ở trước phong ấn suy tư dường như đang cảm giác cái gì đó, nhiếp đồng lập tức giải thích. Làm như vậy là tốt nhất, nhiếp vân khẽ gật đầu, ngọc phù này chắc hẳn là do đạm đài lăng nguyệt luyện chế, phía trên ẩn chứa khí thức của nàng. Lại có hồ ứng với phong ấn trước mắt, có thể để cho hắn tùy ý tiến vào trong đó mà không bị trở ngại. Công kích, thế nhưng loại lực lượng này lại là loại lực lượng tiêu hao, chỉ cần đi qua phong ấn, như vậy lực lượng sẽ lập tức hoàn toàn biến mất. Khi đó Ngọc Phù cũng sẽ không còn tác dụng, hóa thành bụi phấn xem ra đám người đạm đài lăng nguyệt suy tính rất chu toàn tình huống bên dị tộc không biết như thế nào vạn nhất vừa mới tiến vào trong đó đã bị bắt như vậy ngọc phù qua lại giữ đôi bên rất có thể sẽ rơi vào trong tay đối phương như vậy đồng nghĩa với việc mang đến tai nạn vô cùng cho hỗn độn đại dương vì vậy sử dụng loại ngọc phù chỉ có tác dụng một lần này cho dù người đi qua địa bàn đối phương sẽ có nguy hiểm rất lớn thế nhưng lại có thể bảo đảm sự an toàn của hỗn độn đại dương trong thời gian ngắn chuyện này cũng coi như không tệ chương 2737, rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Vào đi, vừa nhìn một cái đã biết khỏa ngọc phù này sử dụng như thế nào, cổ tay của nhiếp vân khẽ lật một cái, đang định thúc giục lực lượng trong đó để tiến vào phong ấn thì đã nghe thấy một đạo thanh âm tràn ngập vẻ sốt sáng vang vọng. Nhiếp vân, hắn quay đầu đi, người vừa mới lên tiếng chính là Lạc Khuynh Thành. Ngày đó ở trong nạp vật thế giới, sau khi nói với nàng quyết định của bản thân, Lạc Khuynh Thành hạnh phúc thiếu chút nữa bất tỉnh Nàng đợi nhiều năm như vậy cũng chỉ vì chờ cái hứa hẹn này của hắn. Rốt cuộc cũng đã khổ tận cam lai, cho nên sao nàng có thể cự tuyệt được chứ? Ngày đó, hai người trở về Linh Tú Sơn, cũng mang đám người nhiếp khiếu thiên, lạc chiêm hào từ trong nạp vật thế giới ra ngoài, sau đó cử hành hôn lễ. Đám người nhiếp khiếu thiên trải qua khoảng thời gian này tu luyện, người kém cỏi nhất cũng đã đạt tới cấp bậc tông chủ, tiến vào trí tôn vực đã không còn phải chịu áp lực một chút nào nữa bọn họ đều biết lạc khuynh thành cùng đi tới đây với nhiếp vân là bởi vì cảm giác quyến luyến không muốn xa rời còn có ái mộ đối phương nữa nhìn thấy bọn họ thành phu thê như vậy trong lòng mọi người đều cao hứng không thôi nhất là lạc chiêm hào thấy nguyện vọng của nữ nhi rốt cuộc cũng được hoàn thành người làm phụ thân cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho nàng vốn linh tú đại đế cảm thấy đạm đài lăng nguyệt vừa đi nhiếp vân đã cưới thê tử mới cho nên nàng có chút khinh bỉ thế nhưng sau khi nghe chuyện về lạc khuynh thành ánh mắt của nàng cũng có chút ướt ướt, trong lòng cũng không có ác cảm nữa. Một nữ nhân không cầu hồi báo, vì người đàn ông này mà ngay cả sinh tử cũng không sợ, nàng nên có được hạnh phúc, nên hạnh phúc. Nếu như ngay cả loại hạnh phúc này mà cũng không chiếm được, như vậy kết cục cũng không khỏi quá thê thảm a. À. Linh Tú đại đế vì chờ đợi Tu La Vương mà không tiếc phí thời gian ước vạn năm cho nên nàng cũng hiểu đối phương đã trả giá thế nào. Nàng cũng hiểu quyết định của Lạc huynh thành, hai người chung sống không lâu đã trở thành tỉ muội tốt của nhau. Hôn lễ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì người tham gia hôn lễ đều là bằng hữu cũ của Nhiếp Vân. Hắn không mời người ngoài, tổng cộng cũng không tới 100 người. Đối với thân phận của hắn mà nói, tổ chức hôn lễ như vậy cũng coi như là tương đối nhỏ. Thế nhưng nếu bàn về thực lực của những người này mà nói, cơ hồ là toàn bộ thực lực đỉnh phong nhất trong Hỗn Độn Đại Dương. Nếu như nói như vậy nhỏ cũng đủ để khiến cho vô số người xấu hổ mà chết. Đương nhiên đối với việc hôn lễ lớn hay nhỏ nhiếp vân cũng không thèm để ý thứ để ý chính là cho lạc khuynh thành một lời cam kết lần này đi qua dị tộc sinh tử không rõ cũng không biết bên kia sẽ có tình huống gì nếu như quả thật phải chết cái gì cũng không cần suy nghĩ cũng không cần phải nghĩ gì nhiều thế nhưng người sống sẽ rất đáng thương sẽ khiến cho mọi người thương tâm tới chết nhiếp vân biết tính cách của lạc khuynh thành nếu đã nhận định hắn như vậy cho dù hắn chết cũng sẽ không sửa đổi so với việc lãng phí cả đời của nàng còn không bằng cho nàng một lời cam kết cũng tương đương với cho mình một câu trả lời sau khi tổ chức hôn lễ xong nhiếp phân cũng không vội vã rời đi mà là để cho nhiếp đồng có thời gian chuẩn bị nhiều thứ hơn mà hắn cũng chuẩn bị đủ thứ đầu tiên hắn trực tiếp đem ngụy bổn nguyên đại đạo đánh vào trong cơ thể lạc khuynh thành còn có phụ thân nhiếp khiếu thiên làm cho bọn họ thuận lợi đột phá đến cảnh giới chúa tể đúng như phù ám triều đoán ban đầu tu la thế giới cũng có tám đạo ngụy căn nguyên sau khi thế giới vỡ nát những cường giả chúa tể kia vẫn lạc, những ngụy căn nguyên này cũng bị tu la vương đặt ở một chỗ. Vốn cũng sẽ nương theo căn nguyên thế giới mà tiêu tán, sẽ hủy diệt, thế nhưng kết quả nhiếp phân lại luyện hóa hạch tâm của tu la thế giới, cũng lần nữa khiến cho nó tiến hóa đến cấp bậc trí tôn vực. Cho nên, những ngụy căn nguyên này lại lần nữa có thể lợi dụng. Được, một khi tiến vào thân thể là có thể khiến cho cường giả 2999 đại đạo đột phá. Chúa tể và bán bộ chúa tể đỉnh phong, mặc dù chỉ kém một đường, thế nhưng song phương lại cách biệt như trời và đất đất. Chuyến này hắn đi dị tộc, một khi không cẩn thận nhất định sẽ vẫn lạc. Vì vậy nhất định không thể tiếp tục đặt bọn họ ở trong nạp vật thế giới được. Nếu đặt ở trong hỗn độn đại dương, đương nhiên hắn phải khiến cho thực lực của bọn họ mạnh hơn thì hắn mới có thể yên tâm rời đi được. Sau khi làm cho cho bọn họ, nhiếp vân cũng không có dừng lại, lại lợi dụng năng lực sao chép của nạp vật thế giới, tạo ra vô số thần binh chúa tể. Sau đó lại đưa cho bọn họ, lại còn luyện chế mấy trăm khỏa ngọc phù ẩn chứa ý niệm của phong vương. Thế nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, cuối cùng lại để phân thân phong vương thì mới coi như thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Mặc dù thực lực bây giờ của nhiếp vân không thể vận dụng, thế nhưng chỉ bằng vào thân thể và các loại thủ đoạn cũng đã khiến cho thực lực của hắn không kém gì phân thân phong vương. Để nó lại ở bên cạnh hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng để lại chỗ này bảo vệ bọn họ. Và lại, phân thân và bồn tôn cùng có một ý niệm, ở lại chỗ này cũng có thể làm bạn bên người phụ mẫu. Sau khi sắp xếp xong bên Hỗn Độn Đại Dương, sau khi ba người vương giả có máu tươi màu vàng, vương giả có bướu thịt và bách chiết tử vong, mỗi người cũng đều để lại phong vương thần binh. Hắn trợ giúp Nhiếp Đồng luyện hóa một thanh, hai kiện còn lại để cho phân thân phong vương luyện hóa, cùng với một phân thân khác luyện hóa kiện còn lại. Cứ như vậy, vô luận là Hỗn Độn Đại Dương hay là thực lực của bản thân hắn lại một lần nữa tăng lên. Nhiếp Vân, mang thiếp đi, thiếp là thê tử của chàng phải cùng cùng chàng trải qua nguy hiểm lạc khuynh thành nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định vô cùng ta hứa với nàng nhất định ta sẽ trở lại yên tâm đi ít nhất ta còn chưa từng nuốt lời với nàng thấy bộ dáng này của nàng nhiếp phân biết đối phương lo lắng cho mình giống như sợ sau này sẽ không còn gặp lại được hắn vậy cho nên hắn khẽ mỉm cười nói hắn từng đồng ý với lạc khuynh thành không ít chuyện quả thực chưa bao giờ nuốt lời với nàng lần này dị tộc mặc dù nguy hiểm thế nhưng hắn cũng không sợ, ngược lại còn mang theo vẻ mong chờ nồng đậm. Cho nên hắn cho rằng nhất định mình có thể còn sống trở về. chương 2738, Đói Bục 1 Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Cẩn thận, Lạc Khuynh Thành còn muốn nói điều gì nữa? Thế nhưng đôi môi run rẩy một lát, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu nói như vậy. Mặc dù nàng rất muốn đi theo hắn, thế nhưng nàng cũng biết, bằng vào thực lực của mình nếu như đi cùng, nhất định sẽ trở thành cản trở của đối phương so với như vậy còn không bằng ở lại bên này tất cả sinh linh trong thiên địa lục đạo đều ở đây ta đặt bọn họ ở trong một tiểu thế giới nàng ở lại chỗ này đốc thúc bọn họ tu luyện cho tốt một khi lại có dị tộc khác tới như vậy phân thân phong vương sẽ mang mọi người đi tới tận cùng hỗn độn để ẩn nấp cho dù có muốn chiến đấu cùng với bọn chúng thì cũng phải chờ ta trở lại thấy nàng đã đồng ý nhiếp phân cười một tiếng lại nói một câu thiên địa lục đạo đã bị luyện chế thành thân thể của đạm đài lăng Nguyệt, tất cả sinh linh trong đó đều ở trong nạp vật thế giới, vì an toàn của bọn họ, cho nên Nhiếp Vân lại lần nữa luyện chế ra một tiểu thế giới, sau đó đưa bọn họ vào bên trong. Tiểu thế giới này giống như Thiên Địa Lục Đạo ban đầu vậy, chỉ bất quá có nhiều tầng thứ hơn. Một khi tu vi đạt tới là có thể lập tức phi thăng tiến vào một thế giới khác. Như vậy cũng có thể làm cho mọi người có mục tiêu lớn hơn nữa, cũng chăm chỉ tu hành hơn. Như vậy cũng có thể phòng ngừa lực áp bách của thế giới quá lớn, giết chết những người có thực lực yếu đuối. Được, biết nhiếp vân làm như vậy là vì muốn lưu lại huyết mạch cho hỗn độn đại dương, hắn sợ bị dị tộc giết chết toàn bộ, vì vậy là khuynh thành khẽ gật đầu một cái. Đi, nhiếp vân biết nếu như ở lại càng lâu thì hắn sẽ càng không muốn rời đi. Cho nên lúc này cũng không còn do dự nữa, miệng cười ha hả một tiếng, thúc giục ngọc phù trong tay, thân thể nhoáng một cái đã tiến vào bên trong phong ấn. Tẩu tử, gặp lại sau, nhiếp đồng cũng nháy mắt một cái, sau đó đi theo ca ca trong nháy mắt hai người đã biến mất ở trước mắt mọi người tiến vào thế giới của dị tộc phong ấn ra chỉ vô số lực lượng của cường giả hỗn độn đại dương ức vạn năm bát ngát vô biên có ngọc phù trong tay hai người đi ở trong đó rất là thông su tô rất nhanh đã đi tới ranh giới phong ấn này là do tu la vương ban đầu củng cố căn cứ vào trí nhớ của đệ ở một bên khác có không gian chèn ép khiến cho ngay cả cường giả phong vương cũng không dám khinh thường cho dù thực lực ban đầu của hắn rất mạnh thế nhưng cũng không thể đi được quá xa đã bị buộc bất đắc dĩ phải dừng lại nhìn thế giới bên kia phong ấn tựa như ẩn sau đám sương mù nhìn qua không thấy rõ nhiếp đồng không khỏi mở miệng nói một câu năm đó dị tộc xâm lấn tu la vương phát hiện ra khe nước này đi thông tới một thế giới khác cho nên hắn mới tốn một cái giá rất lớn phong ấn nó lại về phần thế giới bên kia hắn mới đi được mấy bước thì đã vội vã trở lại không dám tiếp tục đi tiếp về phía trước nữa cũng không phải là hắn nhát gan mà là hắn sợ mình tiến vào trong đó sẽ dẫn tới dị tộc cảnh giác, đến lúc đó sẽ càng sai nhiều cường giả hơn tới bên này. Cẩn thận một chút, vô luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm thì hai người nhiếp vân cũng sẽ không ngừng lại, đồng thời cũng không có chút sợ hãi nào. Thân thể nhiếp vân búng ra một cái, đã lập tức từ bên trong phong ấn đi ra. Sắc sắc, vừa mới rời khỏi phong ấn thì đã có một cỗ lực lượng khổng lồ chợt ập tới. Sắc mặt nhiếp vân lập tức biến sắc, trực tiếp nằm dạp xuống mặt đất. Xì, xì, dưới áp lực cực lớn, mạch máu, da trên người của hắn giống như vừa bị đau sắc cắt qua. Máu tươi chảy ra, khiến cho hắn trong nháy mắt đã biến thành huyết nhân. Áp lực rất nặng, cảm nhận được thân thể đã bị tổn thương, nhiếp vân cũng không sợ hãi. Hắn biết đây là do không gian áp lực bên dị tộc rất lớn tạo thành. Hắn nằm bất động tại chỗ, miệng hít thở sâu mấy hơi. Vừa điều chỉnh bản thân, đồng thời cũng lặng lẽ quan sát chung quanh. Vị trí hiện tại của hắn giống như đang ở trong một kẽ nước trong sơn cốc vậy bởi vì quá ẩm cho nên khắp nơi đều là sương mù làm cho người ta không nhìn rõ được quá xa lực lượng ở trong không khí chung quanh giống như lưỡi đao đánh tới tàn phá con người khiến cho ngay cả hít thở hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn mặc dù áp lực không gian rất lớn thế nhưng đối với thực lực như chúng ta mà nói ảnh hưởng không quá lớn mấu chốt là lực lượng nơi này có mâu thuẫn với lực lượng trong cơ thể chúng ta cho nên lúc này mới khiến cho chúng ta khổ sở như vậy nhiếp đồng cũng không có tốt hơn hắn là bao Hiện tại cũng đang giống như Nhiếp Vân, nằm trên mặt đất, bất quá dường như hắn đã nhìn ra được cái gì đó, cho nên mới mở miệng nói vậy. Đúng vậy, Nhiếp Vân gật đầu, để để hắn nói không sai, lực lượng ở bên trong không gian này mặc dù mạnh hơn so với hỗn độn đại dương tam giới. Thế nhưng cũng không đến nỗi có thể trực tiếp đè bọn hắn xuống mặt đất mà không đứng lên nổi. Nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản, đó là hệ thống tu luyện lực lượng bọn hắn hoàn toàn khác lạ với lực lượng trong thế giới này. Cho nên hai người vừa mới tiến vào bên trong, lực lượng nhất thời sinh ra mâu thuẫn, vì vậy mới khiến cho bọn họ có khí lực mà không thể thi triển ra được. Trước đem lực lượng trong cơ thể chúng ta chuyển hóa thành lực lượng thích hợp với thế giới này. Nếu không, cho dù có tiến vào trong đó thì cũng sẽ rất dễ bị người ta phát hiện ra. Lại quan sát một lúc lâu, trong lòng Nhiếp Vân đã đoán ra được phương pháp chuyển hóa. Hắn lập tức truyền cho Nhiếp Đồng, đây là thủ đoạn chuyển hóa. Lực lượng của thế giới trước mặt này giống như ban đầu từ khí hải đại lục tiến vào thiên địa lục đạo vậy thiên địa lục đạo tu luyện tiên lực khi còn ở khí hải đại lục thì lại là đoạt thiên tạo hóa khí mặc dù đôi bên đều dùng linh khí chuyển hóa mà thành thế nhưng trên thực tế lại có khác nhau về bản chất cũng giống như nước và thủy ngân vậy mặc dù hai thứ đều là chất lỏng thế nhưng lại có tranh lệch không thể so sánh nổi lực lượng của thế giới trước mắt này mang theo cảm giác khác so với lực lượng trong cơ thể bọn họ càng thêm nặng nề nồng đậm nếu như đem lực lượng trong cơ thể bọn họ so sánh với nước. Như vậy lực lượng trong không gian trước mắt lại giống như đá vậy. Nặng nề trầm trọng vô cùng, cho dù dùng thực lực như bọn họ, lúc mới đến nơi này cũng không thể chịu nổi được. chương 2739, Đói Bụng 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhìn bộ dáng bây giờ của bọn hắn, may mà Lạc Khuynh Thành các nàng không có theo bọn hắn tới đây. Nếu không, chỉ cần vừa mới tới đây, sợ rằng đã bị lực ép cường đại làm cho thân thể nổ tung mà chết. Hai loại lực lượng không có công pháp chuyển hóa đặc thù thì rất khó dung hợp. Thế nhưng Nhiếp Vân lại có kiến thức rộng rãi, hơn nữa lực lượng của hai thế giới cũng không có chênh lệch quá lớn. Hắn chỉ cần nghiên cứu một hồi cũng đã suy tính ra được phương pháp. Dựa theo phương pháp nghiên cứu ra được, Nhiếp Vân chậm rãi khống chế lực lượng xâm nhập vào trong cơ thể đang tàn phá toàn thân. Lúc vừa mới bắt đầu, khắp nơi trong cơ thể đều truyền ra cảm giác đau đớn khiến cho hắn không thể không giảm bớt tốc độ một chút. Đồng thời còn dùng nhiều lực lượng hơn thì mới có thể đối kháng được. Không biết vận chuyển được bao lâu, cảm giác đau đớn trên người dần dần chậm lại, cả người cũng bắt đầu nhúc nhích dễ dàng hơn. Siêu, nhiếp vân đứng lên, hoàn toàn thích ứng với loại lực lượng này, cảm giác bị áp bách trên người đã yếu đi không ít. Bất quá so với bên trí tôn vực vẫn còn lớn hơn rất nhiều. Cho dù dùng thực lực như hắn bây giờ, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể đi bộ như bình thường, hoặc là chạy nhanh một chút căn bản không có cách nào phi hành được. Kaka vừa mới đứng dậy thì hắn đã thấy Nhiếp Đồng đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ của đệ đệ dường như đã đợi hắn không ít thời gian. nhanh như vậy mà đệ đã thích ứng rồi sao? không nghĩ tới đệ đệ mình nhanh như vậy đã có thể thích ứng. Nhiếp Vân có chút kỳ quái hỏi. chủ yếu là thực lực của Kaka không thể vận dụng đệ thì trực tiếp chuyển hóa, đương nhiên sẽ nhanh hơn Kaka rất nhiều a. Nhiếp Đồng nói. Nhiếp Vân cũng không trả lời, hắn chỉ gật đầu một cái lực lượng ở trong cơ thể hắn đã bị Đạm Đài Lăng Nguyệt dùng đại thủ đoạn phong ấn lại, rất nhiều kinh mạch cũng đều bế tắc. Cho nên nếu muốn chuyển hóa lực lượng tất sẽ chậm hơn rất nhiều. Chuyện này hắn cũng không có cách nào khác, khó trách những dị tộc kia lại mạnh mẽ như vậy, lực áp bách trong thế giới này lớn như vậy, nhất định có thể sinh ra cường giả lợi hại hơn bên chúng ta. Nhiếp Vân có kinh nghiệm tiến vào Thiên Địa Lục Đạo, Tà Nguyệt. Chí Tôn vực, hắn biết lực chèn ép của không gian càng lớn thì cường giả xuất hiện cũng càng mạnh. Hắn vừa cười một tiếng, đang định đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ủng ục sau lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt đệ đệ hắn lúng túng, tay sờ bụng rồi nói. Ca ca, đệ đói, đói, nhiếp vân có chút sừng sốt, tu vi đã tới loại cảnh giới này như bọn họ, ước vạn năm không ăn cũng sẽ không cảm thấy đói. Thế nhưng vừa mới đi đến nơi này không lâu mà đã cảm thấy đói bụng rồi sao? Bất quá, nhiếp đồng không nói tới thì hắn còn không cảm thấy được đệ đệ vừa nhắc tới thì lúc này hắn cũng đã lập tức cảm nhận được bụng mình có chút khó chịu dường như hắn cũng đói chắc là áo lực không gian trong thế giới này rất lớn vì vậy tiêu hao cũng lớn chỉ bằng vào tốc độ hấp thu linh khí của chúng ta không có cách nào chống nổi tiêu hao cho nên chỉ có thể dựa vào đồ ăn để bùn đắp sinh dinh dưỡng mà thôi cảm thấy trong bụng đã đói nhiếp phân lập tức hiểu ra hắn cười khổ một tiếng nói bất quá cũng không có sao chỗ ta có đồ ăn nói xong cổ tay hắn khẽ một cái một ít thức ăn ngon đặc thù trong tam giới lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người khi tới đây bên trong nạp vật thế giới đã chuẩn bị không ít ăn cho dù không chuẩn bị bằng vào năng lực sao chép của thế giới thì cũng có thể chế tạo ra vô số thức ăn ngon được thấy không có chuyện gì hai mắt nhiếp đồng sáng lên đang định đưa tay ra cầm thức ăn thì hắn dừng lại bởi vì bỗng nhiên thức ăn trước mắt bị gió thổi qua đã lập tức biến thành cho bụi rơi xuống mặt đất cái này hai người giật mình, một lát sau nhiếp vân mới lần nữa cười khổ. thức ăn trong tam giới ở chỗ này căn bản không chịu nổi được áp lực, đừng nói là ăn, cho dù vừa mới lấy ra cũng sẽ bị lực ép thành bụi phấn a. vậy chúng ta làm sao bây giờ? nhiếp đồng cũng ý thức được vấn đề này, trong lòng cũng có chút bận tâm. hai đại cường giả phong vương ở trong hỗn độn đại dương dậm chân một cái là có thể khiến cho trời long đất lở, không phải vừa mới tới đây lại chết đói a. À xem ra thức ăn trong tam giới không cách nào mang ra như vậy chúng ta chỉ có thể tìm kiếm chung quanh xem có lẽ ở trong sơn cốc này sẽ có một ít thức ăn a à? thấy thức ăn mang theo không thể lấy ra nhiếp phân không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía trước định nhìn một chút xem ở chỗ này có thể tìm được một ít thức ăn hay không xem ra cũng chỉ có thể như vậy mà thôi vẻ mặt của nhiếp đồng lập tức như đưa đám từ trong thiên địa lục đạo từng bước một đi tới bây giờ không biết đã bao lâu rồi hai người không có cảm thấy đói thế nhưng bây giờ lại đói bụng đến mức ruột dính vào lưng. Tư vị khổ sở trong đó không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Bên trong sơn cốc cỏ dại mọc um tùm, mỗi lá cây đều sắc bén như đao, bê trong ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Tiện tay xé một cọng lá, thân thể nhiếp vân lập tức lảo đảo một cái, ngay sau đó trong mắt hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cái lá cây trước mắt này nhìn qua cũng không thấy có gì khác lạ. Thế nhưng sức nặng lại tương đương với một ngọn núi lớn ở trong tam giới, ở hai bên sắc bén chỉ cần hơi chút lơ là có thể cắt vỡ ngón tay của hắn lá cây có thể so với thần binh hỗn độn đỉnh phong nhìn một lát nhiếp vân nuốt nước miếng một cái im lặng không nói lên được lời nào trình độ cứng cáp sắc bén của cái lá cây này không ngờ lại giống như thần binh hỗn độn đỉnh phong thậm chí ngay cả một ít thần binh hỗn độn đỉnh phong cũng không có cách nào chặt đứt được nó còn bà nó đây còn là cỏ hay sao người không biết nhất định sẽ coi nó là một ít binh khí do đại năng nào đó luyện chế a à? nhìn kỹ mà xem không chỉ có lá cây dẻo dai, linh khí ẩn chứa bên trong lại cực kỳ đậm đà. Nếu như để cho một người bình thường trong tam giới luyện hóa linh khí ở bên trong lá cây này, như vậy đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp đạt tới cấp bậc kim giáp tướng. chương 2740, trái cây khó ăn một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Một lá cây đã ẩn chứa toàn bộ linh khí trong cơ thể của một vị cường giả kim giáp tướng. Chuyện này không khỏi quá kinh khủng a à? Đây rốt cuộc là thế giới gì chứ? Nhiếp đồng cũng phát hiện ra được điểm này, vẻ mặt hắn lập tức tràn ngập cảnh giác. Vốn hai người cho rằng đám gọi là dị tộc này chỉ là một đám gia hỏa điên rồ dựa vào thôn vệ thế giới mà tăng thực lực lên. Thế nhưng không ngờ hai người bọn hắn đã đánh giá thấp đối phương. Chỉ bằng vào trình độ vững chắc của thế giới này, từ tình huống sinh trưởng của thực vật đã có thể suy đoán ra được. Đây là một vị diện so với tam giới còn cao cấp hơn. Tình huống như vậy giống như ban đầu hắn từ trong phù thiên đại lục tiến vào thiên địa lục đạo vậy dù là một cái cây con một cây cỏ lại ném xuống phía dưới cũng sẽ biến thành thần binh lợi khí làm cho không người nào có thể ngăn cản được ban đầu lão tử quỷ bởi vì lợi dụng một nhánh cây từ trên thiên địa lục đạo rơi xuống làm binh khí cho nên từ đó mới được xưng là đệ nhất nhân phù thiên đại lục xem ra muốn tìm được đồ ăn cũng không dễ a à, biết thế giới này có lẽ có thể cao hơn tam giới một cấp bậc nhiếp vân không khỏi cười khổ lắc đầu loại chuyện như vậy cũng không giống như lúc ban đầu tiến vào thiên địa lục đạo một cây cỏ dại cũng đã lợi hại như vậy nếu như là vật còn sống sợ rằng sẽ càng cường đại hơn càng khó chém giết hơn trước tiên không quan tâm tới nữa chúng ta có thể tìm được cái gì thì hay cái đó a à. mặc dù cảm khái thế nhưng hai người cũng không dừng lại chút nào bước chân dọc theo lối đi của sơn cốc từng bước một đi về phía trước hai người đều là người nổi bật trong đám cường giả phong vương cho dù thế giới này cao hơn tam giới một tầng thì cũng bọn họ cũng không tính là kẻ yếu hai người từng bước một về phía trước Đi một lát đã dần dần thích ứng được với hoàn cảnh. Nếu như trước đó nói hai bọn hắn đi lại phải cố hết sức thì bây giờ đã làm được chuyện bước đi ung dung tự nhiên. Vừa đi về phía trước, hai người vừa dò xét khắp nơi. Đi gần 3 giờ, rốt cuộc hai người mới đi ra khỏi sơn cốc. Vừa mới rời khỏi sơn cốc thì Nhiếp Đồng đã hưng phấn thét lớn một tiếng. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, hai mắt của Nhiếp Vân cũng sáng lên. Chỉ thấy cách đó không xa một, trên một ngọn núi nhỏ có một gốc cây ăn quả đứng sừng sững trên đó bên trên có vô số trái cây màu đỏ rậm rạp chẳng chịt kết trên tán. Tuy rằng loại trái cây này bọn họ chưa từng nhìn qua. Thế nhưng từ phía xa hít vào đã thấy hương thơm sộc vào mũi, vừa nhìn một cái đã biết là rất ngon. Vốn hai người đã rất đói, lúc này lại ngửi được mùi như vậy, sao có thể chịu được cơ chứ? Hai người vội vàng đi tới dưới tán cây, ca ca, trái cây này có ăn được không? Nhìn chằm chằm lên phía trên, nhiếp đồng không ngừng liếm môi. Dựa theo lẽ thường mà nói, mới vừa tiến vào một hoàn cảnh xa lạ, tất cả đều không quen thuộc. Dưới tình huống như vậy không nên ăn loạn cái gì, vạn nhất có độc thì sao? Kịch độc lợi hại nhất trong tam giới cũng không thể làm ảnh hưởng được tới bọn họ, thế nhưng... Thế giới này thì khác, không nói đâu xa, kịch độc trong máu của vương giả có máu tươi màu vàng kia tới bây giờ nhiếp vân cũng không có cách nào trục xuất được nó ra khỏi cơ thể. Ta cũng không biết, không sao, chúng ta có thể thử một chút, thân thể hắn lập tức leo lên trên cây trước tiên khôn quản có thể ăn được hay không hái xuống rồi lại nói sau trung quy cũng không thể bởi vì sợ hãi mà chỉ nhìn không ăn sau đó dẫn tới bản thân bị chết đói a à. mặc dù tu vi thân thể không thể nào thi triển ra được thế nhưng lúc này nhiếp vân đã có thể thích ứng với lực lượng trong thế giới này vì vậy hắn bỏ lên cây cũng không mất bao nhiêu công một lát sau đã đi tới trước mặt một trái cây màu đỏ sau đó lại đưa tay ra hái chuyện này dùng sức giật hai cái sắc mặt nhiếp vân tức thì sám ngắt trái cây này nhìn như đỏ tươi ướt át dường như tùy thời cũng có thể từ trên cây rớt xuống thế nhưng kết quả hắn dùng hết toàn lực bước xuống cũng không thể nào làm nó rung chuyển được dùng lực lượng của bây giờ nếu như đang ở trong hỗn độn hải dương muốn nhấc toàn bộ tàu nguyệt trí tôn vực lên cũng không lãng phí bao nhiêu tinh lực thế nhưng lúc này ở đây muốn hái một quả cũng không được quả thực chật vật không nói nên lời không được thì dùng kiếm a nhiếp đồng theo sát ở phía sau leo lên nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của ca ca hắn nở nụ cười tiện tay đem lấy ra tu la kiếm tu la kiếm đã bị chém thành hai khúc dùng thực lực của hắn hiện tại còn không có cách nào chữa trị được bất quá nếu như dùng để hái trái cây như vậy dùng nửa đoạn kiếm có lẽ cũng không thành vấn đề a à. trong lòng suy nghĩ bàn tay khẽ run lên một đạo kiếm khí cường đại lăng không bổ ra chém nhìn thấy động tác của hắn nhiếp phân không khỏi im lặng một phen nếu như để cho cường giả trong tam giới biết tu la vương thực lực mạnh nhất lại dùng lực lượng mạnh nhất để đi hái trái cây, có lẽ tất cả sẽ cười tới rụng răng. đây quả thực là chuyện bé xé ra to a. À. bất quá loại suy nghĩ này còn không có kết thúc thì sắc mặt của hắn lại lần nữa cứng đờ. một kiếm mà nhiếp đồng đã dùng hết toàn lực đâm vào bên trên cuống cũng không có trực tiếp chặt đứt được nó, mà là tạo thành vô số tia lửa bắn ra, ngay cả một chút rung động cũng không có. thật hay giả vậy? hai người huynh đệ nhìn nhau đều có chút tan vỡ. Trái cây cũng không hái được xuống thì ăn thế nào đây? Cho dù có hái xuống, nhìn loại trình độ vững chắc này, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không cắn nổi a. À. Mặc dù hai người đều rất tự tin đối với thực lực của mình, thế nhưng cũng không cảm thấy vật mà Thần Binh Phong Vương cũng không chém được thì răng mình có thể cắn ra được. Dường như chỉ có một cái ngấn trắng, sau khi cảm giác tan vỡ qua đi, Nhiếp Đồng chỉ về phía một trái cây trước mắt. Thuận theo tay a à hắn nhìn lại Quả nhiên Nhiếp Vân đã thấy ở trên cuống trái cây nơi chém vừa rồi hiện lên ngấn trắng. Xem ra công kích mới vừa rồi cũng có một chút hiệu quả. Nhắm ngay vào chỗ ngấn trắng, Nhiếp Đồng lại liên tục chém ra mấy cái. Trái cây trước mắt rốt cuộc cũng lắc lư mấy cái từ trên không trung rơi xuống dưới đất. Và chương 2741 trái cây khó ăn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Siêu Nhiếp Vân tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đưa tay bắt lại trái cây lần này lại thiếu chút nữa làm cho hắn từ trên cây rơi xuống thật vất vả mới có thể ổn định thân thể hắn đưa trái cây đến gần miệng trong lúc nhất thời đã cảm thấy mùi thơm sộc vào mũi bụng vốn đã đói lúc này lại có tiếng ủng ục vang lên ta nếm thử một chút nếu như có độc lập tức trúc xuất cũng không thể ăn nữa nếu không có độc như vậy chúng ta sẽ hái thêm mấy quả cầm trái cây nhiếp phân cảnh cáo đệ đệ một câu vật này hắn không biết có độc hay không thế nhưng dù sao hắn cũng đã trúng độc rất nặng, vì vậy cũng không cần quá quan tâm tới chuyện này. Mở miệng cắn về phía trái cây, vốn hắn tưởng rằng vật này sẽ giống như nhánh cây vậy, sẽ không cắn được. Thế nhưng không nghĩ tới vừa cắn một cái cũng không tốn sức, trong nháy mắt hương thơm đậm đà đã tiến vào miệng mũi, chất lỏng bên trong trái cây tràn vào bên trong cổ họng của hắn. Ồ, chất lỏng vừa mới vào miệng, thì nhiếp vân lập tức sửng sốt, sắc mặt lập tức sám ngắt, không nhịn được mà mở miệng phun ra bên ngoài. Thế nào rồi ca ca, chẳng lẽ có độc sao thấy hành động này của hắn vẻ mặt nhiếp đồng có chút khói coi không có độc chỉ là quá khó ăn phun nửa ngày cảm giác tất cả mọi thứ đã bị phun ra lúc này nhiếp vân mới cười khổ nói trái cây trước mắt này người mùi hương cực kỳ thơm ai biết được vừa mới ăn vào trong miệng lại giống như ăn hoàng liên vậy khổ không thể tả từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng ăn thứ nào khó ăn như vậy khó ăn ngay cả khổ cực như vậy chúng ta cũng có thể chịu được để không tin nó lại khó ăn thấy dáng vẻ của ca ca nhiếp đồng khẽ lắc đầu một cái cùng nhau đi tới đây trải qua vô số chuyện có khổ cực gì mà chưa từng chịu đựng qua chứ chỉ cần không có độc có thể ăn như vậy tất cả sẽ không thành vấn đề trong lòng suy nghĩ như vậy tay nhận lấy trái cây trong tay ca ca hắn cũng há mồm cắn một cái chất lỏng vừa mới tiến vào trong miệng sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh biếc con bà nó không ngờ lại khó ăn như vậy nói xong hắn giống như nhiếp vân cũng không nhịn được mà không ngừng phun ra ngoài huynh đệ hai người phun một trận rốt cuộc cũng đã phun ra hết được lúc này cả hai không khỏi cười khổ một trận thức ăn cũng đã tìm được thế nhưng lại khó ăn như vậy bọn họ không biết nên làm như thế nào bây giờ đã đi được nửa ngày đường cũng đói không sai biệt lắm rồi dãy núi này nhìn dáng vẻ không biết còn lớn bao nhiêu ăn đi ăn no mới có khí lực tiếp tục hành động nếu không cũng không thể để cho chúng ta đói mà chết a nhiếp vân nói cũng đúng, ăn, mặc dù khó có thể nuốt trôi trái cây, thế nhưng trong bụng bọn họ lúc này quả thực quá đói. Vì vậy lúc này hai người cũng không quản nhiều được như vậy. Lại lần nữa chặt xuống hai quả, mỗi người một quả, một tay nắm lấy lỗ mũi mình rồi nuốt xuống. Không thể không nói, trái cây này mặc dù khó ăn, thế nhưng linh khí ẩn chứa trong đó lại vô cùng đầy đủ. Vừa ăn xong một quả thì Nhiếp Vân đã cảm thấy toàn thân có một cỗ nhiệt lưu lan tràn. Cảm giác đói bụng trước đó đã hoàn toàn biến mất, các ngươi là ai? tại sao lại ở chỗ này vừa mới ăn xong đang định tiếp tục hái mấy quả để giữ lại trên đường thì đã nghe thấy có một đạo thanh âm vang lên đạo thanh âm này dùng ngôn ngữ giống như dị tộc vậy mặc dù hai người nghe không hiểu thế nhưng chỉ cần linh hồn ba động thì vẫn có thể phân biệt ra được sửng sốt một chút hai người vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm sau đó đồng thời không nhịn được sửng sốt một chút trước mắt là mấy đứa trẻ tuổi không lớn lắm tay đang cầm cung tên thô sơ mũi tên đang chỉ về phía bọn họ ở đối diện. Hai mắt cả đám trợn tròn, giống như gặp phải đại địch vậy. Những đứa trẻ này cũng chỉ chừng 11-12 tuổi, y phục trên người có chút xù xì, si, chân trần, có lẽ là thợ săn trong núi. Chỉ là bản thân tinh thần sung mãn, bên trong thân thể gầy yếu ẩn chứa năng lượng cường đại. Cấp bậc tông chủ, nhìn thấy những đứa trẻ 11-12 tuổi này đều có cấp bậc tông chủ, huynh đệ hai người nhìn nhau, trong đầu không tự chủ được có chút run dày. Quá rung động, từ y phục, phục sức, những người này rõ ràng không có điều kiện tu luyện quá tốt. Thế nhưng dưới tình huống này mà cũng đã có thực lực tông chủ. Như vậy một khi tu luyện, không biết sẽ mạnh bao nhiêu chứ. Chúng ta, là người hái thuốc, không cẩn thận bị lạc đường. Nhiếp vân bắt trước giọng nói của đối phương, vội vàng thông báo một tiếng. Vừa mới tới đây cho nên hắn còn không muốn gây ra phiền toái. Mặc dù những đứa trẻ này chỉ có cấp bậc tông chủ, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu thế nhưng vạn nhất sau lưng đám tiểu tử này có cao thủ thì sao? lại nói hỏi thăm tin tức mới là vương đạo có thể tránh khỏi tranh đấu là tốt nhất người hái thuốc mấy đứa bé này nháy mắt liếc mắt nhìn nhau trên khóe miệng hiện lên nụ cười diếu cợt người định lừa bịp ai vậy người hái thuốc chẳng lẽ không biết địa liên quả địa liên quả nhiếp vân chớp mắt nói không cần phải nói nhất định đối phương đang nói trái cây trong tay hắn lúc này địa liên quả cực kỳ khó ăn không thể ăn vào Chuyện này chúng ta đều biết, chẳng lẽ người hai thuốc lại không biết chuyện này sao?" Một đứa bé hừ lạnh, nói, "Chuyện này, Nhiếp Vân có chút lúng túng, hắn cũng bởi vì đói bụng lắm mới ăn, làm sao có thể nghĩ tới trái cây bề ngoài xinh đẹp như vậy, thế nhưng bên trong lại khó ăn cơ chứ." Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng gãi đầu một cái. "Chúng ta bị lạc đường, lại quá đói, cho nên mới ăn một chút, bớt nói nhảm đi, ta thấy các ngươi nhất định là gian tế của Lạc Sơn Bộ." bắt trở về giao cho quán lăng thúc thúc để cho hắn xử trí một đứa trẻ trong đó lớn tiếng quát đứa bé này so với người khác cao hơn nửa cái đầu trên mặt hơi ngăm đen trên người lại mặc y phục gia thú nhìn dáng vẻ dường như là đầu lĩnh của cả đám được nhìn dáng vẻ của bọn chúng dường như cũng không phải là người tốt lành gì bắt về những đứa trẻ khác cũng đồng thời trả lời một câu mỗi người đều giơ cung tên trong tay lên chỉ cần hai người nhiếp vân không phối hợp nhất định bọn họ sẽ bắn tên chương 2742, bị đoán ra thân phận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đi xuống đi, có người có lẽ, có thể nghe được một ít tin tức gì đó. Nhiếp phân cũng không muốn gây thêm rắc rối cho nên mới cùng nhiếp đồng từ trên cây nhảy xuống. Nếu ở chỗ này đã có nhiều trẻ con như vậy, còn nói là lạc sơn bộ gì đó. Như vậy nơi này nhất định sẽ có một bộ lạc, có lẽ có thể hỏi ra được không ít chuyện. Chỉ bất quá, đường đường là hai đại cường giả phong vương bị bị một đám trẻ con bắt lại lại còn bị coi là tù binh quả thực đủ mất mặt chúng ta không phản kháng các ngươi cũng không cần phải giơ cung tên lên các ngươi nói lạc sơn bộ hai người chúng ta lần đầu tiên nghe thấy cái tên này căn bản không biết a à. đi tới trước mặt mọi người nhiếp vân giải thích một câu không giải thích không được a à. vạn nhất mấy mũi tên của đám tiểu tử này không dừng lại mà bắn tới người hắn như vậy hắn cũng không chịu nổi a à. không biết lạc sơn bộ bất kể các người có biết hay không, cứ đi theo chúng ta về. Thủ lĩnh đám trẻ con thấy hắn nói như vậy, nó do dự một chút. Cố làm ra vẻ trầm ổn, lại nói thêm một câu. Không nên nghĩ tới chạy trốn, một khi đã đến nơi này, các người căn bản không trốn thoát được đâu. Đúng đúng, chúng ta sẽ không trốn. Nhiếp vân vội vàng nói, đi thôi, thấy hai tên tù binh này phối hợp như vậy, vẻ mặt mấy đứa bé tràn ngập vẻ cao hứng. Sau đó mang theo bọn họ dọc theo đường núi đi sâu vào trong rừng. Thực lực của những đứa trẻ này không cao, linh hồn ba động cũng không có quá nhiều che giấu, rất dễ nắm bắt. Trên đường đi nhiếp, vân, nhiếp đồng cố ý tìm bọn họ nói chuyện, không bao lâu cũng đã học được 7-8 phần ngôn ngữ của bọn họ. Ngôn ngữ của những người này giống như đám dị tộc ban đầu đánh tới hỗn độn đại dương vậy. Ban đầu đám người vương giả màu vàng kia cũng không nói nhiều, cho nên bọn hắn mới không học được. Bây giờ có những người này nói chuyện với nhau, như vậy muốn học cũng coi như không quá khó khăn gì. Một đường đi về phía trước, vòng qua một cái sườn núi thì đã thấy một cánh rừng rậm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cây cối ở nơi này hai người không gọi ra tên được, mỗi một gốc cây đều lớn bằng hai người ôm hết, tất cả đều chọc trời, không cây nào nhìn thấy trên ngọn. Khi đi ngang qua, tiện tay ngắt cành cây một cái. Vẻ mặt Nhiếp Vân lập tức biến sắc, những cây cối, thân cây này cho dù không cần luyện chế thì cũng đã đạt đến cấp bậc thần binh bán bộ chúa tể. Nói cách khác, nếu như tùy tiện chém một nhánh cây ở đây ném tới tam giới sẽ giống như thần binh bán bộ chúa tể vậy, khiến cho vô số người trở nên điên cuồng. Cây cối cành lá dài rộng, che khuất bầu trời, ngăn cản toàn bộ tia sáng trên bầu trời chiếu xuống. Mặc dù thân là cường giả phong vương, thế nhưng đi ở trong đó, bên trong cơ thể nhiếp vân, nhiếp đồng vẫn không tự chủ được cảm thấy một tia lạnh lẽo. Một nhánh cây cũng tương đương với thần binh bán bộ chúa tể, chẳng phải nói trình độ dẻo dai của rất nhiều khoáng thạch đã vượt qua thần binh chúa tể rồi hay sao khó trách có thể luyện chế ra chân huyết vương quan và thần binh phong vương bởi vì tài liệu ở trong thế giới này bên hỗn độn đại dương bọn họ không có cách nào so sánh được đi trong rừng rậm một hồi quả nhiên đã nhìn thấy một bộ lạc không lớn những căn nhà do nham thạch gỗ tạo thành nhìn qua có chút đơn sơ có chuyện gì hai người này là ai đi vào bên trong người bước còn chưa tới trước mặt đám phòng ốc kia thì đã nghe được một đạo thanh âm như sấm rền vang lên. Ngay sau đó đã có một bóng người nhanh chóng đi tới. Bóng người này uy mãnh cao lớn, cao chừng hơn hai thước, đôi mắt giống như đèn lồng, lóe lên kim quang sáng chói. Cường giả bán bộ phong vương, nhìn đối phương một cái, trong lòng nhiếp vân chấn động một cái. Tráng hắn trước mắt này không ngờ lại là cường giả bán bộ phong vương, mặc dù so với hắn bây giờ còn có chút không bằng thế nhưng ở trong một bộ lạc nhỏ trong núi rừng cũng đã nhìn thấy người mạnh như vậy chuyện này khiến cho hắn không thể dùng hai từ khiếp sợ để hình dung được nữa quán lăng thúc thúc hai người này là người mà chúng con vừa mới bắt được ở trên cây điện liên quả đang ăn điện liên quả con hoài nghi là gian tế của lạc sơn bộ đứa bé thủ lĩnh trước đó lên tiếng giống như đang giành công vậy đang ăn điện liên quả tráng hán gọi là quán lăng hơi có chút kinh ngạc lại khoát tay một cái với đám trẻ con này nói các ngươi về nhà trước đi, hai người này giao cho ta xử lý. Vâng, đám trẻ con này dường như vô cùng nghe lời Tráng Hán này, nghe hắn nói như vậy, cả đám cũng không có nói nhảm nữa mà đồng loạt chạy tới những căn phòng phía sau. Một lát sau đã mất đi tung tích. Hai người các ngươi, rốt cuộc là ai? Mặc dù thân thể của Quán Lăng rất cường tráng, thế nhưng hắn cũng không ngu. Đương nhiên hắn nhìn ra hai người Nhiếp Vân không thuộc về cái gọi là Lạc Sơn bộ gì đó, vì vậy hắn mới trực tiếp hỏi. Chúng ta không cẩn thận lạc đường cho nên mới đi đến nơi này nhiếp vân nói lạc đường không cần lừa gạt ta ngay cả địa liên quả cũng không nhận ra trực tiếp ăn vào nếu như ta đoán không sai các ngươi chắc chắn là người của những khác tiểu thế giới tới đây đúng chứ quán lăng cười hắc hắc hai mắt sáng lên giống như đã nhìn thấu thân phận của hai người vậy ồ nghe thấy đối phương thoáng cái đã nói ra được thân phận của mình trong lòng nhiếp vân lập tức căng thẳng sắc mặt tức thì thay đổi quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chẳng lẽ bởi vì ăn địa liên quả này mà bọn hắn lại bị đối phương thoáng cái khám phá ra được hay sao? Hai nắm tay siết chặt, ánh mắt nhiếp phân chợt lóe, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Không cần khẩn trương, những người tiểu thế giới khác tới đây cũng không có gì, ta cũng không phải là những vệ đạo giả kia, cho nên sẽ không làm gì đối với các ngươi. Dường như nhìn thấu được nhiếp phân khẩn trương, quán lăng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mặc dù đối phương nói không coi vào đâu, thế nhưng nhiếp vân cũng không yên tâm, miệng chết cũng không thừa nhận. Dù sao đối phương cũng không có cách nào phát hiện ra, nếu không thừa nhận thì đối phương nhất định cũng sẽ không có biện pháp. Nếu như đối phương quả có biện pháp xác nhận, cùng lắm thì để cho nhiếp đồng xuất thủ chém giết đối phương. chương 2743, Hoàn Vũ Thần Giới Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không cần phủ nhận làm gì, sống nhiều năm như vậy, có phải là người sinh trưởng ở trong hoàn vũ thần giới hay không ta vẫn có thể nhìn ra được quán lăng cười một tiếng lại nhìn hai người nhiếp vân một cái nói yên tâm đi thế giới này mỗi năm đều có vô số người tiểu thế giới đến đây cho nên có thêm một hai người cũng không coi vào đâu ách nhiếp vân và nhiếp đồng liếc mắt nhìn nhau thông qua đối thoại và cử chỉ của đối phương nhiếp vân có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương quả thực không có ý tứ lừa dối hắn vì vậy trong lòng mới có chút nghi ngờ nhiếp đồng tùy thời chuẩn bị xuất thủ chém giết người này không nên để lại bất cứ dấu vết gì do so dự một chút nhiếp vân lặng lẽ truyền âm sau đó người lại nhìn về phía quán lăng rồi nở nụ cười nếu như ngươi đã nói như vậy ta cũng sẽ không che giấu nữa quả thực chúng ta là người từ những tiểu thế giới khác tới mới vừa đi tới nơi này rất nhiều chuyện đều không biết cho nên mới gây ra chuyện chê cười như vậy đối phương đã hoài nghi mình so với kiên quyết phủ nhận còn không bằng sảng khoái thừa nhận a một khi nhìn ra đối phương có dấu hiệu muốn báo tin, hoặc là muốn kêu gọi người khác thì sẽ trực tiếp giết chết. Cho dù vì vậy mà sẽ chọc phải không ít phiền toái thì đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, một khi thân phận của bọn họ bị lộ ra ngoài sáng, sẽ làm cho những dị tộc trước đó xông vào hỗn độn đại dương biết được, khi đó nhất định kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Ta đã nói rồi, người sinh trưởng ở hoàn vũ thần giới không thể nào ngay cả địa liên quả cũng không nhận ra, lại còn đi ăn. Được rồi, không cần khẩn trương, cũng không cần suy nghĩ việc giết người diệt khẩu, bất kể người sinh trưởng ở nơi này hay là người những tiểu thế giới khác tới. Bây giờ đều là sinh linh của hoàn vũ thần giới, ta sẽ không tự mình tìm phiền toái. Thấy huynh đệ hai người cảnh giác, quán lăng thoáng cái đã nhìn ra, vị tráng hán này cười ha hả một tiếng, ánh mắt, cử chỉ đều mang theo vẻ hào sảng không chút che giấu nào. Ách, là ta lòng tiểu nhân, thấy đối phương cười sảng khoái như vậy, lời nói phát ra từ nội tâm, không có chút che giấu nào nhiếp vân biết chắc đối phương sẽ không có những tâm tư khác nếu như thực sự có như vậy năng lưu xê diễn xuất của người này cũng quá cao a à. thực lực nhất định cũng không chỉ là bán bộ phong vương bất quá ở loại địa phương nhỏ như vậy có một bán bộ phong vương đã rất lợi hại rồi có một cường giả phong vương nữa có lẽ hai người bọn họ cũng sẽ tan vỡ cũng khó trách các người nghi ngờ như vậy rất nhiều người ở các tiểu thế giới khác tới chỗ này cũng sẽ như vậy quán lăng cười một tiếng Người mới vừa nói tới tiểu thế giới, còn có hoàn vũ thần giới. Ta nghe có chút nghe không hiểu, người có thể giới thiệu cho chúng ta một chút hay không? Nếu như đối phương đã không có ác ý, nhiếp vân cũng không ngụy trang nữa. Hắn đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, từ phía trong lời của đối phương cũng đã có thể nghe ra, thế giới này cũng không cự tuyệt người của các tiểu thế giới khác tiến vào. Hơn nữa số lượng của quần thể này cũng không nhỏ, hoàn vũ thần giới chính là thế giới này, được chúng ta phát hiện ra, sinh linh trong đó chia làm hoàn vũ thần tộc sinh trưởng nơi này cùng với người ngoại lai quán lăng cũng không keo kiệt mà trực tiếp mở miệng nói hai người nhiếp vân cẩn thận nghe một hồi lúc này mới đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra thế giới mà đám dị tộc này ở gọi là hoàn vũ thần giới sinh linh sinh trưởng ở nơi này được xưng là hoàn vũ thần tộc nơi này trong thế giới này không chỉ có sinh linh vốn đã sinh trưởng ở đây mà còn có một chút người giống như bọn họ từ những tiểu thế giới khác tới đây Người Hoàn Vũ Thần tộc tự nhận là là thế giới chính thống, những người tiểu thế giới này tới đây cũng không cảm yếu thế. Lâu ngày cho nên đã tạo thành hai trận doanh khác biệt. Mặc dù xuất thân của người tiểu thế giới không tốt, thế nhưng thiên phú của từng người rất tốt, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Vốn bọn hắn ở trong Hoàn Vũ Thần giới không có địa vị quá cao. Thế nhưng sau khi liên minh được thành lập đã nhanh chóng tụ tập một đống cao thủ, song phương cảnh giác lẫn nhau. Không ngừng va chạm, rốt cuộc cũng đã tranh thủ địa vị cho đám người này. Nói cách khác, người của tiểu thế giới tới đây, cho dù có lộ ra thân phận ở chỗ này thì cũng không có ai dám gây phiền toái. Bất quá, thế sự không có gì là tuyệt đối, cũng có một ít vệ đạo giả, cảm thấy người của tiểu thế giới đều là mấy tiểu tử nhà quê từ nông thôn đến, cho nên đều gây khó dễ khắp nơi. Sau lưng lại ném đá dấu tay, thậm chí còn thành lập một tiểu tổ ám sát, đặc biệt đối phó với những người mới từ trong các tiểu thế giới đi ra, còn chưa hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của hoàn vũ thần giới. Mặc dù quán lăng là người sinh trưởng ở nơi này, gọi là hoàn vũ thần tộc. Thế nhưng đối với tu luyện giả của tiểu thế giới lại không có mâu thuẫn gì cả. Ngược lại, hắn đối với người của yểu thế giới lại còn rất có hảo cảm, cho nên lúc này mới nhiệt tình như vậy. Nói như vậy, chúng ta vẫn phải che giấu thân phận, không nên để cho người khác biết chúng ta là người từ tiểu thế giới đi ra. Nghe thấy quán lăng nói vậy, nhiếp phân không nghĩ tới lại còn có nhiều tiểu thế giới như vậy lại càng không có nghĩ tới ở bên trong hoàn vũ thần giới này còn có một tổ chức như vậy nếu quả thật có những người này xem ra nhất định hắn và nhiếp đồng phải cẩn thận vạn nhất bị phát hiện ra bằng vào thực lực bây giờ của bọn hắn nhất định sẽ khó mà tránh khỏi được ám sát đúng vậy bất quá nếu như quả thật muốn an toàn như vậy chỉ cần đi làm một cái thân phận là được a à. quán lăng nói không phải ta mới vừa nói cùng với các ngươi sao người của các tiểu thế giới tới đây cũng thành lập một tổ chức không thấp hơn hoàn vũ thần tộc chỉ cần gia nhập trong đó, trở thành một viên, như vậy có thể bảo vệ được tính mạng, tổ chức vệ đạo giả kia. Cũng sẽ không dám sẽ xuất thủ đối phó, bởi vì đây là ước định giữa thế lực đỉnh phong với nhau, người nào dám phá hư sẽ dẫn động song phương chiến tranh, vì vậy bất kỳ người nào cũng sẽ không gánh nổi. Ồ, vậy phải làm sao mới có thể đạt được cái thân phận này? Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt nhiếp vân sáng lên. Trường 2744, chín thế lực lớn một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trước tiên không quản mọi thứ, lấy được thân phận này rồi lại nói sau. Sau khi có thân phận thì có thể quang minh chính đại hành tẩu trong cái gọi là hoàn vũ thần giới này. Muốn có thân phận vô biên vệ này thì phải gia nhập vào trong tổ chức đó, nghe nói còn cần phải khảo hạch, bất quá. Nội dung khảo hạch thế nào ta cũng không biết, chẳng qua ta chỉ nghe người ta nói có chuyện này mà thôi. Nếu muốn biết tin tức xác thực, còn phải rời núi hỏi thăm. Quán lăng do dự một chút rồi nói: Vô biên vệ, Nhiếp Phân gật đầu một cái, âm thầm đem chuyện này nhớ vào trong lòng. Vô luận đi đến nơi nào, trước tiên phải lấy được thân phận thích hợp thì mới có thể hành động thật tốt. Hoàn vũ thần giới này có thể có cường giả như Bách Chiết, nhất định cũng có cao thủ lợi hại hơn. Thực lực của hai người bọn họ ở trong hỗn độn đại dương không có ai có thể ngăn cản. Thế nhưng ở chỗ này, so với người bình thường cũng chỉ mạnh hơn một ít, nhất định phải cẩn thận. Không cần đi vội, người đi tới nơi này đều là khách trước tiên cứ theo ta đi tới bộ rồi nói sau tộc trưởng đại nhân là người vô cùng hiếu khách nếu có thể nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ thật cao hứng trò chuyện một hồi quán lăng cười nói được vậy thì đành quấy dày các ngươi vậy suy nghĩ một chút nhiếp phân gật đầu đồng ý mới vừa rồi mặc dù bọn họ đã ăn địa liên quả ngăn cơn đói bụng lại thế nhưng thực tế vẫn tương đương với không có ăn cái gì lại nói đối với thế giới này bọn họ cũng không biết nhiều không bằng hỏi thăm một hồi không cẩn thận sẽ có thể thu được nhiều tin tức có tác dụng hơn. Đúng rồi, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ước chừng ba tháng trước, liệu có mấy người của các tiểu thế giới khác đi qua nơi này hay không? Đi được mấy bước, nhiếp phân đột nhiên nhớ ra một chuyện, hai mắt có chút khẩn trương nhìn về phía quán lăng. Chuyện thứ nhất khi tới là tìm được đám người đạm đài lăng nguyệt, nếu như chỉ cho là đây là dị tộc đơn thuần. Như vậy tốn chút thời gian cũng không cảm thấy được cái gì, thế nhưng bây giờ đã hiểu đây là một thế giới lớn hơn, cho nên hắn không khỏi có chút bận tâm. Bất kể nói như thế nào, tìm được người, như vậy mọi người ở cùng nhau mới có thể cùng bàn tính mọi chuyện, lại cũng có thể an toàn hơn. Ba tháng trước, không có, cho dù có thì chưa chắc đã có thể phát hiện ra được, loa kế sơn trải dài mấy trăm vạn dặm, sao có thể trùng hợp gặp như vậy được chứ? Quán lăng lắc đầu nói, cũng đúng, vẻ mặt của e nhiếp vân ảm đạm đi một ít, đối với một ngọn núi trải dài trăm vạn dặm mà nói có một vạn người ném tới cũng không ảnh hưởng gì chứ đừng nói là mấy người lại nói lúc đám người đạm đài lăng nguyệt vừa mới tiến vào nơi này sợ rằng cũng giống như bọn họ sợ bị dị tộc phát hiện cho nên cố gắng né tránh như vậy người khác càng không phát hiện ra được bọn họ tộc trưởng hai vị này là người của tiểu thế giới tới vừa mới đi ngang qua nơi này biết đối phương không có tin tức về đạm đài lăng nguyệt cho nên nhiếp vân cũng không hỏi thêm nữa hắn vô tình hữu ý lại nói tất cả các chuyện về hoàn vũ thần giới. Chỉ trong chốc lát, ba người đã tiến vào một cái nhà có diện tích to lớn, quán lăng hô lớn một câu. Két, một lão giả người mặc hắc bào đi ra, nhìn thấy hai người nhiếp vân, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Mau mời vào, lão giả này chính là tộc trưởng của bộ lạc chỗ quán lăng, thực lực chỉ có cấp bậc chúa tể, so với quán lăng vẫn kém một đoạn lớn. Bất quá nước cao vọng trọng, được tất cả tộc nhân tôn kính. Vừa mới tiến vào phòng, Vị tộc trưởng này đã sai người đi chuẩn bị tiệc rượu, hai người Nhiếp Vân quả thực cũng đã đói bụng dã rời. Vì vậy lúc này cũng không khách khí mà lập tức càn quét. Trong lúc ăn uống, song phương trò chuyện vô cùng thoải mái, Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao ăn địa liên quả kia lại bị đối phương nhận ra thân phận. Không nói tới việc địa liên quả khó ăn, đối với người ta cơ hồ không có tác dụng gì. Đổi lại thành cách nói của khí hải đại lục mà nói, cho dù dáng vẻ đẹp mắt thế nhưng trên tế công hiệu lại giống như dễ cây vậy thậm chí ngay cả rễ cây còn không bằng. Cách bọn họ không xa còn có thể ăn cỏ dại, sơn quả, hai người lại đi ăn rễ cây. Cho dù là người ngốc nữa nhất định cũng có thể đoán ra được. Bọn họ căn bản không nhận ra được địa liên quả, cũng nhất định không phải là sinh linh sinh trưởng trong hoàn vũ thần giới này. Hai vị mới tới hoàn vũ thần giới, có lẽ đối với mọi chuyện cũng không quen thuộc, ta thấy không bằng nhị vị gia nhập bộ lạc của chúng ta. Đợi cho thực lực mạnh lên lại ra đi cũng không muộn. Trò chuyện một hồi, quan hệ song phương dần dần hòa hợp. Vị tộc trưởng này vừa vuốt râu vừa cười nói, gia nhập bộ lạc của các ngươi, nhiếp vân có chút sừng sốt, giờ hắn mới hiểu được tại sao quán lăng và tộc trưởng lại có thái độ tốt như vậy. Xem ra có lẽ quán lăng đã nhìn thấu thực lực của hắn và nhiếp đồng không tầm thường, cho nên muốn mời chào. Thông qua vừa rồi nói chuyện với nhau, hắn cũng đã biết được một ít chuyện. Bộ lạc giống như bọn họ cư ngụ ở trong núi rừng, nguồn sống chủ yếu là săn thú, dã thú ở trong hoàn vũ thần giới, mỗi một đầu đều có thể chất vượt qua thần thú, rất là khó giết. Cho nên từ trước tới nay nam nhân, người có thực lực trở nên vô cùng quan trọng. Tỷ như quán lăng vậy, sở dĩ hắn được nhiều trẻ con kính ngưỡng như vậy đó là bởi vì hắn có thực lực siêu quần, mỗi lần săn thú đều có thể mang tới rất nhiều con mồi. Trừ săn thú, trong núi rừng còn có những bộ lạc khác, giống như lạc sơn bộ trước đó vậy. Những bộ lạc này bởi vì phạm vi săn thú, trồng chất lên nhau, phạm vi thế lực phân chia không rõ cho nên thường có mâu thuẫn vì giải quyết mâu thuẫn chuyện chiến tranh khó mà có thể tránh khỏi cho nên vô luận là luận bộ lạc nào cũng đều hy vọng bên mình có thể mời chào một ít người có thực lực mạnh mẽ người sinh trưởng ở trong hoàn vũ thần giới này đối với loại bộ lạc nhỏ như bọn hắn nhất định sẽ không để ý cũng sẽ không gia nhập vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm những người của tiểu thế giới vừa mới đi tới nơi này đối với nơi này cái gì cũng không hiểu chính vì vậy quán lăng tộc trưởng mới nhiệt tình như vậy chương 2745, chín thế lực lớn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cái này, chúng ta và đồng bạn thất lạc nhau, cho nên muốn đi tìm bọn họ, chuyện gia nhập bộ lạc sợ rằng thực sự không được. Nhưng mà, chúng ta có thể ở thêm chỗ này mấy ngày, nhiếp vân do dự một chút rồi nói. Hắn quyết định ở thêm mấy ngày là bởi vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đối với hoàn vũ thần giới hắn biết quá ít, ở lại chỗ này có thể học tập nhiều thói quen trong cuộc sống của những người này, còn có cử chỉ, sau này có rời đi thì cũng không đến nỗi bị người ta nhìn một cái đã nhận ra được. Thứ hai, nhiếp đồng mới vừa rồi đã lặng lẽ truyền âm, tu vi vốn sắp đột phá của đệ đệ đã có chút dục dịch, dường như tùy thời cũng có thể đột phá. Bất kể con đường phía trước như thế nào, đột phá một tầng cũng coi như là thêm một phần an toàn, đương nhiên nhiếp vân rất sẵn lòng chờ thêm mấy ngày. Thứ ba, đám người đạm đài lăng nguyệt đã tiến vào nơi này. Được hơn ba tháng, nếu như không có gì ngoài dữ liệu xảy ra, có lẽ đã sớm rời khỏi loa kế sơn. Cho dù bọn hắn có cố gắng tới đâu cũng chưa chắc đã có thể đuổi theo được bọn họ. So với việc không tìm rõ phương hướng mà mù quáng đi tìm. Còn không bằng đi tìm hiểu một chút, mài giao tốt sẽ không phí công đốn củi A. À. Chỉ ở mấy ngày sau, tộc trưởng nghe thấy hắn nói như vậy, vẻ mong đợi trong mắt biến mất, bất quá hắn vẫn cười, lại đồng thời gật đầu nói. Hoan nghênh, nhị vị muốn ở mấy ngày cũng được, nếu như quả thật muốn đi thì cứ nói một câu ta sẽ để cho quán lăng dẫn các ngươi rời đi. Vậy thì quấy dày, thấy đối phương có thái độ như thế, cũng không có vì hai người không gia nhập bộ lạc mà cảm thấy giận dữ. Trong lòng nhiếp vân không khỏi âm thầm gật đầu, hảo cảm đối với hai người đã tăng lên mấy phần. Xem ra bên dị tộc này cũng không phải tất cả mọi người đều tàn nhẫn hiếu sát, bên này cũng có người tốt. Đúng rồi, không biết tộc trưởng đối với tất cả thế lực bên trong hoàn vũ thần giới này có hiểu biết gì không? Không biết tộc trưởng có thể nói cho chúng ta một chút hay không? Nhiếp Vân hỏi, bọn họ không thể nào ở nơi này lâu dài, nhất định phải đi về phía võ đài lớn là Hoàn Vũ Thần Giới. Vì vậy hiểu rõ tất cả thế lực trước một chút, đối với chuyện sau này cũng có trợ giúp khá lớn. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là hắn muốn biết cái gọi là phổ thiên nhất mạch kia rốt cuộc thuộc về loại thế lực cấp bậc nào. Hoàn Vũ Thần Giới, ta chỉ biết là có 9 thế lực lớn, cụ thể là 9 thế lực nào ta cũng không biết. Tổ tông của Thanh Sơn bộ chúng ta đều ở Loa Kế Sơn này chưa bao giờ đi ra ngoài qua, cho. Nên đối với tin tức bên ngoài cũng chỉ là do tổ tiên truyền xuống từ không biết bao nhiêu năm, cho nên có biết cũng sẽ không nhiều. Sắc mặt vị tộc trưởng này có chút lúng túng, là người sinh trưởng ở trong hoàn vũ thần giới, thế nhưng đối với phân chia thế lực ở trong thế giới mình lại không biết, chuyện này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chín thế lực lớn, nhiếp phân trầm tư, nhìn dáng vẻ của tộc trưởng có lẽ không phải là cố ý giấu giếm, có lẽ đối phương quả thực không biết, dù sao ở nơi này ngăn cách với bên ngoài nếu như muốn biết tin tức ở bên ngoài cũng không quá dễ dàng vậy phân chia lực lượng ở nơi này trung quy ngươi cũng phải biết chứ ngươi có thể giải thích một chút hay không dừng lại một chút nhiếp phân lại hỏi tiếp đối phương không biết phân chia thế lực thế nhưng trung quy cũng nên biết cấp bậc tu luyện a à? hay là để ta nói đi quán lăng khẽ cười một tiếng cấp bậc tu luyện ở trong hoàn vũ thần giới chia làm vương hoàng đế cũng chính là cái gọi là cường giả vương cảnh cường giả hoàng cảnh cùng với cường giả đại đế mới vừa rồi tộc trưởng nói tới chín thế lực lớn đây đều là quái vật khổng lồ có tồn tại cường giả đại đế tỏa trấn cấp bậc đại đế sắc mặt của nhiếp vân không khỏi trầm xuống trước đó khi giao thủ với đám dị tộc kia hắn từng nghe bọn người này nói tới phổ thiên đại đế chẳng lẽ người gọi là phổ thiên kia là một vị cao thủ cấp bậc đại đế hay sao nếu quả thực như vậy chẳng lẽ cái gọi là phổ thiên nhất mạch này chính là một dòng chín thế lực lớn hay sao? Đúng vậy, ba cấp bậc này mỗi một cấp bậc đều có phân chia hạ, trung, thượng, đỉnh phong, viên mãn, tổng cộng có 5 cấp bậc. Lấy vương cảnh làm thí dụ, phân là vương giả hạ phẩm, vương giả trung phẩm, vương giả thượng phẩm, vương giả đỉnh phong cùng vương giả viên mãn. Quán lăng nói tiếp, 5 cấp bậc, xem ra vương cảnh này có lẽ cùng một cấp bậc với phong vương bên hỗn độn đại dương. Nghe thấy lời này của đối phương, trong lòng nhiếp phân âm thầm suy đoán, trước đó hắn đã cảm thấy cường giả Phong Vương dường như cũng có cấp bậc. Ví dụ như đám người Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương cũng đều có thực lực Phong Vương. Thế nhưng so với hắn và nhiếp đồng lại thấp hơn, Bách Chiết cũng coi như là Phong Vương, thế nhưng thực lực chân chính lại vượt quá bọn hắn. Nếu như ta đoán không sai, đám người Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương chắc là cường giả Phong Vương hạ phẩm, thực lực của ta trước khi không có bị phong ấn mặc dù cũng là Vương giả hạ phẩm thế nhưng sức chiến đấu lại có thể so với vương giả trung phẩm. Nhiếp đồng có lẽ là vương giả trung phẩm thực sự, về phần bách chiết, có thể là vương giả thượng phẩm A. Biết rõ phân cấp, rất nhanh nhiếp phân đã phân chia thực lực mà những người hắn biết ra. Khó trách ban đầu bách chiết lại coi thường mọi người như vậy, có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy, hóa ra bởi vì hắn là một vị vương giả thượng phẩm. Sau khi phân chia xong cấp bậc, nhiếp vân cũng không khỏi âm thầm sợ hãi một vị vương giả thượng phẩm cũng đã khiến cho hỗn độn đại dương thiếu chút nữa bị hủy diệt không nói tới cấp bậc đại đế chỉ cần là vương giả đỉnh phong vương giả viên mãn sợ rằng cũng đã có thể làm cho bọn họ trong nháy mắt biến thành bụi bặm không có một chút năng lực phản kháng nào khó trách những dị tộc kia vừa mới tiến vào hỗn độn đại dương đã cảm thấy bọn họ là ếch ngồi đáy giếng không biết thiên địa to lớn thế nào nói là thổ dân bây giờ nhìn lại quả thực đúng là như vậy đây là phân chia của người trong hoàn vũ người phi thăng từ các tiểu thế giới như các người căn bản không cần phải tuân thủ cấp bậc này. Quán Lăng nói, chương 2746, Đế Huyền 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ồ, chẳng lẽ người phi thăng còn có những cấp bậc khác hay sao? Đối với từ người phi thăng này nhiếp vân cũng không bài xích. Sau khi hắn biết hoàn vũ thần giới này minh mông vĩ đại cho nên cũng đã biết, bằng vào thực lực như vậy của bọn họ đi tới nơi này cũng không khác gì ban đầu từ phù thiên đại lục tiến vào linh giới cả cũng không phải là có cấp bậc khác, trước đó không phải ta đã nói với người tới vô biên vệ hay sao? Quán lăng cười nói, đây là quy củ của người tiểu thế giới tới đây quyết định ra. Chỉ có 6 cấp bậc, cũng chính là cái gọi là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh. Mãi cho đến lục linh, vô biên vệ lục tinh trên cơ bản đều là cao thủ hoàng cảnh viên mãn, chỉ cần cường giả đại đế không ra tay, trên cơ bản không ai có thể địch được bọn họ. Vô biên vệ lục tinh, nhiếp phân gật đầu, lại lần nữa đem chuyện này ghi nhớ vào trong lòng chỉ cần gia nhập vào vô biên vệ thì sẽ được nhận một huy chương vô biên công hội cũng sẽ có ghi chép lại cấp bậc càng cao đái ngộ hưởng thụ cũng càng cao đương nhiên cũng sẽ được tôn trọng nhiều hơn dĩ nhiên cũng không phải vô biên vệ dễ gia nhập như vậy thực lực kém cỏi nhất sợ rằng cũng cần thực lực vương cảnh nói tới vương cảnh trong mắt quán lang hiện lên vẻ hâm mộ mặc dù hắn ở trong thanh sơn bộ này được gọi là đệ nhất cao thủ thế nhưng thực lực chân chính cũng chỉ là bán bộ phong vương mà thôi cách phương cảnh chân chính vẫn còn có một khoảng cách rất lớn. Kém cỏi nhất cũng phải có thực lực phương cảnh sao. Nhiếp vân chập lưỡi, cường giả phong vương ở trong hỗn độn đại dương là người mạnh nhất. Thế nhưng đến nơi này chỉ có thể chạm tới ngưỡng cửa gia nhập vô biên vệ, thế lực này quả thực là đáng sợ. Ra ra, nghe nói có khách tới. Ở đâu, để cho con gặp một chút. Nhiếp vân cảm khái một câu, đang muốn tiếp tục hỏi thăm chuyện của hoàn vũ thần giới thì đã nghe được một đạo thanh âm vang dội truyền vào trong phòng. Ngay sau đó có một tiếng kết vang lên, một bóng người đã từ bên ngoài xải bước đi vào trong. Là một cô nương, bộ dáng ước chừng 17, 8 tuổi, đôi mắt to như nước trong veo. Lúc vừa mới tiến vào phòng thì hai mắt đã rơi vào trên người hai huynh đệ Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng. Các ngươi chính là khách nhân mới tới sao?" Nữ tử này mỉm cười một tiếng, nói, "Ta tên là Uyển Nhi, tham kiến nhị vị." Ha ha, tham kiến Uyển Nhi cô nương. Thấy nữ tử tự nhiên hào phóng, không có chút làm bộ nào. Nhiếp Vân âm thầm gật đầu, lại cười trả lời với nàng một câu. Thực lực của nữ tử này so với những đứa trẻ trước đó hắn nhìn thấy còn mạnh hơn một ít, bất quá, cũng chỉ có bán bộ chúa tể mà thôi. Cách chúa tể chân chính vẫn còn kém một đoạn, một nữ hài tử tùy tiện xông loạn như vậy còn ra thể thống gì chứ? Tộc trưởng quát tháo một câu, mặc dù giọng nói rất là nghiêm túc thế nhưng trên mặt lại mang theo vẻ cưng chiều. Xem ra đối với tôn nữ này hắn hết sức sủng ái. Nữ tử tùy tiện thì thế nào chứ? nam nữ ngang hàng hay là ra da cảm thấy nữ nhân không bằng nam nhân uyển nhi lè lưỡi vẻ mặt có chút không phục nữ nhân giúp chồng dạy con sinh con đẻ cái ai giống như con cả ngày đánh đánh giết giết không giống bộ dáng của nữ nhân đến lúc đó để xem ai dám lấy con tộc trưởng hư lạnh nói giúp chồng dạy con con không cần lập gia đình a con sẽ giống như đế huyền sẽ trở thành cường giả nổi bật nhất trong thế giới này uyển nhi phản bác tộc trưởng nếu không còn chuyện gì ta và đệ đệ xin phép đi nghỉ ngơi trước thấy tổ tôn hai người cãi vã càng ngày càng có chút kịch liệt nhiếp vân cảm thấy có chút lúng túng cho nên khẽ cười lại ôm quyền nói một câu chuyện nên biết hắn cũng đã biết thứ không biết thì đối phương cũng không biết so với việc lãng phí thì giờ còn không bằng đi tìm một chỗ hiệp trợ nhiếp đồng làm cho đệ đệ hắn sớm ngày đột phá được rồi quán lăng ngươi mang nhị vị đi tới chỗ ở của bọn họ đi tộc trưởng gật đầu nói vâng mời nhị vị đi theo ta Vừa vặn bên kia có một phòng trống, còn chưa có ai ở. Quán Lăng tươi cười dẫn đường, hai người nhiếp vân theo sát phía sau hắn đi ra ngoài. Gia Gia, hai người này là ai? Sao Ca Ca lại khách khí như vậy chứ? Thấy hai người rời đi, Uyển Nhi nháy mắt, nhìn về phía Gia Gia rồi hỏi. Gia Gia nàng là tộc trưởng của Thanh Sơn bộ, người người đều nghe theo mệnh lệnh của Gia Gia. Nàng chưa từng thấy qua Gia Gia khách khí đối với người nào như vậy. Bọn họ là người phi thăng từ tiểu thế giới tới. Tộc trưởng nói, người phi thăng, con còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, hóa ra là hai tên thổ dân. Uyển Nhi khoát tay, vẻ mặt có chút không quan tâm. Không nên nói như vậy, những người phi thăng này ở trong mắt chúng ta rất thấp. Thế trên thực tế ở trong thế giới của bọn họ, bọn họ cũng là nhân vật đứng trên đỉnh phong. Một khi đến hoàn vũ thần giới, chỉ cần thích ứng với không gian chèn ép nơi này. Khi đó Tu Vi rất dễ đột nhiên tăng mạnh, cho nên, loại người như vậy phải lui tới cho tốt, ngàn vạn lần không thể đắc tội vẻ mặt tộc trưởng ngưng trọng nói ngưng, cho dù thực lực có thể gia tăng thế nhưng không biết là chuyện bao nhiêu vạn năm sau a à. bây giờ cũng không cần thiết phải khách khí như vậy a à. uyển nhi có chút tùy ý như vậy con lại sai lầm rồi hai người kia lúc tiến vào thanh sơn bộ rất đúng mực trong mắt không có một chút hốt hoảng nào nhìn bộ dáng của bọn họ đúng là không hiểu nhiều đối với hoàn vũ thế giới chắc là mới vừa tới không lâu trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn thích ứng với quy tắc trong thế giới mới lại còn có can đảm như vậy sợ rằng thực lực sẽ không thấp tộc trưởng nói thực lực không thấp thật hay giả vậy con nhìn tuổi tác của bọn họ cũng không lớn có thể có được thực lực gì chứ không phải ra ra suy nghĩ đó chứ uyển nhi bĩu môi một cái nói ngoài miệng thi ung um dung thế nhưng đôi mắt to trong lại nhìn về phía phương hướng hai người nhiếp vân rời đi trong lòng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc hai người này không phải thực sự sẽ là cao thủ đó chứ muốn quả thực là như thế vậy cũng tốt hắc hắc, chậm rãi nhếch miệng, ai cũng không biết rốt cuộc trong lòng nàng, đang có chủ ý gì, mới vừa rồi lời mà Uyển Nhi tiểu thư kia nói, không biết là có ý gì, đi theo sau lưng quán lăng, nhiếp vân hỏi, chương 2747, đế huyền 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Mới vừa rồi Uyển Nhi tiểu thư kia nói tới đế huyền, vẻ mặt tràn ngập hâm mộ. Chẳng lẽ người nọ là một tuyệt thế cường giả? Ồ, vị đế huyền này là cường giả đế cấp nữ tính cực kỳ nổi danh cho ngoàn vũ thần giới. Một người một người một ngựa thành lập một thế lực cực lớn, gọi là thần nữ phong. Ở trong thế lực này tất cả đều là nữ đệ tử, mỗi một người đều rất cường đại. Quán lăng thuận miệng giải thích, thần nữ phong, chẳng lẽ là một trong chín đại thế lực lớn. Sắc mặt nhiếp vân có chút ngưng trọng, trước đó vị tộc trưởng kia nói tới chín thế lực lớn, đều có cường giả đế cấp tồn tại. Nếu như thần nữ phong này là do vị đế huyền này sáng tạo ra, có lẽ cũng là một trong số đó a. À. Không sai, quả thực thần nữ phong chính là một trong chín đại thế lực, hơn nữa ta còn nghe nói, bài danh còn tương đối cao. Quán Lăng nói đến đây rồi ngừng lại một chút, những chuyện này ta cũng không rõ ràng cho lắm, cũng không. Biết Huyền Nhi tiểu thư nghe thấy chuyện này từ đâu? Thế nhưng sau đó lại sùng cái có thừa đối với vị gọi là đế huyền này. Ồ, thấy đối phương nói không biết, Nhiếp Vân cũng không tiếp tục hỏi tiếp nữa mặc dù không có biết được nhiều tin tức hữu dụng từ tang miệng bọn họ thế nhưng hai người đã biết phân chia cấp bậc thế giới này chia làm hai đại trận doanh chuyện này cũng đã coi như không tệ một đường không nói thêm lời nào không bao lâu sau ba người đã tới trước một căn phòng nhà trước tiên các người cứ ở lại nơi này bên trong cái gì cũng có cần ăn uống gì thì có thể tự làm sau khi mang huynh đệ hai người tới phòng quán lăng lại nói nhiếp phân nhìn quanh một vòng căn nhà này cũng không lớn Nguyễn Cương vừa đủ hai người ở. Bất quá, tuy nhà nhỏ, thế nhưng đồ vật bên trong lại có đầy đủ mọi thứ ăn uống, không thiếu thứ nào. Đa Tả nói một câu cảm kích, Nhiếp Phân gật đầu một cái. Được rồi, chắc các người cũng đã mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôm nay ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi săn thú, nếu như các người có hứng thú thì cũng đi theo chúng ta a. À. Nếu không có hứng thú thì ở trong phòng nghỉ ngơi thêm mấy ngày cũng được quán lăng cười nói một câu sau đó xoay người đi ra ngoài thế nào đại khái phải mất bao lâu mới có thể đột phá quán lăng rời đi nhiếp vân đóng cửa phòng lại sau đó nhìn nhiếp đồng một cái rồi hỏi đệ đệ truyền âm cho hắn nói là đã tìm được điểm giới hạn đột phá cho nên hắn cũng muốn hỏi đệ đệ một chút ước chừng ba ngày a à? nhiếp đồng nói ba ngày được rồi đệ không cần quản cái gì cả cứ an tâm tu luyện hoàn vũ thần giới này mặc dù pháp tắc không gian nặng nề một ít thế nhưng linh khí lại hết sức đầy đủ ở chỗ này tu luyện đột phá nhất định sẽ làm ít công to nhiếp vân nói hoàn vũ thần giới này so với bên hỗn độn đại dương còn có pháp tắc không gian vững chắc hơn nhiều linh khí cũng đầy đủ hơn rất nhiều vốn bằng vào lực lượng của nhiếp đồng cho dù tìm được điểm giới hạn đột phá nếu như ở trong hỗn độn đại dương không có mấy vạn năm thì cũng khó có thể tiếp tục tấn cấp được mà ở chỗ này thì lại hoàn toàn khác căn bản không cần lo lắng lực lượng bị chèn ép làm ít công to đúng vậy nhiếp đồng cũng không nói thêm gì nữa mà khoanh chân ngồi ở trên giường điều chỉnh lực lượng bên trong cơ thể ta cũng nhìn một chút để xem có thể mượn lực lượng trong thế giới này hóa giải độc khí màu vàng hay không thấy đệ đệ tu luyện nhiếp phân có chút nhàm chán cũng bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường tiến vào trạng thái tu luyện tu vi của hắn đã bị phong ấn lại không có cách nào tu luyện thế nhưng hắn lại có thể thử nghiệm một chút nhìn xem ở trong thế giới này có thể hóa giải kịch độc màu vàng hay không không biết đã nghiên cứu được bao lâu nhiếp phân bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó cũng ngừng lại mặc dù thế giới này lợi hại thế nhưng kịch độc màu vàng kia lại càng đáng sợ hơn không tìm được giải dược thích hợp như vậy căn bản sẽ không có cách nào áp chế được nó nếu không thể tu luyện nhiếp phân cũng chỉ có thể lãng phí thời giờ nhàm chán mà thôi hắn đứng dậy đang định đi ra cửa một chút thì đột nhiên nhướng mày một cái ồ trong cảm giác của hắn có một bóng đen đang lặng lẽ không một tiếng động đi tới đi tới ngoài tường của căn phòng này. Lúc này sắc trời đã tối, mọi âm thanh đều biến mất, đạo thân ảnh này lại giống như u linh, ẩn núp ở trong màn đêm. Chẳng lẽ vệ đạo sĩ của hoàn vũ thần giới đã biết chúng ta tới đây? Hai hàng lông mày của nhiếp vân khẽ nhíu một cái, nhìn bộ dáng của đối phương, rất rõ ràng không có ý tốt. Hắn và nhiếp đồng vừa mới tới nơi này, mà người muốn red eye với bọn hắn, sợ rằng cũng chỉ có đám người gọi là vệ đạo sĩ kia mà thôi. Chẳng lẽ là quán lăng, tộc trưởng bán đứng chúng ta. Sắc mặt trầm xuống, trong mắt nhiếp vân lóe lên vẻ lạnh lẽo. Chẳng lẽ biểu hiện của quán lăng và tộc trưởng ở trước mặt bọn hắn giả, cố ý dẫn hai người bọn hắn ở lại chỗ này, mục đích là vì muốn thông báo cho những vệ đạo sĩ kia. Chuyện như vậy trước đó cũng không phải hắn chưa từng nghĩ qua. Hắn cũng đã một mực quan sát cẩn thận, nói thật, thái độ. Hành động của hai người này đều không có vấn đề gì. Nếu như ngay cả hắn cũng không nhìn ra được, như vậy trình độ diễn xuất của hai người này cũng quá là lợi hại a. À. Trước tiên không quan tâm nhiều, tiên hạ thủ vi cường, tốt nhất là có thể bắt sống, sau đó lại hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những suy nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu hắn, Nhiếp Vân quay đầu nhìn đệ đệ một cái, hắn biết đệ đệ đang đột phá ranh giới, không thể quấy rầy. Thân thể khẽ búng một cái, giống như một phiến lá cây, chậm rãi rơi vào trong viện, nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đã giấu ở trong góc tường mặc dù không thể sử dụng tu vi ở trong cơ thể hắn thế nhưng lực lượng cơ bắp vẫn có thể tùy ý thi triển lực lượng cơ bắp của hắn còn chưa có đạt tới cấp bậc phong vương thế nhưng cũng vô hạn đến gần lại phối hợp với tất cả thủ đoạn mặc dù thực lực không lợi hại bằng trước đó thế nhưng ít nhất cũng có thực lực phong vương sơ kỳ người bịt mặt ngoài tường này không biết đã dùng bí pháp gì để che chấu khí thức của bản thân còn có cả tu vi khiến cho người ta không thể nào nhìn ra được thế nhưng theo hắn suy đoán có lẽ còn không có đạt tới cấp bậc phong vương. chương 2748, Uyển Nhi, chuyện được thực hiện bởi audio com Ẩn giấu ở góc tường, nhiếp phân không có động tính, mà là ngừng thở. Cả người yên tĩnh giống như một tảng đá vậy, lực lượng trong cơ thể không thể vận dụng, muốn che giấu giống như trước kia đã trở nên không quá dễ dàng. So với việc xông tới chém giết, còn không bằng ôm cây đợi thỏ. Đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công, đợi qua mấy chục hô hấp, bóng đen phía ngoài quả nhiên đã có chút không chờ được thân thể khẽ búng một cái rồi nhảy lên người này thấy đối phương đã đi vào nhiếp phân không khỏi ôm bụng mà cười vốn hắn tưởng rằng đối phương là cao thủ thế nhưng không nghĩ tới lại là một tay mơ sát thủ bình thường tùy tiện tiến vào chỗ ở của người khác tất sẽ phải dò xét khắp nơi trước nhìn xem có bao nhiêu phong ấn mai phục bẫy dập các loại thế nhưng bóng đen này lại trực tiếp xoay mình đi vào ánh mắt trực chỉ nhìn vào phòng ngay cả đường lui cũng không thèm nhìn như vậy cũng không khỏi quá không chuyên nghiệp a à. chẳng lẽ đối với thực lực của mình người này tự tin như vậy hay sao trong lòng có chút kỳ quái nhiếp phân từ trong bóng đêm từ từ đi ra ồ hắn từ từ đi tới sau lưng người áo đen lúc này người này đột nhiên cảnh giác cánh tay chợt chuyển một cái bổ tới một trường thực lực như vậy mà cũng đòi làm sát thủ sao nhìn thấy công kích của đối phương sắc mặt nhiếp phân có chút cổ quái thực lực của người này thậm chí ngay cả cấp bậc chúa tể cũng không có đạt tới loại trưởng lực cấp bậc này đối với hắn mà nói không có chút ảnh hưởng nào mặc dù bản thân mới tới hoàn vũ thần giới thế nhưng thương thông qua nói chuyện với đám người quán lăng hắn đã biết thực lực cấp bậc trong thế giới này nếu như quả thực là sát thủ mà nói ít nhất cũng phải cùng cấp bậc như tộc trưởng hoặc là bán bộ phong vương bằng vào thực lực như vậy tới đây làm cái gì cơ chứ đừng động nếu như còn cử động nữa ta sẽ giết ngươi thân thể khẽ nhoáng một cái, nhiếp vân đã tránh thoát được công kích của đối phương, tay phải duỗi ra một cái. Từ phía sau nắm lấy cổ của đối phương, né tránh công kích, đi tới sau lưng người này rồi cho lúc nắm được cổ đối phương. Tất cả đều liền mạch, như mây trôi nước chảy, không có một chút buông lỏng nào, thậm chí ngay cả bóng đen này còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn rồi. Ai phái người tới, muốn làm cái gì? Một chiêu chế ngự người áo đen này, nhiếp vân hừ lạnh một tiếng, Ngón tay khẽ tăng thêm sức mạnh. Vốn người áo đen còn định nhúc nhích, thế nhưng bị lực lượng trong tay hắn áp chế, thân thể nhất thời cứng lại. Người áo đen này không ngờ tới vừa từ trong bóng tối đi ra đã bị người ta phát hiện, hơn nữa còn bị tóm gọn. "Ô, người áo đen đang định nói chuyện thì phía bên ngoài viện truyền tới tiếng bước chân. Hơn nữa nghe thanh âm vang vọng lại, dường như không chỉ có một người." Nhiếp Vân nhíu mày một cái, cái tay còn lại lập tức che lấy miệng của đối phương. "Nếu còn dám nói thì ta sẽ giết ngươi." Nói xong, hắn cũng không để ý tới đối phương nữa mà lỗ tai dơ lên, nghe động tĩnh ở bên ngoài. Mặc dù không biết thời gian, thế nhưng nhìn trình độ bóng tối và bầu trời, có lẽ cũng đã đến nửa đêm, lúc này lại có một người áo đen tới. Sau đó lại có nhiều tiếng bước chân như vậy, rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Phanh, phanh 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 phanh, trong lòng đang có chút nghi ngờ thì tiếng bước chân đã tới trước phòng, ngay sau đó hắn lại nghe được tiếng gõ cửa vang vọng. Nhiếp vân huynh đệ, người đã nghỉ ngơi chưa? Thanh âm của quán lăng vang lên. Ô, chưa có, trời cũng đã muộn như thế này rồi, không biết người tìm ta có chuyện gì. Không nghĩ tới khuya khoát như vậy mà quán lăng còn tìm tới. Nhiếp Vân khẽ nhíu mày một cái. Ô ô, dường như nghe thấy được động tĩnh bên ngoài, người áo đen này. Ô vài cái, muốn nói. Nhiếp Vân nhíu mày một cái, bàn tay lại nắm chặt lấy cổ của đối phương. Ô, người áo đen này dường hư cũng biết mình sẽ tùy thời mất mạng cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà cùi trỏ đột nhiên đành về phía sau, công kích nhiếp vân. Hừ, khoảng cách của nhiếp vân rất gần đối phương, làm sao có thể để cho đối phương đánh chúng được chứ? Thân thể vọt về phía trước, tránh thoát một kích của cùi trỏ. Cái tay còn lại nhẹ nhàng chộp một chảo, khóa lại hai cánh tay của đối phương. Trong khi đang muốn hỏi một chút, sao đối phương lại không biết sống chết mà nổi đóa làm như vậy làm gì? Đột nhiên sắc mặt của nhiếp vân có chút cứng đờ, động tác mới vừa rồi quá nhanh, Khoảng cách giữa hai người lại gần, dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ có thể từ phía trước ôm lấy đối phương. Như vậy mới có thể khóa lại được đối phương, thế nhưng như vậy cánh tay của hắn cũng không tránh khỏi xoay người đối phương về phía trước mặt mình. Lần này lập tức khiến cho hắn phát hiện ra có chỗ gì đó không đúng. Trước ngực đối phương có hai khối mềm mại dán vào cánh tay, chuyện này làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cho là người áo đen trước mắt này là một nam nhân. Thế nhưng bây giờ đã cảm thấy được bộ ngực co giãn chẳng lẽ là nữ nhân bất quá sửng sốt một chút nhiếp phân cũng đã lập tức bình tĩnh lại quản đối phương là nam hay nữ nếu như đã muốn đối phó với hắn như vậy nhất định sẽ phải trả một cái giá lớn ngón tay khẽ động một cái lập tức tháo mặt nạ của đối phương ra phịch mặt nạ rơi xuống trên mặt đất nhiếp phân nhìn qua suốt cuộc hắn cũng đã nhìn rõ là người nào to gan như vậy bằng vào một chút thực lực này cũng dám chạy tới tìm phiền toái vừa nhìn qua một cái sắc mặt hắn lần nữa cứng đờ Uyển Nhi tiểu thư, người xuất hiện ở trước mắt, không phải là người nào khác. Mà Uyển Nhi hắn gặp ở trong phòng tộc trưởng trước đó, là nữ nhân bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu kia. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhiếp vân buông đối phương ra. Bây giờ bản thân đang ở bộ lạc của đối phương làm khách, lại có người ở ngoài cửa. Một khi để cho người khác nhìn thấy hắn ôm thân tôn nữ của tộc trưởng vào trong ngực. Ôm đối phương, khục khục, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy cho dù có lý cũng không nói được. Nói thật, nếu như Tu Vi vẫn còn, đối phó với huyền Nhi Na Âm căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần lực lượng bắn ra tán loạn là có thể tùy tiện phong ấn nàng ta lại. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại thực lực thân thể, chỉ có thể sáp lá cả gần người ta. Cho nên lúc này mới tạo thành tình huống lúng túng như vậy. chương 2749, câu hỏa tiết 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Lúc này hắn mới nhìn thấy vị huyền nhi tiểu thư này sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt như là lưỡi đao nhìn về phía hắn. Là một nữ tử, vô luận tùy tiện như thế nào đi nữa. Một khi bị tập kích ngực nhất định cũng sẽ mất hứng. Nhiếp vân huynh đệ, tối hôm nay là câu hỏa tiết của bộ lạc chúng ta, không biết người có hứng thú tham gia hay không. Trong khi nhiếp vân đang không biết nên làm sao thì bên ngoài cửa vang lên thanh âm của quán lăng. Ta, nhìn huyền nhi tiểu thư trước mắt một cái, nhiếp vân có chút quấn quýt không biết nên xử lý đối phương như thế nào. Đừng nói ta ở chỗ này." Thấy vẻ mặt của hắn, dường như Uyển Nhi sợ hắn nói ra cái gì cho nên vội vàng thấp giọng nói, trên mặt mang theo vẻ cầu khẩn. Cũng khó trách nàng sợ hãi như vậy, là cháu gái duy nhất của tộc trưởng. Mặc dù bình thường nàng tùy tiện, thế nhưng trên thực tế cũng là một đóa hoa xinh đẹp nhất trong bộ lạc. Chưa bao giờ từng có chuyện gì với người khác, vạn nhất bị tộc nhân phát hiện ra chuyện này, hơn nữa nửa đêm xuất hiện ở trong phòng của một nam nhân xa lạ, chuyện này dù thế nào cũng không nói qua được. Ách, nhiếp vân cũng không ngốc, hắn cũng lập tức hiểu ý của đối phương, hắn đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương đã nói như vậy cũng đã nói lên nàng tới nơi này cũng không phải là do đám người quán lăng, tộc trưởng bày mưu đặt kế. Nếu đã như vậy, chuyện đột nhiên xuất hiện quán lăng, có lẽ chính là trùng hợp. Mặc dù hắn mới quen biết người của Thanh Sơn bộ này không lâu, thế nhưng đối phương nhiệt tình vô cùng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không phái người xuất thủ đối phó với hắn ta thu thập một chút rồi sẽ đi qua biết được những chuyện này nhiếp phân cũng không nói thêm nữa mà kêu vọng ra ngoài một câu được rồi người tới khe núi lúc trước nhanh tới một chút a à, nếu chậm sẽ không kịp xem chuyện đặc sắc a à. quán lăng cười một tiếng ngay sau đó đã nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa cho mãi đến khi biến mất sau khi xác định quả thật đối phương đã đi xa nhiếp phân nhìn về phía nữ tử trước mắt người khuya khoát tới đây người định làm gì mặc dù không muốn xảy ra chuyện không vui với thanh sơn bộ này. Thế nhưng nếu như quả thực đối phương có mưu đồ gây rối, muốn mưu hại huynh đệ hai người bọn họ, như vậy chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ta, Uyển Nhi vốn đã không biết nên giải thích thế nào, kết quả nhìn thấy ánh mắt của đối phương giống như rắn độc nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng không nhịn được sinh ra vẻ bối rối, nàng nói. Ta nghe ra ra nói người của tiểu thế giới rất lợi hại, cho nên muốn đi thử một chút. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? nhiếp vân cười khổ không thôi làm cho hắn một mực cảnh giác hoài nghi nọ hoài nghi kia kết quả cuối cùng chỉ đơn giản như vậy thôi sao chẳng qua đối phương chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi cho nên mới muốn đi thử thực lực một chút không nghĩ tới còn chưa có tiến vào trong phòng hắn thì đã bị hắn bắt được nhiếp vân không có hoài nghi lời nói của nàng mới vừa rồi hắn đã cố ý đem khí tức trên người thả ra ngoài mang theo sát khí nồng đậm thực lực của đối phương như vậy căn bản sẽ không chịu nổi nếu như lúc này mà còn có thể nói dối được như vậy, không thể nào ngay cả chúa tể cũng không có đạt tới như lúc này được. Ta nghe nói người của tiểu thế giới tới đây đều có thiên phú và năng lực cực cao. Đế huyền đại nhân dường như cũng chính là người từ trong tiểu thế giới đi ra ngoài. Ta muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc các người có lợi hại như trong truyền thuyết hay không, cho nên. Ta mới gạt những người khác rồi mới tới đây, dường như sợ hắn không tin, Uyển nhi lại vội vàng nói đối phương còn chưa có lẻn vào đã bị mình phát hiện và chế ngự nếu như tiếp tục xoắn suýt thì cũng không có ý nghĩa gì nữa hơn nữa nhiếp vân cũng đã nhìn kỹ chẳng qua đối phương chỉ là tò mò nhất thời không nghĩ tới hậu quả mà thôi cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái không truy cứu chuyện này nữa mà nói sang chuyện khác mới vừa rồi quán lăng nói câu hỏa tiết là có ý gì có lửa thì mới có thể sinh tồn câu hỏa tiết là ngày lễ một lần hàng năm của thanh sơn bộ chúng ta trong ngày này, mọi người trong bộ lạc sẽ vây quanh đống lửa ngồi chung một chỗ, ca hát, khiêu vũ, uống rượu say sưa trắng đêm. Uyên Nhi nói, ồ, nhiếp vân không nghĩ tới lại còn có loại ngày lễ như này, hắn khẽ mỉm cười một tiếng. Nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn vẽ không đi, bất quá bản thân vừa mới tới đây, cần phải hiểu thêm quy tắc trong thế giới này, tham gia loại tụ hội này, có lẽ có thể càng làm cho hắn hiểu hơn về những người sinh trưởng ở trong thế giới này. Người đi đi, sau khi đã hỏi rõ mọi chuyện, cũng không nói thêm gì nữa, nhiếp vân lại khoát tay một cái. Nếu đối phương đã không có ác ý gì, nếu đã không thể chém giết, để nàng ở nơi này cũng rất phiền toái. Còn không bằng trực tiếp để cho nàng ta rời đi thì hơn. Đa tạ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được đối phương thả đi, Uyển Nhi sửng sốt một chút. Ngay sau đó khẽ cắn môi, gật đầu một cái, thân thể búng một cái đã nhảy ra khỏi tường thấp, biến mất ở trong màn đêm. Quả thực nàng nghe ra ra thổi phồng người phi thăng không tầm thường, cho nên mới muốn tới xem một chút. Chẳng qua cho dù nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa tới bên ngoài thì đã bị đối phương chế ngự. Mãi đến lúc này nàng mới hiểu ra được, so với những người này, cảm giác về sự ưu việt trước đó của nàng quả thực không là gì. Có thể đứng trên đỉnh trong tiểu thế giới, có ai mà không trải qua vô số trận chiến, cử tử nhất sinh cơ chứ. Một bộ lạc chỉ ở trong núi rừng, chỉ biết săn thú, làm sao có thể so sánh được với chúng ta. Thấy Uyển Nhi rời đi, nhiếp vân khẽ lắc đầu, cũng không để ý tới nàng nữa. Tộc trưởng nói không sai, người phi thăng mặc dù hoàn cảnh ra đời kém hơn người chính tông ở Hoàn Vũ thế giới này, thế nhưng tiềm lực so với bọn hắn còn lớn hơn rất nhiều. Người có thể từ bên trong các thế giới đi ra, đi tới đỉnh phong, có ai mà không phải là người có tâm trí thâm sâu như biển, là lão quái vật cơ chứ? Loại người như vậy cho dù trong thời gian ngắn tu vi thấp kém, thế nhưng nương theo thời gian trôi qua cũng sẽ càng ngày càng mạnh, vượt xa những đóa hoa mọc trong phòng ấm chương 2750, câu hỏa tiết 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Có lẽ, những người bảo thủ ở trong hoàn vũ thế giới này bởi vì sợ loại tiềm lực này, cho nên mới tạo thành tiểu tổ ám sát, ám sát người vừa mới phi thăng lên đây. Đi vào căn phòng, nhìn thấy đệ đệ vẫn tu luyện, tạm thời không có vấn đề gì, sau đó nhiếp vân mới đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, chỉ có một chỗ có ánh lửa trói mắt lóe lên, thanh âm từ phía xa xa truyền tới, vô cùng náo nhiệt không cần nhìn thì hắn cũng biết nơi đó nhất định là vị trí diễn ra câu hỏa tiết chậm rãi đi tới càng đến gần thì quả nhiên đã thấy được có vô số đạo thân ảnh vây quanh đống lửa vừa hát vừa nhảy rất là náo nhiệt tới rồi còn chưa đi đến trước mắt thì đã nghe thấy một đạo tha âm vang vọng vị tộc trưởng kia đang cười khanh khách nhìn qua sau đó lại lấy tay chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh mình tộc trưởng nhiếp vân biết đối phương bảo hắn qua đó hắn cười cười rồi ngồi xuống Bên trong tiểu thế giới của các ngươi có có loại câu hỏa tiết này hay không?" Tộc trưởng nhìn qua rồi hỏi. "Không có." Nhiếp Vân lắc đầu, "Câu hỏa tiết trên thực tế cũng không phải là phong tục mà chỉ có người trong núi như chúng ta mới có, là ngày lễ mà cả Hỏa Thần vực đều có." Tộc trưởng nói, "Hỏa Thần vực, Hoàn Vũ Thần giới tổng cộng có cửu châu thập địa, Hỏa Thần vực chính là một trong thập địa, tín ngưỡng của mọi người nơi này là lửa, cho là lửa mới có thể mang tới cho người ta ấm áp và ánh sáng, có lửa thì mới có thực lực." Tộc trưởng nói, cửu châu thập địa, nhiếp phân cũng không quan tâm tới lửa gì đó, mà là quan tâm tới cái gọi là cửu châu thập địa trong miệng tộc trưởng vừa rồi. Đây là phân chia địa vực ở trong hoàn vũ thần giới. Người không nên cảm thấy hỏa thần vực chẳng qua chỉ là một trong thập địa thì nghĩ nó rất nhỏ. Nếu nghĩ như vậy thì rất là sai lầm, mặc dù thập địa nhỏ so với bất kỳ một châu nào bên trong cửu châu. Thế nhưng trên thực tế cũng là vô biên vô hạn, không có đạt tới thực lực hoàng cấp, muốn đi ngang qua toàn bộ, khó có thể làm được. Tộc trưởng cảm khái một câu, lại nhìn về phía hắn, thanh âm mang theo vẻ khuyên nhủ. "Ta không biết thực lực của huynh đệ các ngươi rốt cuộc như thế nào, thế nhưng từ tiểu thế giới đi ra, chắc hẳn cũng không cao được là bao. Nếu cứ như vậy rời đi, sợ rằng ngay cả núi này các ngươi cũng rất khó đi ra ngoài được a." À. Đa Tà tộc trưởng nhắc nhở, Nhiếp Vân biết rõ đối phương là thật tâm thật ý cho nên mới khuyên can hắn như vậy, hắn lập tức ôm quyền cảm tạ. "Ai, ta biết ngay không khuyên được ngươi mà." Thấy mặc dù người thiếu niên trước mắt này có vẻ cảm kích, thế nhưng trong mắt vẫn mang theo vẻ kiên trì của mình, tộc trưởng biết rõ mình đã không khuyên can được, hắn không khỏi lắc đầu một cái. Ngao 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 ngao, trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì lại nghe được mọi người đang khiêu vũ, trước mắt phát ra thanh âm ngao ngao, đồng loạt nhìn về phía một phương hướng. Thuận theo phương hướng của bọn họ nhìn lại, chỉ thấy tôn nữ uyển nhi của tộc trưởng vừa mới bị hắn bắt đi đã đổi một thân y phục rồi đã đi tới đây. Lúc này nữ tử này mặc một thân y phục màu lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh giống như thác nước chảy xuống, thân thể thon dài, rất có lổi lõm. Cho dù nhiếp vân là người đã từng nhìn thấy qua vô số mỹ nữ, đột nhiên nhìn thấy nàng cũng không nhịn được cảm thấy xinh đẹp. Bất quá, cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi, cũng không có làm hắn cảm thấy cái gì. Dù sao mặc dù nàng đẹp, thế nhưng so với dám người là khuynh thành vẫn còn kém rất xa. Đối với hắn mà nói, không coi vào đâu thế nhưng đối với những người trong thanh sơn bộ mà nói lại khác một trận thanh âm giống như sói chu vang lên hai mắt tất cả thanh niên nam nhân trong bộ lạc đều sáng lên khi câu hỏa tiết đến tất cả mọi người đều ngang hàng cho dù là tộc trưởng cũng không thể can thiệp bình thường vị huyền nhi này ăn mặc giống như nam nhân vậy chưa bao giờ thay đổi trang phục thế nhưng hôm nay lại đột nhiên thay đổi phong cách đối với những người này mà nói quả thực lực trùng kích quá lớn chớ có kêu to hù dọa huyền nhi thì làm sao bây giờ Uyển Nhi, trong đám người đang thét chói tai có một tiểu tử đứng lên, quát mọi người một câu. Ngay sau đó đi về phía Uyển Nhi, trong mắt mang theo tình cảm, không cần đoán thì cũng có thể nhìn ra được. Đối với tiểu tử này, dường như tất cả mọi người rất là bội phục, mọi người lần nữa gào lên mấy tiếng rồi im lặng, cũng không có nói thêm gì nữa. Đây là La Bạt, là người trẻ tuổi mạnh nhất trong Thanh Sơn bộ. "Chúng ta," tộc trưởng cười cười giải thích, nhìn dáng vẻ mặt đầy ý cười của hắn, dường như rất là hài lòng đối với La Bạt này thông qua tiếp xúc ban ngày nhiếp vân đã biết vị tộc trưởng này có chủ nghĩa đại nam nhân rất nặng cho dù tôn nữ của hắn có cường thế hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nữ tử sớm muộn gì cũng phải lập gia đình có thể gả cho người mạnh nhất bên trong tộc đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất uyển nhi ta có thể xin nàng nhảy một bài được không không để ý tới mọi người đang gào thét sắc mặt la bạt đỏ lên cả người có chút khẩn trương nói Grau, sau khi hắn vừa nói xong chung quanh lần nữa vang lên tiếng hoan hô chỉ bất quá, trong đám người có vài thiếu nữ ánh mắt ảm đạm. Xem ra không chỉ có Uyển Nhi ở trong Thanh Sơn bộ có nhân khí cực cao, là bạn này cũng là nam thần trong lòng không ít nữ tử. Câu hỏa tiết là ngày lễ náo nhiệt nhất trong vòng một năm. Cũng là thời cơ tốt nhất cho thanh niên nam nữ cầu yêu lẫn nhau. Nếu như có nam nhân, nữ nhân có ý với nhau lúc bình thường vào lúc này sẽ tiến lên mời đối phương nhảy. Đồng thời cũng đem vòng hoa tự tay mình chuẩn bị đội lên trên đầu đối phương, nếu như đối phương đồng ý nhảy với mình, hơn nữa lại đội vòng hoa. Như vậy đã nói lên đối phương đã đồng ý chuyện của hai người, sau này muốn chung sống sẽ trở nên đơn giản hơn không ít. Tộc trưởng vuốt sâu cười, lại giới thiệu một lần qua về phong tục của bọn họ. Ô, nhiếp vân khẽ cười một tiếng, chuyện như vậy có chút tương tự với ban đầu ở Lưu Ly Thành, khó trách trước đó quán lăng nói đi trễ sẽ không xem được chuyện náo nhiệt. Chỉ sợ hắn đã sớm biết là bạn muốn câu yêu với Uyển Nhi A. Nếu như không đồng ý thì sao? Nên làm cái gì? Nhiếp Vân hỏi, chương 2751, ta đã có người trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đã có đồng ý, đương nhiên cũng có không đồng ý, chuyện yêu ai không phải ai cũng hợp ý nhau. Nhân duyên trong mắt người khác có tốt tới mấy, ở trong mắt người trong cuộc sợ rằng cũng chưa chắc đã là tốt nhất. Bởi vì là ngày lễ vui mừng, cho nên chuyện cự tuyệt trước mặt mọi người hiển nhiên sẽ không tốt. Dù sao cũng là chuyện làm ảnh hưởng tới mặt mũi cho nên cũng không dễ làm nếu như buộc một cái khăn màu trắng bên hông, như vậy đối phương sẽ biết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sẽ tự động rời đi. Tộc trưởng giải thích, phức tạp như vậy sao? Nhiếp vân âm thầm nhớ kỹ ở trong lòng, những thứ này đều là phong tục của bọn họ. Muốn sinh tồn ở trong cái thế giới này, nhớ kỹ chuyện như vậy trung quy cũng không có gì là xấu. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, trong lúc hắn đang cùng với tộc trưởng nói chuyện phiếm, trong đám người trước mặt, thanh âm hoan hô của thanh niên nam nữ đã giống như thủy triều truyền tới. La Bạt là người trẻ tuổi mạnh nhất, thông minh nhất. Mạo Uyển Nhi lại là người có tài năng xuất chúng trong đám nữ nhân trong tộc. Xinh đẹp hào phóng lại là tôn nữ của tộc trưởng, đương nhiên sẽ có rất nhiều người coi trọng bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể kết hợp với nhau thành một đôi. Nhà đầu này tùy tiện, giống như nam nhân vậy, luôn khiến cho ta lo lắng không thôi. Nếu như có thể đồng ý, như vậy cũng coi như đã giải quyết xong một cọc tâm nguyện của ta tộc trưởng đã bị bầu không khí trước mắt làm cho lây nhiễm dưới ánh lửa chiếu dọi làm cho sắc mặt của hắn đỏ bừng khóe miệng tươi cười tôn nữ này của hắn luôn muốn làm nữ cường nhân đối với nam nhân không quan tâm khiến cho hắn buồn bực gần chết nếu như hôm nay đồng ý với đối phương như vậy tất cả mọi thứ sẽ trở nên rất là đơn giản nghĩ của hắn rất tốt bất quá lời còn chưa nói hết thì đã thấy trên bàn tay của tôn nữ hắn xuất hiện một cái khăn tay màu trắng sau đó rắt vào bên hông đồng thời cũng không để ý tới la bạt nữa lại tiếp tục đi về phía trước. Ai, thấy một màn như vậy, chúng nhân đã biết là bà thất bại, cả đám không khỏi thở dài một trận. Đồng thời, cũng không thiếu người hai mắt sáng rực lên. Uyển Nhi không có đồng ý là bạt, như vậy chẳng phải bọn họ sẽ có cơ hội hay không. Mọi người đang dị động thì đã có một người thanh niên lại đứng lên. Ha ha, là bạt, ta đã sớm nói với người rồi, người không được, người cứ không nghe, vẫn là để cho ta đi. Người thanh niên này cười một tiếng, từ phía sau lưng lấy ra một cái vòng hoa to lớn xinh đẹp rồi đi tới phía trước đây là quán giang là tôn tử ruột của ta lần này tộc trưởng chưa nói quán lăng ở cách đó không xa nở nụ cười một tiếng xem ra hắn rất có lòng tin đối với đứa cháu này đối với việc ai có thể lấy được trái tim của uyển nhi nhiếp vân cũng không thèm để ý hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường cho nên hắn cười nhìn về phía quán giang này một cái nhìn một hồi hắn không khỏi âm thầm gật đầu Mới vừa rồi hắn nhìn ra thực lực của La Bạt kia, đã đạt tới cấp bậc chúa tể. Nhìn tình huống của Thanh Sơn bộ bây giờ, bằng vào chừng ấy tuổi đã có thể có được thực lực như vậy, tuyệt đối cũng coi như không tệ. Mà vị quán giang trước mắt này, mặc dù còn không có đạt tới cấp bậc phong vương, thế nhưng nhìn lực lượng minh mông trên người, chuyện đột phá cũng chỉ ở trong một khoảng thời gian gần đây mà thôi. Nếu như không có gì đáng ngại mà nói, trong vòng một tháng tất sẽ có đột phá. Mặc dù đột phá so với kém hơn La Bạt, thế nhưng nhìn từ tuổi tác, so với la bạt còn nhỏ hơn mấy tuổi. Như vậy, ưu thế hết sức rõ ràng, hiển nhiên thiên phú so với người trước còn cao hơn một tia. Câu hỏa tiết, tất cả mọi người đều bằng khả năng của mình lấy. Được trái tim của nữ nhân, không không liên quan tới thực lực, quán Giang thấy la bạt không thành công, trong lòng mừng rỡ như điên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vòng hoa trong tay quán Giang, mỗi một bông hoa đều không giống nhau, chừng mấy trăm loại hoa, chỉ từ dáng vẻ bề ngoài cũng đã biết hắn đã phí không ít tâm tư uyển nhi tiểu thư ta có thể xin nàng nhảy một bài được không đưa vòng hoa tới vẻ mặt quán gian tràn ngập vẻ khẩn trương xấu hổ quá nhìn thấy vòng hoa trước mắt uyển nhi cũng không giống như những nữ tử khác cứ như vậy mà đồng ý nàng khẽ lắc đầu một cái lần nữa lấy ra một cái khăn tay màu trắng thắt vào bên hông loại câu hỏa tiết này rất nhiều nam tử tuấn tú nữ nhân xinh đẹp đều chuẩn bị không ít khăn tay nếu không muốn cự tuyệt người khác cũng sẽ không làm được như vậy thực sự sẽ rất mất mặt. Sau khi câu hỏa tiết kết thúc, không ít người sẽ lấy số lượng tay để so với nhau, nếu như số lượng khăn tay bên hông nhiều, như vậy đã nói rõ bản thân cự tuyệt nhiều người, cũng có nghị lực nhất. Vì vậy, trong câu hỏa tiết, khăn tay càng nhiều thì mị lực càng lớn, đây đã là quy định bất thành văn. Chính là bởi vì có loại so sánh này, cho nên mới có vài người vì khăn tay mà cảm thấy phiền lòng khó nhịn, mà có một ít người thì đang mong đợi có thể có thêm nhiều khăn tay hơn một chút, trở nên nổi bật. Ách, thấy động tác của nàng, quán giang đã biết mình cũng thất bại, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Ha ha, còn nói ta, người cũng không khá hơn một chút nào a. À. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, cảm giác mất mát mới vừa rồi của la bạt lập tức bị quét sạch. Chê cười ta, người cũng không thành công đi, quyền nhi tiểu thư không chọn ta, ta không gì nói. Chỉ có thể nói ta còn chưa đủ, bản thân còn chưa đủ ưu tú, chẳng qua là. Ta muốn hỏi một chút, Uyển Nhi tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư đã có người thương hay chưa? Không để ý tới là bà đang cười nhạo, quán giang ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lấp lánh. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cũng đều nhìn qua, dường như sợ mình bỏ lỡ cái gì đó. Liên tục cử tuyệt hai người thiêu niên ưu tú nhất bên trong tộc, chẳng lẽ huyền nhi này không có thích ai? Nếu như quả thật đã có mà nói, như vậy sẽ là ai? Thậm chí tộc trưởng cũng trợn to hai mắt, tôn nữ này luôn là tâm bệnh trong lòng hắn, nếu như đã có người thương, như vậy thì dễ làm. Người thương, Uyển Nhi do dự một chút, đột nhiên nhìn quanh một vòng, khóe miệng nhếch lên, sau đó nhìn về phía một phương hướng. Chương 2752, ồ ạt à tới đánh một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của nàng, trong lòng Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện một dự cảm rất xấu.